Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 521, vở kịch hay bắt đầu khúc nhạc dạo. Diệp gia biệt thự trong đại sảnh. Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện chính ăn Võ Hiểu Phỉ chuẩn bị cho bọn họ tốt bữa sáng. Lúc này, Diệp Thần Phong còn cũng không biết một đám cao tầng phản đối hắn ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí sự tình. Trải qua cả đêm say rượu, cái này hai chú cháu không có có vẻ tinh thần không phấn chấn, trái lại nhìn qua là càng thần thanh khí sảng. Võ Hiểu Phỉ an tĩnh ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, hạnh phúc nhìn nam nhân của chính mình, thân mật ăn nàng thân thủ chuẩn bị bữa sáng, nụ cười trên mặt là càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng cầm lấy bàn ăn thượng khăn tay, bang Diệp Thần Phong chùi miệng mong chờ, điều này làm cho một bên Diệp Đông Kiện chỉ có ước ao đố kỵ hận phần. Hắn lúc nào cũng có thể hưởng thụ được Ninh Mẫn Yến đối với hắn cái này loại tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Diệp Đông Kiện thật sâu thở dài một hơi, hắn so thực lực so ra kém cháu của mình, so khống chế nữ nhân năng lực, như vậy hắn tự càng là chênh lệch cách xa vạn dặm. Một nghĩ đến Ninh Mẫn Yến tỉ tỉ Ninh Vũ Ninh, cái này vị quân trung nữ thần đều bị Diệp Thần Phong hỗn tiểu tử này bắt lại, hắn trong lòng tự rất bị đè nén, hung hăng cắn trong tay bánh bao thịt. Thần Phong, may là ngươi còn không có đi binh vương căn cứ, ngày hôm nay Tiểu Kiệt sáng sớm tự quấn quýt lấy muốn tới Diệp gia, những ngươi cái này tỷ phu dẫn hắn đi binh vương căn cứ tham quan tham quan. Võ Khôn Minh đi vào Diệp gia đại sảnh nói rằng. Võ Kiệt đi theo Võ Khôn Minh bên cạnh, cợt nhả đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, tỷ phu, đợi một lát có thể không thể đủ cũng dẫn ta đi gặp từng trải. Ta đã sớm muốn đi binh vương bên trong trụ sở tham quan đi thăm. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Võ Hiểu Phỉ, một đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Võ Kiệt, nói rằng, Tiểu Kiệt, ngày hôm nay lẽ nào ngươi cũng không cần đi học sao? Gia Gia đồng ý ngươi đi ra hồ đồ. Võ Kiệt bĩu môi mong chờ, nói rằng, tỷ, ngươi thế nào càng ngày càng giống lão thái bà. Nam nhân đều không thích quá nói nhiều nữ nhân, cẩn thận tỷ phu không cần ngươi nữa. Nhìn đến Võ Hiểu Phỉ khuôn mặt dần dần thăng khởi một vòng nộ hồng chi sắc. Võ Kiệt tiểu tử này vội vã xả khai trọng tâm câu chuyện, nói rằng, Gia Gia đã đồng ý ta ở nhà chơi 2 ngày, chỉ cần là ta và tỷ phu cùng một chỗ, Gia Gia tự đặc biệt yên tâm. Diệp Thần Phong tướng một cái bánh bao nuốt vào trong bụng sau, uống một ngụm sữa tươi nói rằng, Hiểu Phỉ, nếu Tiểu Kiệt muốn đi binh vương căn cứ nhìn. Như vậy đợi một lát để hắn cùng ta vừa đi đi. Ta chỉ biết tỷ phu là trên đời này đàn ông tốt nhất, nếu như ta Võ Kiệt là nữ nhân. Cũng khẳng định hội gả cho tỷ phu ngươi. Võ Kiệt khá vì hưng phấn nói. Diệp Thần Phong đầu đầy hắc tuyến, nói rằng, Tiểu Kiệt, ngươi sùng bái tỷ phu ta tịnh không phản đối, có thể ngươi nghìn vạn không nên đúng tỷ phu ta động cái gì ý biến thái. Ta đối với ngươi tỷ thế nhưng trung tâm như một, càng không thích nam nhân. Tỷ phu, ta cái này đều không phải nhất thời nói sai mà. Ta Võ Kiệt cũng là một cái đường đường chính chính nam nhân. Ta chỉ là không biết nên như thế nào biểu đạt đúng tỷ phu ngươi sùng bái mà thôi, đối với nam nữ phương diện sự tình. Ta vẫn là vô cùng bình thường. Võ Kiệt vừa cười vừa nói. Hiểu Phỉ, ngươi có muốn hay không cũng cùng chúng ta cùng đi binh vương căn cứ tham quan tham quan. Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Võ Hiểu Phỉ lắc đầu, nói rằng, Thần Phong, ta thì không đi được, binh vương căn cứ loại địa phương này cũng chỉ có đàn ông các ngươi tài cảm thấy hứng thú. Ta ở nhà giúp các ngươi chuẩn bị xong bữa trưa. Tại Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện ăn xong cơm sáng sau, bọn họ an vị thượng Võ Khôn Minh lái tới một chiếc quân dụng xe Jeep, vững vàng đổ cầm hướng binh vương căn cứ phương hướng chạy tới. Đồng thời, tại cao tầng hội nghị sau khi chấm dứt, Tống Nghị Cương Tống lão đầu tử lập tức gọi một cú điện thoại, cho hắn nhị nhi tử Tống Phong, nói cho Tống Phong quốc gia đã nhâm mệnh hắn vì binh vương tổ thống soái. Nhượng Tống Phong lập tức đi binh vương căn cứ trước quen thuộc quen thuộc. Một chiếc sắp tiếp cận binh vương căn cứ Hammer thượng, một gã hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, ngồi ở hãn mã xa chỗ ngồi phía sau, cái này tên trung niên nam nhân thân thể cực kỳ dũng mãnh. Trên mặt trong thần sắc từ đầu đến cuối mang theo nồng đậm lệ khí, cằm thượng có một đạo thật sâu dấu vết, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như băng, trong miệng thấp giọng tự nói cuối cùng cũng nhượng ta Tống Phong đợi được cái ngày này. Chờ ta ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí sau, Hoa Hạ quốc một cổ mạnh nhất thế lực tự nắm giữ ở trong tay của ta, ha ha ha. Cái này tên cất tiếng cười to trung niên nam nhân liền là Tống Nghị Cương nhị nhi tử Tống Phong, nhìn càng ngày càng gần binh vương căn cứ, Tống Phong khóe miệng tiểu ý càng nồng đậm,
nói rằng, Tiểu Lưu, ngươi cấp ta đương tài xế cũng có 5 năm đi. Tại 5 năm này trong ngươi có thể xem như là đặc biệt chuyên nghiệp, bình thường rất nhiều chuyện cũng giúp ta trước đó xử lý tốt, chờ ta chính thức lên làm binh vương thống soái sau, cho ngươi tại binh vương tổ an bài một cái chức vị, sau đó phải nhờ vào ngươi cố gắng của mình. Tên đang lái Hammer tài xế Tiểu Lưu, là một cái 27-28 tuổi thanh niên, nghe được Tống Phong lời nói sau, trên mặt hắn thần sắc kích động, tự cấp Tống Phong làm tài xế trước, hắn cũng là một gã quân nhân, đương nhiên biết binh vương tổ là loại nào tồn tại, hắn không có nghĩ đến bản thân một cái đương tài xế, cũng có một ngày có thể gia nhập đến binh vương tổ. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lưu kích động vạn phần, vội vàng nói, cảm tạ Tống thiếu gia, cảm tạ Tống thiếu gia. Sau đó Tiểu Lưu ta nhất định hội càng dụng tâm bang thiếu gia làm việc. Tống Phong điểm gật đầu, không nói thêm gì, tại trong mắt hắn Tiểu Lưu chính là một con chó, với lại nhiều năm như vậy xuống, hắn cũng nhìn thấu Tiểu Lưu là một điều đặc biệt trung tâm cầu, như vậy làm là chủ nhân Tống Phong, thỉnh thoảng cũng có thể quan tâm đối với hắn nói gì nghe nấy cầu đi. Hãn mã xa tại Tiểu Lưu điều khiển hạ vững vàng lái vào binh vương bên trong trụ sở. Đương Tống Phong nhìn đến binh vương bên trong trụ sở tràng cảnh sau, hắn cả khuôn mặt kéo dài xuống, chỉ thấy binh vương bên trong trụ sở phân nửa vật kiến trúc đều biến thành phế tích. Cái này là Diệp Thần Phong trước đây đi hướng tới M quốc chi trước khiến cho phá hư, binh vương tổ căn bản chưa kịp nhượng người tới lần nữa kiến tạo ni. Tại Tống Phong vừa đến binh vương căn cứ thời gian, Diệp Thần Phong chúng nhân mới được xử đến một nửa lộ trình, Diệp Thần Phong điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên. Là Diệp lão gia tử đánh tới, cho nên Diệp Thần Phong không chút do dự nhấn chuyển được kiện, Diệp lão gia tử tại trong điện thoại đem trong hội nghị sự tình đại khái nói một lần, trong giọng nói có thể nghe ra Diệp lão gia tử tức giận trong lòng. Điện thoại là gia gia đánh tới, gia gia nói đám kia lão nhân không đồng ý ta đảm nhiệm binh vương tổ thống soái, mà là nhượng Tống gia Tống Phong ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí. Diệp Thần Phong sau khi cúp điện thoại, đúng Diệp Đông Kiện đẳng ba người nói. Thảo, tỷ phu, Tống Phong là người nào điều nhân? Hắn có cái dám tư cách làm binh vương tổ thống soái? Võ Kiệt người thứ nhất tức giận bất bình mở miệng nói. Tống Phong, biệt hiệu Tống người điên, cái này người ta và Khôn Minh đều cũng có nghe nói qua, rất nhiều năm trước chúng ta thậm chí còn đã giao thủ, Tống người điên thân thủ rất không đơn giản, ta và Khôn Minh đều không phải là đối thủ của hắn. Diệp Đông Kiện cau mày, ngược lại. Nghĩ đến Diệp Thần Phong yêu nghiệt thực lực sau, cái này tài thư triển ra chân mày, tiếp tục nói, đương nhiên, đối với Thần Phong ngươi mà nói, phỏng chừng có thể đem cái này Tống người điên ngược ra bay liệng tới. Đông Kiện nói không sai, Tống người điên thực lực nhưng cũng nói được, có thể bằng hắn chút bản lãnh này là có thể ngồi trên binh vương tổ thống soái chỗ ngồi. Thần Phong, hiện tại chúng ta là đường cũ trở về ni. Còn tiếp tục đi hướng tới binh vương căn cứ. Đang lái quân dụng xe Jeep Võ Khôn Minh hỏi. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói rằng, nếu những lão gia hỏa kia không muốn để cho ta ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí, như vậy ta cần gì phải ép buộc ni. Bất quá, chúng ta vẫn như cũ là có thể đến binh vương trong căn cứ đi chơi một chút, dù sao binh vương tổ thống soái lệnh bài tại trên tay của ta, Ngô lão đầu thế nhưng đem binh vương tổ giao phó cho ta, ta thế nào cũng muốn chịu nổi một ít trách nhiệm đi. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nhìn đến Diệp Thần Phong khóe miệng nghiền ngẫm dáng tươi cười sau, trong lòng cảm thấy không ổn, phỏng chừng ngày hôm nay Diệp Thần Phong lại muốn tại binh vương căn cứ trình diễn một hồi trò khôi hài. Bất quá, bọn họ hai cái trong lòng cũng đặc biệt khó chịu nhanh, bọn họ đương nhiên là hy vọng Diệp Thần Phong ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí. Thần Phong, đợi một lát ngươi cũng không nên đem sự tình náo được quá lớn, nếu không chúng ta có thể tựu thật không có cách gì thu chàng. Diệp Đông Kiện nuốt một ngụm nước bọt nhắc nhở. Tiểu Thúc, người yên tâm đi, ta sẽ đặc biệt có chừng mực. Diệp Thần Phong cười thuận miệng nói rằng. Võ Kiệt tiểu tử này là e sợ cho thiên hạ bất loạn mặt hàng, vừa nghe đến Diệp Thần Phong có thể muốn xuất thủ, lập tức phất cờ hò reo, tỷ phu, đem cái kia tên gì Tống Điểu Nhân, hung hăng đánh quỳ dạp trên mặt đất, ta vĩnh viễn chống đỡ ngươi. Một hồi vở kịch hay khúc nhạc dạo đã đang chậm rãi diễn ra. Chương 522, đem thống soái lệnh bài giao ra đây. Minh vương bên trong trụ sở cực đại thao luyện trường thượng, 120 tên minh vương tổ thành viên, toàn bộ thật chỉnh tề lập đội ngũ, bọn họ vừa nhận được thông chi, Tống Phong tướng tới đảm nhiệm thống soái của bọn họ,
Tuy rằng rất nhiều người trong lòng đều đặc biệt không hài lòng, nhưng cái này là quốc gia an bài, bọn họ từ gia nhập binh vương tổ thời gian đã bị quán thâu, tất cả dùng quốc gia làm chủ tư tưởng. Tống Phong đứng ở cái này 120 tên binh vương tổ thành viên trước mặt, tài xế Tiểu Lưu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ưỡn ngực phủ đứng ở Tống Phong bên cạnh, Tống Phong hai con người quét mắt binh vương tổ mọi người, hắng giọng nói rằng, từ hôm nay trở đi ta chính là của các ngươi thống soái, các ngươi có thể đúng ta không phục, nhưng cái này là quốc gia an bài, nếu như các ngươi không muốn nghe mệnh lệnh của ta coi như là phản quốc, kế tiếp ai có thể đủ nói cho ta biết binh vương bên trong trụ sở vật kiến trúc thế nào bị hủy diệt phân nửa. Vương Lực Đẳng một đám mới vừa từ M quốc trở về binh vương tổ thành viên, bọn họ trong lòng là nhận định Diệp Thần Phong vì thống soái của bọn họ, đến nỗi mặt khác một nhóm không có tham gia nhiệm vụ lần này người. Bọn họ cũng từ Vương Lực đám người khẩu chung biết được, Ngô Quốc Thiên tướng binh vương tổ thống soái vị trí giao cho Diệp Thần Phong, mà lúc này cái này Tống Phong lại là từ đâu trong bốc lên đi ra. Gặp không có bất cứ người nào đứng ra trả lời vấn đề, Tống Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống, quát dẹp đường, các ngươi có biết hay không bản thân đang làm gì? Ngươi xứng làm binh vương tổ thành viên sao? Cấp trên nếu an bài ta trở thành các ngươi thống soái, như vậy các ngươi đúng ta chính là loại thái độ này. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn trên lưng phản quốc tội danh sao? Đỉnh đầu thật to mũ trừ đi, rất nhiều binh vương tổ thành viên sôi nổi đổi sắc mặt, trong đó đã từng cùng Diệp Thần Phong đã giao thủ. Tại cái này 120 tên trong thành viên thực lực cường hãn nhất Triệu Phi, hắn biết quốc gia an bài Tống Phong tới đảm nhiệm thống soái của bọn họ không có tư cách phản bác, trừ phi bọn họ rời khỏi binh vương tổ, có thể binh vương tổ không chỉ có là người khác muốn vào cũng vào không được tổ chức. Với lại binh vương tổ thành viên đãi ngộ đặc biệt cao, ở đây rất nhiều binh vương tổ thành viên đều cũng có gia đình người, bọn họ đương nhiên là hy vọng lão bà của mình cùng hài tử quá khá một chút. Cho nên tại tình hình trung hạ không có nhân tuyển trạch rời khỏi binh vương tổ, làm binh vương tổ thành viên đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại vinh quang. Triệu Phi khoa trước hai bước, nói rằng, nơi này vật kiến trúc là Diệp gia Diệp Thần Phong phá hư. Bất quá! Chúng ta hội mau sớm tìm người tới lần nữa kiến tạo tốt. Diệp Thần Phong. Tống Phong cảm thấy tên này đặc biệt quen thuộc, tỉ mỉ một nghĩ, tài nhớ tới hắn đại điệt tử Tống Bân, không phải là bị Diệp Thần Phong đánh thành tàn phế sao. Khuôn mặt tràn đầy vô cùng băng lãnh thần sắc, hắn đương nhiên sẽ không cho là Diệp Thần Phong là dựa vào chính mình tướng những kiến trúc này vật phá đi, nhất định là lợi dụng đại hình công cụ, hắn thấy Diệp Thần Phong cái này bị kinh thành mọi người. Cười nhạo rất nhiều năm Diệp kẻ ngu si. Cho dù lợi hại hơn nữa có thể thật lợi hại đi nơi nào. Diệp Thần Phong dựa vào cái gì có thể tùy tiện đi vào binh vương căn cứ? Binh vương căn cứ đều không phải người rảnh rỗi không nhập sao? Ta nhớ kỹ binh vương tổ có một con như vậy quy định, nếu có người dám tự ý xông vào binh vương căn cứ. Giống nhau cách sát vật luận, ai có thể đủ cấp ta nói mình thoáng cái, Diệp Thần Phong là không phải là bị các ngươi đưa đi gặp Diêm Vương gia. Tống Phong giọng nói ngạo nghễ hỏi. Trước đó Tống Phong lão nhân Tống Nghị Khương Tịnh không có cáo hắn, kỳ thực nguyên bản binh vương tổ thống soái nên là do Diệp Thần Phong đảm nhiệm, Tống Nghị Khương chỉ là nói cho Tống Phong hội tận lực giúp hắn tranh thủ ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí. Vương Lực Đẳng một đám cùng Diệp Thần Phong cùng nơi từ M quốc trở về thành viên, bọn họ một đám là lại cũng không thể chịu đựng được, từ lúc M quốc thời gian. Bọn họ cũng đã coi Diệp Thần Phong là làm là thống soái của bọn họ, Vương Lực đứng ra nói rằng, Diệp Thần Phong mới là chúng ta binh vương tổ thống soái. Trong tay hắn có tượng trưng cho thống soái thân phận lệnh bài, lẽ nào hắn không có tư cách đi vào binh vương căn cứ sao? Trên người ngươi có binh vương tổ thống soái lệnh bài sao? Tống Phong tướng âm trầm ánh mắt tập trung đến Vương Lực trên người, cười lạnh nói, ngươi nói Diệp Thần Phong mới là binh vương tổ thống soái. Ngươi đều không phải đang cùng ta nói đùa sao? Diệp Thần Phong thế nhưng kinh thành nổi danh kẻ ngu si, nếu như hắn có thể lên làm binh vương tổ thống soái, ta Tống Phong là có thể lên làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Vương Lực nhìn không ai bì nổi Tống Phong, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường, nói rằng, trên đời này coi Diệp Thần Phong là thành kẻ ngu si người. Tài là người ngu, chỉ bằng ngươi cái này Phó Đức Hạnh có thể đảm nhiệm binh vương tổ chức thống soái. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi liền Diệp Thần Phong một sợi tóc đều so ra kém, không nên ở chỗ này mù kêu lên. Tống Phong bình thường vẫn là ngây ngô tại quân khu bên trong. Đối với chuyện của ngoại giới không hiểu nhiều lắm,
trừ hắn ra đại điệt tử bị Diệp Thần Phong phế đi sự tình, còn lại về Diệp Thần Phong rất nhiều chuyện, hắn đều không có nghe nói qua, hắn cũng không có hứng thú đi giải về Diệp kẻ ngu si sự tình. Thế nào, lẽ nào các ngươi đều nghĩ muốn tạo phản không được sao? Ta là quốc gia dưới sự an bài tới đảm nhiệm các ngươi thống soái, nếu như các ngươi không phục, các ngươi có thể đi tìm quốc gia lý luận a. Còn có, lúc nào đến phiên hạ cấp chống đối thượng cấp? Ngươi cấp ta xung quanh thao luyện trường chạy lên cái 50 vòng, nếu như không thể đủ tại trước khi ăn cơm chạy xong, bữa trưa sẽ không có phần của ngươi. Tống Phong đúng Vương Lực quát dẹp đường. Minh Vương tổ trung thực lực cường hãn nhất Triệu Phi, nhìn đến Vương Lực tức giận bất bình dáng dấp, nếu quốc gia đều an bài như vậy bọn họ ngoại trừ tiếp thu bên ngoài vẫn có thể làm cái gì? Vì vậy Triệu Phi nói rằng, Vương Lực, từ giờ khắc này Tống Phong chính là của chúng ta thống soái, ngươi lẽ nào liền thống soái mệnh lệnh cũng không nghe sao? Triệu Phi, Ngô thống soái là tướng Minh Vương tổ thống soái vị trí giao cho Diệp Thần Phong, tuy rằng các ngươi rất nhiều người lúc đó đều không ở tại chỗ. Thế nhưng ta Vương Lực trong lòng chỉ biết thừa nhận Diệp Thần Phong đảm nhiệm Minh Vương tổ thống soái. Vương Lực đặc biệt kiên quyết nói rằng, đúng, chúng ta chỉ biết thừa nhận Diệp Thần Phong, Tống Phong không có tư cách làm chúng ta thống soái. Tại M Quốc cùng Diệp Thần Phong cùng nơi chấp hành nhiệm vụ 5-60 tên Minh Vương tổ thành viên, toàn bộ là nghiêng về một phía chống đỡ Diệp Thần Phong đảm nhiệm Minh Vương tổ thống soái. Vương Lực, Ngô thống soái bây giờ không phải là chúng ta Minh Vương tổ thống soái, chúng ta Minh Vương tổ là thuộc về Hoa Hạ quốc, hiện tại quốc gia cho chúng ta an bài một cái thống soái xuống, chúng ta cần phải làm là phục tòng an bài, nếu không ngươi không thích hợp lưu tại Minh Vương tổ bên trong. Triệu Phi biểu tình nghiêm túc nói. Giữa lúc tình thế càng ngày càng khẩn trương thời gian, một chiếc quân dụng xe jeep lái vào Minh Vương bên trong trụ sở, Diệp Thần Phong, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt từ xe jeep thượng đi xuống. Rất rõ ràng Tống Phong là nhận được Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, đồng dạng hắn cũng nhận ra Diệp Thần Phong, lần trước hắn đại điệt tử Tống Bân bị Diệp Thần Phong phế đi sau đó, hắn đã từng thấy qua Diệp Thần Phong ảnh chụp, nếu không lúc đó hắn lão nhân ngăn hắn, hắn chỉ sợ sớm đã tìm tới môn muốn tướng Diệp Thần Phong phế đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa rồi Tống Phong không phải từ Vương Lực khẩu xuôi tai đến thống soái lệnh bài tại Diệp Thần Phong trong tay sao? Cái này Diệp Thần Phong tới còn thật là đúng lúc, Tống Phong nhìn càng đi càng gần Diệp Thần Phong chúng nhân, không nhìn thẳng Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt, hướng Diệp Thần Phong quát dẹp đường, nói vậy ngươi chính là Diệp Thần Phong, cái kia kinh thành người người khẩu trung Diệp kẻ ngu si đi. Ta nghe nói Minh Vương tổ thống soái lệnh bài tại trên người ngươi. Ta bây giờ là Minh Vương tổ thống soái. Cho nên ngươi phải lập tức tướng thống soái lệnh bài giao ra đây. Đối mặt không ai bì nổi Tống Phong, Diệp Thần Phong bọn bốn người là hai mặt nhìn nhau, căn bản không có coi Tống Phong là hồi sự tình, đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Võ Kiệt, hỏi tỷ phu, ngươi có nghe hay không đã có một chỉ xỏa điều tại kêu loạn. Thật là tranh cãi biết dùng người tâm phiền ý loạn. Tống Phong ánh mắt biến được càng âm trầm, bất quá, hắn không nói gì, trái lại đứng ở bên cạnh hắn tài xế Tiểu Lưu nói chuyện. Chỉ vào Diệp Thần Phong chúng nhân mắng, bốn người các ngươi toán cái gì đồ đạc. Thiếu gia nhà ta bây giờ là Minh Vương tổ thống soái, bóp chết các ngươi so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản, các ngươi cũng dám tại thiếu gia của chúng ta trước mặt sĩ diện. Các ngươi là chán sống oai sao? Miệng chó trong thổ không ra răng ngà tới, làm một con chó ngươi trái lại đặc biệt hợp cách, sợ rằng đời này cũng chỉ có làm chó phần. Diệp Thần Phong bình thản nói rằng, hắn nếu như hội bị như thế cái cẩu vật. Vài ba câu chọc giận, như vậy hắn tự điều không phải Diệp Thần Phong. Diệp kẻ ngu si, ta khuyên ngươi lập tức ngoan ngoãn đem thống soái lệnh bài cấp giao ra đây, sau đó cấp tài xế của ta Tiểu Lưu xin lỗi, ngày hôm nay ta có thể tha các ngươi an toàn ly khai Binh Vương căn cứ, nếu không tự không nên trách ta không khách khí. Tống Phong uy hiếp nói rằng, chương 523, sao mà bá đạo thủ đoạn. Tống Phong lần này uy hiếp vừa nói xuất khẩu. Ở đây tất cả Binh Vương tổ thành viên, trong lòng âm thầm lắc đầu tới, nghĩ trước đây Diệp Thần Phong thế nhưng dùng lực một người quét ngang bọn họ toàn bộ Binh Vương tổ, mặc dù nói cái này Tống Phong cũng có một chút thực lực, đơn đả độc đấu lời nói có thể cùng bình thường Binh Vương tổ thành viên bất phân thắng bại, thậm chí là hơn một chút, có thể chỉ bằng hắn chút bản lãnh này, thật sự là không có cùng Diệp Thần Phong gọi nhịp tư cách. Đứng tại Tống Phong bên cạnh tài xế Tiểu Lưu,
nhìn đến Tống thiếu gia phải giúp hắn ra mặt, lưng thẳng phải là càng thẳng tắp, hắn cũng biết tại Tống Phong trong mắt hắn chỉ là một con chó, thế nhưng đả cậu còn phải xem chủ nhân ni. Bây giờ Tống Phong ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí, hắn làm Tống Phong trước mặt một con chó, hắn biết mình có thể sống so rất nhiều người càng có thể diện. Minh vương căn cứ coi như là Tống Phong địa bàn, tài xế tiểu lưu bây giờ căn bản không hề gì thật lo lắng cho, mở miệng quát dẹp đường, lẽ nào các ngươi không có nghe được Tống thiếu gia nói sao? Thừa dịp chúng ta Tống thiếu gia không có tức giận trước, vội vàng dựa theo chúng ta Tống thiếu gia lời nói làm việc. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Không đúng, phải nói là chó cậy cậu thế, nhà các ngươi chủ tử cũng chẳng qua là một con chó mà thôi. Thật không hiểu nổi cái này thế giới thế nào có người nhiều như vậy vì mình là một con chó mà cảm thấy tự hào. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Xem ra các ngươi là chuẩn bị rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tốt, như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi, hiện tại ta là binh vương tổ thống soái, ta lệnh cho ngươi môn lập tức đem 4 người bọn họ toàn bộ bắt lại. Tống Phong đúng 120 tên binh vương tổ thành viên quát dẹp đường. Vương Lực Đẳng một đám vừa từ M quốc trở về binh vương tổ thành viên, nhất định là đứng tại Diệp Thần Phong bên này. Mà thôi Triệu Phi dẫn đầu một đám binh vương tổ thành viên, bọn họ thầm nghĩ phục tòng quốc gia an bài. Tống Phong là quốc gia dưới sự an bài tới thống soái, nếu như bọn họ không nghe Tống Phong mệnh lệnh, coi như là đối với quốc gia quyết sách có thành kiến, như vậy cuối cùng chỉ sợ bọn họ những này người đều không có cách gì tại binh vương tổ bên trong đãi đi xuống. Nhưng mà, đường Triệu Phi đẳng binh vương tổ thành viên, một nghĩ đến Diệp Thần Phong loại thực lực đáng sợ sau, trên mặt của bọn họ rối rít lộ ra cười gượng, cái này thời gian. Diệp Thần Phong từ trong túi binh tướng vương thống soái lệnh bài cầm đi ra, hướng Tống Phong nói rằng, ngươi thật muốn binh vương tổ thống soái lệnh bài. Tốt, như vậy ta tự đưa cho ngươi, bất quá, ngươi cần phải cấp ta cầm chắc. Nhìn đến Diệp Thần Phong từ trên người lấy ra một cái kim sắc lệnh bài sau. Tống Phong cho rằng đối phương là Phục Nguyễn, khuôn mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Mở miệng nhắc nhở, đem thống soái lệnh bài giao cho ta sau, chớ quên cấp tài xế của ta tiểu lưu xin lỗi, nhìn tại ta ngày hôm nay tâm tình không tệ phân thượng, ta tự cho các ngươi ly khai. Triệu Phi chúng nhân nhìn đến Diệp Thần Phong lấy ra thống soái lệnh bài, trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi, mà Vương Lực còn lại là nhíu mày một cái. Trải qua cùng Diệp Thần Phong một lần lại một lần ở chung. Hắn dám khẳng định Diệp Thần Phong tuyệt đối đều không phải một cái người chịu thua thiệt, chỉ có cái khác người trong tay hắn mặt thua thiệt phần. Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt cũng có chút vô cùng kinh ngạc, nhìn từng bước tới gần Tống Phong Diệp Thần Phong, Võ Kiệt không chịu nổi tính tình hô đạo, tỷ phu. Ngươi thật muốn đem thống soái lệnh bài giao cho cái này Tống Điểu Nhân A. Cái này không tượng tỷ phu ngươi phong cách làm việc. Tiểu tử ngươi cấp ta ngậm miệng. Ngươi cũng dám đúng nhà của chúng ta Tống thiếu gia nói năng lỗ mãng. Đợi một lát ngươi cần phải muốn cấp ta tự tát tai không thể. Tài xế tiểu lưu tâm tình sảng khoái đúng Võ Kiệt quát dẹp đường, hắn thấy trước mắt tình thế hoàn toàn bị hắn thiếu gia Tống Phong cấp nắm giữ. Diệp Thần Phong cách Tống Phong còn có một bước khoảng cách thời gian, ngừng lại, tay phải bàn tay chung nắm khối kia dưới ánh mặt trời vàng óng lệnh bài, trực tiếp hướng Tống Phong một mặt trên gương mặt phiến đi xuống. Khẩu trung nói rằng Tống Phong, lệnh bài ngươi cần phải cấp ta cầm chắc. Tống Phong nhìn đến hướng gò má của hắn cấp tốc mà đến lệnh bài, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, trong đầu phản ứng nhanh vô cùng, lập tức đưa tay trái ra muốn ngăn cản ở Diệp Thần Phong tay phải. Khẩu trung còn không quên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Diệp kẻ ngu si, hiện tại ta thu hồi mới vừa nói qua lời nói, ngày hôm nay ta cần phải muốn cho các ngươi một chút dạy dỗ không? Răng rác. Răng rác, lời còn chưa nói hết, Tống Phong trên mặt biểu tình cứng ngắc ở, tay trái của hắn cùng Diệp Thần Phong cầm lệnh bài tay phải chạm nhau đụng thời gian, không nghi ngờ chút nào, Tống Phong tay trái xương trực tiếp đứt, cả điều cánh tay trái mềm nhún rũ xuống. 3. Nhất thanh thúy hưởng, tại Tống Phong cánh tay trái rủ xuống thời gian, Diệp Thần Phong cầm tại hữu lệnh bài trong tay, hung hăng phiến tại Tống Phong khuôn mặt, Tống Phong cảm giác khuôn mặt đau rát đau nhức. Một cái lệnh bài dấu tức khắc xuất hiện ở gò má của hắn thượng. Tay trái thượng truyền tới đau đớn, có thể dùng Tống Phong trong lòng tức giận vạn phần, bất quá, còn chưa kịp đẳng hắn nói, Diệp Thần Phong tay phải bàn tay lần nữa vỗ, ba, 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 giòn hưởng, một lần lại một lần tại Tống Phong trên gương mặt vang lên,
với lại Diệp Thần Phong mỗi lần phiến đều là đồng nhất vị trí, rất nhanh trên lệnh bài kiểu chữ cùng văn lộ đều khác ở Tống Phong trên gương mặt, hắn một mặt đôi má cao cao sưng lên, trong miệng chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Diệp Thần Phong nhìn đến Tống Phong trên gương mặt, binh vương thống soái lệnh bài ấn ký đặc biệt rõ ràng, hắn cái này tài hài lòng đình chỉ động tác, nếu chính ngươi cầm không vững lệnh bài, như vậy ngày hôm nay ta coi như là làm một hồi người tốt, trực tiếp đem lệnh bài khác ở ngươi trên mặt, như vậy sau đó ngươi đi tới chỗ nào, người khác đều biết ngươi là binh vương tổ thống soái, đây quả thực quá ngưu ba. Tống Phong đều thiếu chút nữa bị Diệp Thần Phong phiến bạt tai cấp phiến ngốc, lúc này cuối cùng là có thở dốc thời gian, hỗn loạn đầu cũng biến thành thanh tỉnh không ít, tức giận quát dẹp đường, Diệp kẻ ngu si, lão tử không để yên cho ngươi. 3. Không đợi Tống Phong động thủ, Diệp Thần Phong cầm lệnh bài lần thứ hai hung hăng phiến tại mặt của đối phương gò má thượng, lúc này Diệp Thần Phong có thể không có hạ thủ lưu tình, thậm chí liền linh hồn lực đều dùng tới. Tống Phong thân thể tại chỗ vòng vo một cái 360 độ vòng, trong miệng không ngừng phun ra rơi hàm răng, một bạt tai này, trực tiếp đưa hắn miệng đầy hàm răng đều đánh rớt, không có còn lại một khỏa. Tống Phong trong miệng không ngừng bốc lên suất huyết phao, dáng dấp nhìn qua đặc biệt chật vật, bởi Diệp Thần Phong cái này một loạt bạt tai, phiên quá đột nhiên, thế cho nên người ở chỗ này toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nhất là đứng tại Tống Phong bên cạnh tài xế Tiểu Lưu, hắn nhìn đến Tống Phong miệng đầy máu tươi hình dạng sau, cổ họng trong chật vật nuốt nước bọt, trên người đã không có vừa rồi không ai bì nổi khí thế, khôi phục được một con chó tư thái. Tỷ phụ uy vũ, tỷ phụ uy vũ, tự nên muốn hung hăng phiến cái này Tống điểu nhân bạt tai, cũng dám tại ta võ kiệt tỷ phu trước mặt trang bê. Cũng không suy nghĩ một chút bản thân có không có cái kia ngoạn ý. Thuần túy chính là một cái ngốc bê. Võ kiệt sau khi tính hồn lại, hưng phấn vì Diệp Thần Phong hò hét đạo. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, xem ra hôm nay Diệp Thần Phong lại muốn rước lấy phiền phức. Tống Phong đảm nhiệm binh vương tổ chức thống soái là cấp trên dưới sự an bài tới. Bây giờ Diệp Thần Phong đem Tống Phong hoàn toàn đánh thành một cái đầu heo ba, quốc gia những lão đầu tử kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Ngô 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 ngô, Tống Phong vừa định muốn mở miệng nói, thế nhưng hắn phát hiện trong miệng nói không rõ ràng lắm bất kỳ một cái nào tự tới, với lại hắn há miệng mong chờ, đau nhường cả người hắn thân thể đều co quắp. Vừa rồi tại Diệp Thần Phong phiến hắn bạt tai thời gian, hắn vốn là muốn trước tiên hoàn thủ, thế nhưng tại trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thân thể của chính mình nhúc nhích không được. Hình như là bị một cổ lực lượng cấp kiềm chế, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong chút nào không ngăn trở quạt hắn bạt tai. Lúc này, Tống Phong hồi tưởng lại, hắn mới phát hiện Diệp Thần Phong không đơn giản, hai con người biến được hung ác không gì sánh được, giơ chân lên, hướng Diệp Thần Phong lưng gian đá tới, Diệp Thần Phong thân thể linh xảo lóe lên, tránh thoát Tống Phong cú đá này chân đồng thời, một cước hung hăng đá vào Tống Phong trên bụng. Tống Phong thân thể té bay ra ngoài, nặng nề đánh vào một cây cột sắt thượng, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi, trên trán nổi gân xanh, viền mắt trung hai chỉ tròng mắt ra bên ngoài nhô ra, dường như muốn thoát ly hốc mắt của hắn. Diệp Thần Phong hai tay sáp tại trong túi quần, thờ ơ nói rằng, tự ngươi cái này tính tình cũng dám động thủ với ta. Quả thực là lãng phí thời giờ của ta mà, thiệt thòi ngươi biệt hiệu còn gọi Tống người điên, nghe nói ngươi đối chiến lên là liều mạng, lẽ nào ngươi liều mạng chiến đấu, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra chút thực lực ấy tới. Quả thực là yếu bạo. Hiện tại còn có muốn hay không ta đem thống soái lệnh bài giao cho ngươi? Còn muốn không để cho ta hướng tài xế của ngươi xin lỗi? Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười hỏi đáp. Chương 524, từng người lựa chọn. Diệp Thần Phong ánh mắt liếc Tống Phong tài xế Tiểu Lưu liếc mắt. Tự liếc mắt. Tiểu Lưu cảm giác một cổ hàn khí từ thân thể trong tự nhiên mà sinh, cả người bắt đầu không kiềm hãm được run lên, đúng quần trong dần dần bị nào đó dịch thể cấp thấm ướt, một mông tê liệt ngồi ở trên mặt đất. Tiểu Lưu làm Tống Phong nhiều năm như vậy tài xế, hắn đặc biệt rõ ràng Tống Phong thực lực có bao nhiêu cường hãn, có thể nói nếu như hắn cùng Tống Phong đối chiến, hắn tại Tống Phong thủ hạ căn bản không chống nổi 20 giây chung, mà lúc này cái này là Diệp Thần Phong thanh niên. Lại là dễ dàng tướng Tống Phong ngược thành cái này phó cứt chó hình dạng. Như vậy Diệp Thần Phong thực lực được muốn đáng sợ cỡ nào? Diệp Thần Phong không cần thiết cùng Tiểu Lưu loại tiểu nhân vật này đi không chấp nhặt, bước khai bước chân hướng Tống Phong đi tới,
nói rằng, Tống đại thiếu gia, binh vương tổ thống soái, lẽ nào hiện tại ngươi ngay cả lời đều sẽ không nói sao? Còn có muốn hay không trong tay ta thống soái lệnh bài? Diệp Thần Phong có nhiều hứng thú thưởng thức bắt tay vào làm trung kim sắc lệnh bài, té trên mặt đất. Tống Phong thấy thế, bất chấp đau đớn trên thân thể, lảo đảo nghiêng ngã từ trên mặt đất bò dậy, dưới chân bước chân không ngừng lui về phía sau, trải qua mới vừa rồi cùng Diệp Thần Phong chính diện đối chiến. Tuy rằng hắn đặc biệt không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng là thực lực của hắn quả thực không phải là cùng Diệp Thần Phong tại cùng một tầng thứ thượng. Kỳ thực ni, ta đúng minh vương tổ thống soái cái này vị trí thật không phải là rất cảm thấy hứng thú, có thể tựu như ngươi vậy mặt hàng có năng lực gì đảm nhiệm minh vương tổ thống soái. Theo ta thấy cao tầng những lão đầu kia trong óc nhét đầy mễ điền cộng, thật nhượng ta đặc biệt khó chịu. Diệp Thần Phong nói khái nói rằng, tất cả mọi người tại chỗ tướng Diệp Thần Phong lời nói là nghe được nhất thanh nhị sở, bọn họ đương nhiên biết cao tầng những lão đầu kia chỉ là ai. Diệp Thần Phong cũng dám tại trường hợp công khai nói cao tầng những lão đầu kia trong óc nhét đầy mễ điền cộng. Tại Hoa Hạ quốc ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, sợ rằng không ai dám tại trường hợp công khai nói ra những lời này. Diệp Thần Phong đi tốc độ trong lúc bất chợt tăng nhanh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền xuất hiện Tống Phong trước mặt. Từ trước đây đến hiện tại Diệp Thần Phong vẫn đối với người của Tống gia không có bất luận cái gì hảo cảm. Ngày hôm nay nếu Tống Phong cái này điều nhân bản thân muốn tới rủi ro, như vậy Diệp Thần Phong khởi có không thành toàn đạo lý của hắn. Diệp Thần Phong tốc độ trong nháy mắt đề thăng, nhượng Tống Phong căn bản phản ứng không kịp nữa qua đây, nhìn gần trong gang tấc Diệp Thần Phong, Tống Phong trong lỗ mũi hô hấp biến được dồn dập. Từ trước hắn chẳng bao lâu sau đã bị qua hôm nay vũ nhục. Tại quân khu trung hắn là trong mắt người khác thiên chi kiêu tử, càng là huấn luyện được một chỉ liệp báo đội thành viên thực lực tại toàn bộ Hoa Hạ quốc quân khu trung cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ trước chỉ có Tống Phong nhục nhã người khác phần, người khác kia có tư cách gì nhục nhã hắn. Hắn hai con người biến được càng đỏ đậm, đầu nóng lên, lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Không chút hoang mang tướng thống soái lệnh bài nhét vào trong túi. Sau đó tại Tống Phong nắm tay sắp oanh đến bộ ngực hắn thời gian, hắn lần thứ hai động thủ, lại một cái tát phiến tại Tống Phong khuôn mặt, trong miệng nói rằng công kích tư thế trăm ngàn chỗ hở, người cái này đều không phải ý định muốn ăn của ta bạt tai sao. 3. Lúc này Diệp Thần Phong gia tăng lực lượng, Tống Phi thân thể dường như diều đứt dây. Một mặt trên gương mặt xương hoàn toàn lõm đi xuống. Trên gương mặt dày đặc bạch cốt bại lộ tại trong không khí, cả khuôn mặt thượng nhuộm đầy vết máu, nhìn qua thật là kinh khủng. Mắt thấy tình thế sắp càng không thể vãn hồi, binh vương tổ 120 tên trong thành viên. Thực lực cường hãn nhất Triệu Phi lập tức đứng dậy, nếu như cứ theo đà này. Tống Phong tại Diệp Thần Phong thuộc hạ cho dù không chết, sợ rằng cuối cùng cũng hội rơi vào tàn phế. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh là hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần Phong đem Tống Phong bị thương thành bộ dáng này, ngày hôm nay cái này kiện sự tình xem ra thật là phiền toái, chỉ có Võ Kiệt mang trên mặt thần sắc hưng phấn, hận không thể tỷ phu của hắn Diệp Thần Phong lại hung hăng sửa chữa Tống Phong một phen. Diệp Thần Phong, ta xem sự tình tự dừng ở đây đi. Tống Phong là mặt trên dưới sự an bài tới binh vương tổ thống soái, binh vương tổ là thuộc về Hoa Hạ quốc, cũng không thuộc về bất cứ người nào. Cho nên Ngô thống soái nói đem binh vương tổ thống soái vị nhượng ngươi, đảm đương không nổi thật. Triệu Phi hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói rằng. Tại Triệu Phi nói chuyện với Diệp Thần Phong chi tế, té trên mặt đất Tống Phong từ bên hông nhanh chóng rút ra một cây súng lục, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi trên người còn mang theo vật này ni. Cả trương lõm khuôn mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, không chút do dự tướng nòng súng nhắm ngay Diệp Thần Phong, bóp cò. Theo phanh. Một tiếng vang lên, đạn nhanh chóng hướng Diệp Thần Phong đầu vọt tới, cái này hoàn toàn là muốn Diệp Thần Phong mệnh, nghe thế một tiếng súng vang, tất cả mọi người tại chỗ không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kịch biến. Nhìn càng tới càng tiếp cận Diệp Thần Phong đầu đạn, Tống Phong trên mặt thần sắc tựu càng điên cuồng, hắn đã bất chấp giết chết Diệp Thần Phong hội có hậu quả gì không. Giờ khắc này, hắn chỉ là muốn giết chết Diệp Thần Phong, giết chết Diệp Thần Phong. Nhưng mà... Kết quả nhất định nhượng Tống Phong thất vọng rồi, Diệp Thần Phong tướng linh hồn lực phóng ra ngoài, tốc độ của viên đạn trong nháy mắt chậm lại, tùy ý nâng lên tay phải, tướng viên kia nguyên bản muốn bắn tiến đầu hắn đạn nắm tại bàn tay trong lòng,
nhìn mọi nơi cho trạng thái đờ đẫn Tống Phong, nói rằng có biết hay không ta nhất không thích người khác dùng súng nhắm ngay đầu của ta. Với lại ngươi không những dùng súng nhắm ngay đầu của ta, còn hướng ta nổ súng, ngươi nói ta có nên hay không tống ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Diệp Thần Phong, ngươi có thể nghìn vạn không nên làm càn, Tống Phong bây giờ là binh vương tổ thống soái, nếu như ngươi thật dám đối với hắn hạ sát thủ, chúng ta cũng tuyệt đối không hội khoanh tay đứng nhìn. Triệu Phi biết nếu như Tống Phong ngày hôm nay tử tại ở đây, bọn họ 120 tên binh vương tổ thành viên cũng tuyệt đối trốn không thoát được quan hệ. Tốt một cái binh vương tổ thống soái, lẽ nào tự cho phép hắn nổ súng đánh lén ta? Nếu như vừa rồi đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã là tử tại hắn đạn hạ, nếu là Ngô lão đầu biết như thế cá điểu người thay hắn vị trí, ta phỏng chừng hắn hội thức điên. Diệp Thần Phong đôi mắt lạnh giá một phiến. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh vội vàng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn họ biết nếu như bây giờ không mở miệng khuyên can, đợi được Diệp Thần Phong thật giết chết Tống Phong, đến lúc đó hậu quả khẳng định cũng dễ dàng nghĩ được. Thần Phong, ta xem ngày hôm nay cái này kiện sự tình tựu đến nơi đây đi. Minh Vương Tổ thống soái vị trí có cái gì tốt ngồi? Minh Vương Tổ trong tay Tống Phong sớm muộn gì hội xong đời, nếu đám kia lão nhân không lạ gì ngươi đảm nhiệm Minh Vương Tổ thống soái, như vậy chúng ta thật đúng là cũng không cần phải nhiều một cái phiền phức. Diệp Đông Kiện phách Diệp Thần Phong vai nói rằng, Thần Phong, người tiểu thúc nói đúng vô cùng, chính là một cái binh vương tổ không có gì không khởi, để Tống Phong xỏa điểu đi lăn qua lăn lại đi. Võ Khôn Minh lập tức phụ họa nói, trái lại Võ Kiệt tiểu tử này gương mặt chưa thỏa mãn, vừa định muốn nói cái gì đó chống đỡ Diệp Thần Phong lời nói, kết quả bị Võ Khôn Minh hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt. Tiểu tử này chỉ có thể đem lời nuốt trở về trong bụng. Diệp Thần Phong nguyên bản không có ý định tại ở đây giết chết Tống Phong, cho dù thật sắp sửa tướng Tống Phong đưa đi gặp Diêm Vương gia, hắn cũng sẽ chọn một cái thần không biết quỷ không hay biện pháp, thuận miệng nói rằng, tiểu thúc, võ thúc thúc, hai người các ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta sẽ không cần Tống Phong cái này xỏa điều mệnh, thế nhưng vừa rồi hắn dùng súng nhắm ngay đầu của ta cuối cùng nên trước phải cầm lại một ít lợi tức đi. Nói, Diệp Thần Phong trực tiếp đưa bàn tay trung đạn, hướng Tống Phong đại thối bắn ra mà đi, theo Tống Phong cổ họng trong phát sinh một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, đạn chính xác đi vào bắp đùi của hắn bên trong. Tốt, Minh Vương căn cứ ngày hôm nay chúng ta cũng tới chơi đùa, nếu thống soái vị trí không tới phiên ta Diệp Thần Phong, như vậy chúng ta còn để lại tới làm gì? Đi thôi, Diệp Thần Phong đúng Diệp Đông Kiện đẳng người nói. Diệp Thần Phong. Người đáp ứng qua Ngô thống soái sự tình, hiện tại còn có thể hay không thực hiện? Vương Lực đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, hiện tại ta cũng không phải binh vương tổ thống soái, ta thực hiện cái giam a. Diệp Thần Phong, chỉ cần ngươi như cũ thực hiện đáp ứng qua Ngô thống soái sự tình, ta Vương Lực nguyện ý rời khỏi binh vương tổ cùng ngươi cùng nơi ly khai. Đúng, ta cũng nguyện ý rời khỏi binh vương tổ cùng ngươi cùng nơi ly khai. Còn có ta. Theo Vương Lực mở miệng, đông đảo binh vương tổ thành viên cũng sôi nổi lên tiếng, nhất là cùng Diệp Thần Phong cùng nơi tại M quốc chấp hành qua nhiệm vụ binh vương tổ thành viên. Diệp Thần Phong đại khái đánh giá một chút, nguyện ý cùng hắn người rời đi số có hơn 70 người, binh vương tổ tổng cộng cũng chỉ có 120 người, như vậy tính được có hơn phân nửa người nguyện ý rời khỏi binh vương tổ cùng hắn cùng nơi ly khai. Hắn nguyên bản tự dự định tướng binh vương tổ thành viên huấn luyện thành một nhóm siêu cấp cao thủ, hiện tại những này người nguyện ý rời khỏi binh vương tổ, như vậy sau đó cùng Hoa Hạ quốc sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, vì vậy điểm gật đầu nói tốt, các ngươi đều đem nói được phân thượng này, như vậy ta sẽ tiếp tục thực hiện đáp ứng Ngô lão đầu chuyện, bất quá, ta muốn tới các ngươi hội bởi vì ngày hôm nay quyết định này mà cảm thấy may mắn. Diệp Thần Phong mang theo Vương Lực đẳng một đám binh vương tổ thành viên hạo hạo đáng đáng ly khai binh vương căn cứ, lựa chọn lưu lại Triệu Phi đẳng một phần nhỏ binh vương tổ thành viên, ánh mắt lóe lên nhìn Vương Lực chúng nhân rời đi hình bóng. Ngày hôm nay Diệp Thần Phong tại binh vương căn cứ gây ra loại chuyện này, nếu như bọn họ cũng ly khai binh vương tổ lời nói, Diệp Thần Phong có thể cho bọn hắn tương lai có cái gì bảo đảm. Cái này là Triệu Phi đẳng một đám lưu lại binh vương tổ thành viên ý nghĩ trong lòng. Nhân sinh có đôi khi chính là một hồi đánh bạc, chỉ cần ngươi áp đúng lợi thế, cuối cùng nhất định sẽ thắng được đầy bồn lá vàng. Tựu như cùng ban đầu ở M quốc, Lý Á quốc nghĩa vô phản cố đứng ở Diệp Thần Phong bên này,
đáng tiếc Triệu Phi đảng binh vương tổ thành viên bỏ lỡ cái này một cái có thể cải biến bọn họ tương lai cơ hội. Chương 525, theo Diệp Thiếu có thịt ăn. Diệp Thần Phong mang theo vương lực đảng hơn 70 tên binh vương tổ thành viên ly khai binh vương căn cứ sau, hắn trước hết để cho vương lực bọn họ tìm một chỗ dàn xếp xuống, bởi vì qua ít ngày nữa tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiện sẽ kết hôn rồi, đem vương lực bọn họ huấn luyện thành một chỉ sở hướng bế nghế đội ngũ sự tình, chỉ có thể từ nay về sau kéo dài cái một đoạn thời gian, dù sao Diệp Đông Kiện kết hôn, Diệp Thần Phong cái này làm cháu trai khẳng định cũng hội đặc biệt bận rộn. Vương lực đảng hơn 70 tên binh vương tổ thành viên, hiện tại coi như là rời khỏi binh vương tổ trở thành Diệp Thần Phong người, Diệp Thần Phong đối đãi người một nhà luôn luôn là phi thường lớn phương, từ trong túi móc ra một trương ngân hàng tạp, đưa cho vương lực nói rằng, vương lực, trong tấm thẻ này mặt có 2.000 vạn, ngươi an bài trước các huynh đệ tìm một chỗ ở, dù sao sau đó theo ta Diệp Thần Phong, phương diện kinh tế sự tình tựu không yêu cầu lo lắng, nếu như ai cần gấp dùng tiền, có thể nói cho ta biết. Vương lực không có tiếp nhận Diệp Thần Phong thẻ ngân hàng trong tay, tuy rằng từ trước binh vương tổ đãi ngộ cũng rất không tệ, thế nhưng 2.000 vạn đối với vương lực bọn họ mà nói vẫn như cũ là một khoản số lượng lớn. Bọn họ lựa chọn rời khỏi binh vương tổ theo Diệp Thần Phong, chủ yếu nhất là có 3 điểm nguyên nhân. Đệ nhất, Ngô Quốc Thiên trước là đem binh vương tổ thống soái vị trí giao cho Diệp Thần Phong. Đệ nhị, mới tới binh vương tổ thống soái Tống Phong thật sự là quá nát vụn. Đệ tam, Diệp Thần Phong thực lực thật để cho bọn họ bội phục cùng sùng kính. Nhìn đến vương lực không có tiếp nhận ngân hàng tạp, Diệp Thần Phong trong con ngươi lộ ra một vòng thần sắc tán thưởng, tướng ngân hàng tạp trực tiếp nhét vào vương lực trong túi, tướng mật mã của thẻ ngân hàng nói cho hắn, nói rằng, vương lực, trước đây các ngươi tại binh vương tổ từng tháng đều có tiền lương đi. Nếu các ngươi hiện tại thối lui ra khỏi binh vương tổ, như vậy các ngươi sau đó cũng không cần sinh sống sao. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều cũng có gia đình. Cái này 2.000 vạn coi như làm là cho các ngươi đệ nhất bút tiền lương đi. Nhớ kỹ, ta Diệp Thần Phong không thiếu tiền. Đối đãi người một nhà càng không hội tính tiền, tiền đối với ta mà nói chỉ là một chữ số mà thôi, cho nên cái này 2.000 vạn cấp ta an tâm thu. Kỳ thực, Diệp Thần Phong nói một điểm đều muốn không sai, hiện tại Lý Bàn Tử quản lý Đằng Thiên chế dược xưởng cùng Hầu Tử quản lý Sáng Tân khoa kỹ võng lạc công ty, một năm có thể bang Diệp Thần Phong kiếm được mười mấy ức, theo hai nhà này xí nghiệp tương lai phát triển cùng mở rộng. Diệp Thần Phong tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, nhiều đến đời này cũng xài không hết, cho nên 2.000 vạn đối với hắn hiện tại tới nói thật là mưa bụi mà thôi. Vương Lực biết Diệp Thần Phong nói đều là sự thực, bọn họ những này người ly khai binh vương tổ hay là muốn sống được, nhất là có vài người đã có vợ cùng hài tử, thế nhưng 2.000 vạn cũng nhiều lắm một điểm đi. Nhưng mà, đương Vương Lực nhìn đến Diệp Thần Phong kiên trì thần tình sau. Vương Lực cũng không kiểu cách nữa, dù sao bọn họ những này người sau đó đều muốn theo Diệp Thần Phong lăn lộn. Tốt, mọi người kế tiếp chờ ta thông chi đi. Bất quá, các ngươi hay nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta dự định hoàn toàn đem bọn ngươi huấn luyện thành siêu cấp cao thủ, các ngươi thực lực của mỗi người tối thiểu có thể so hiện tại đề thăng gấp 5 lần. Nếu như trời sinh tư chất tốt, có thể đề thăng không dứt gấp 5 lần thực lực, mọi người nên biết muốn đại mức độ đề thăng thực lực. Nhất định là phải trải qua địa ngục như huấn luyện, cho nên mọi người có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trước buông lỏng một chút tâm tình. Nói xong, Diệp Thần Phong hướng vương lực chúng nhân lộ ra một vòng sạch sẽ dáng tươi cười, ngồi trên võ khôn minh quân dụng xe jeep ly khai. Vương lực đẳng hơn 70 người nhìn trong tầm mắt từ từ đi xa quân dụng xe jeep. Bọn họ một đám toàn bộ ánh mắt dại ra, trong lỗ mũi hô hấp gấp vô cùng xúc. Bọn họ tự mình biết bây giờ thực lực của bọn họ ở vào một cái bình cảnh trạng thái, có thể bọn họ cả đời cũng chỉ có thể đủ dừng lại nơi này, Diệp Thần Phong lại còn nói tối thiểu có thể nhượng mỗi người bọn họ đề thăng gấp 5 lần thực lực. Đây là một cái gì khái niệm? Trong lúc nhất thời, hơn 70 tên trước kia binh vương tổ thành viên đều hưng phấn, bao quát phương lực ở bên trong, toàn bộ đỏ lên mặt, có vài người bởi tâm tình kích động đều nắm chặt nắm tay. Một gã binh vương tổ thành viên thanh âm có chút run rẩy mở miệng nói, lực ca, lỗ tai của ta không có xảy ra vấn đề đi. Diệp Thiếu nói có thể nhượng chúng ta đề thăng tối thiểu gấp 5 lần thực lực. Vương lực không trả lời, mà là một gã khác binh vương tổ thành viên nói chuyện, người nha, người cũng không nhìn một chút Diệp Thiếu thực lực có bao nhiêu cường hãn.
hắn thế nhưng có thể một người quét ngang chúng ta toàn bộ binh vương tổ thành viên mãnh liệt người, có thể nhượng chúng ta đề thăng gấp 5 lần thực lực có cái gì kỳ quái đâu. Xem ra lần này chúng ta là theo đúng người, nếu như lưu tại binh vương tổ bên trong không chỉ cũng bị Tống Phong rác rưởi kia hô tới quát lui, thực lực còn không chiếm được đề thăng, ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt biệt khuất. Đó còn cần phải nói mà, các ngươi nhìn Diệp Thiếu một lần tự cho chúng ta 2.000 vạn, vẫn có thể nhượng chúng ta đột phá bình cảnh đề thăng thực lực, dù sao sau đó đánh chết ta cũng muốn theo Diệp Thiếu lăn lộn, ai dám nói Diệp Thiếu điều không phải, ta người thứ nhất theo hắn không để yên. Cái này còn cần ngươi nói mà, chúng ta bây giờ đã không phải là binh vương tổ người, cũng không thuộc về quốc gia bộ môn, dù sao chính là một câu nói, theo Diệp Thiếu có thịt ăn. Hơn 70 tên trước kia binh vương tổ thành viên mỗi một người đều là tâm tình kích động, trong miệng nói nước bọt chấm nhỏ bay loạn, bọn họ trong lòng thật là kích động chính là bọn hắn biết được thực lực của chính mình vẫn có thể hướng tới nâng lên thăng. Với lại đề thăng không dứt gấp đôi, cái này không chính là bọn họ cho tới nay đang đeo đuổi sự tình sao. Võ Khôn Minh lái quân dụng xe jeep thượng, Võ Kiệt tiểu tử này hi hi ha ha ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, hai mắt mạo hiểm tinh quang hỏi, tỷ phu, người duy nhất tự cho hai người bọn hắn 1.000 vạn ni a. Tỷ phu ngươi là điều không phải rất có nhiều tiền a. Tiểu Kiệt, có lời gì tự cấp ta nói mau, không nên che giấu. Diệp Thần Phong liếc mắt liền nhìn ra Võ Kiệt tại quanh co lòng vòng. Tỷ phu, kỳ thực là như vậy, ta muốn mua một chiếc xe, thế nhưng người trong nhà đều không đồng ý, người cũng biết ta một tháng tiền tiêu vặt ít đến thấy thương, với lại ta bây giờ đang ở kinh thành đến trường, có xe của mình sau cũng dễ dàng một chút mà. Võ Kiệt mong đợi nhìn Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp Thần Phong vỗ một cái Võ Kiệt đầu, nói rằng tự cái này kiện sự tình. Tỷ phu đến hiện tại cũng không có tống ngươi lễ vật gì, hôm nào ta cùng ngươi đi mua một chiếc, bất kể ngươi coi trọng kia khoản xe. Tỷ phu đều giúp cho ngươi mua lại. Tỷ phu, ngươi quả thực tựu là nam nhân trung nam nhân a. Ngươi quá bá khí, Võ Kiệt cao hứng hôi tay múa chân. Ngồi ở chủ điều khiển thượng Võ Khôn Minh cùng phó điều khiển thượng Diệp Đông Kiệt, cái này hai người trong lòng còn đang lo lắng, Diệp Thần Phong đã thương Tống Phong sự tình có thể hay không náo đại. Dù sao Tống Phong là cấp trên dưới sự an bài tới binh vương tổ thống soái. Bất quá, Tống Phong cái này binh vương tổ thống soái làm được cũng quá biệt khuất, ngày đầu tiên tiền nhiệm đã bị đánh thành một cái đầu heo ba, với lại thủ hạ binh vương tổ thành viên trực tiếp thối lui ra khỏi hơn phân nửa, chỉ sợ hắn là sử thượng nhất bi thúc binh vương tổ thống soái. Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện nghe được Diệp Thần Phong cùng Võ Kiệt đối thoại sau, cái này hai người lập tức tinh thần tỉnh táo. Tướng Tống Phong sự tình quên được không còn chút nào, phải biết rằng bọn họ hai cái bình thường thu nhập cũng là đặc biệt có hạn, hai người đồng thời là hai con ngươi tỏa ánh sáng. Diệp Đông Kiện dẫn đầu mở miệng nói, Thần Phong, tiểu thúc ta cũng nhìn chúng một chiếc xe, ngươi là điều không phải cũng muốn hiếu kính trưởng bối. Thần Phong, ngươi nhìn Võ thúc thúc ta chiếc này phá xe khai đã nhiều năm như vậy, là điều không phải cũng có thể phải thay đổi một chiếc. Võ Khôn Minh cũng nói. Võ Kiệt đặc biệt khinh bỉ hướng hai người giơ lên ngón tay giữa, nói rằng, hai người các ngươi quá không biết xấu hổ đi. Các ngươi cũng đều là tỷ phu trưởng bối, quả thực là mất hết chúng ta nam nhân thể diện. Bị Võ Kiệt tiểu tử này như vậy khinh bỉ, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh thực tại có chút mặt đỏ, giữa lúc Diệp Đông Kiện muốn nói cái gì đó thời gian, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, là Ninh Mẫn Yến đánh tới, Diệp Đông Kiện vội vã nhận nghe điện thoại, hỏi, Mẫn Yến. Có phải là có chuyện gì hay không? Bên đầu điện thoại kia Ninh Mẫn Yến là giận không chỗ phát tiết, thanh âm đề cao rất nhiều decibel, Diệp Đông Kiệt, người đến cùng còn có nghĩ là cùng ta kết hôn rồi. Vậy mà hỏi ta có chuyện gì? Không phải nói tốt ngày hôm nay phải bồi ta tới thử áo cưới sao? Ta tại áo cưới điếm bên trong đợi ngươi lâu như vậy, ngươi liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Diệp Đông Kiệt lúc này mới nghĩ khởi còn có như thế kiện sự tình. Xem ra đêm qua thật là uống rượu uống cao, vội vàng thận trọng chịu tội, Mẫn Yến, xin lỗi, ta cái này đều không phải đã tại trên đường tới mà. Ta cam đoan tại trong vòng nửa canh giờ chạy tới áo cưới điếm trong, người tự lại hơi chờ ta một hồi hồi. Tốt, Diệp Đông Kiện, người nếu là trong vòng nửa canh giờ còn không có chạy tới, như vậy người cấp ta tự gánh lấy hậu quả. Ninh Mẫn Yến rõ ràng cho thấy đã đợi Diệp Đông Kiện thời gian thật dài.
Chương 526, Bạch Tuyết Linh tao ngộ. Kết quả là bởi Ninh Mẫn Yến một lần điện thoại, Võ Khôn Minh, Diệp Thần Phong cùng Võ Kiệt chỉ có thể cùng Diệp Đông Kiện cùng đi áo cưới điếm trong. Ở trên đường Diệp Đông Kiện là một cái kình nhìn thời gian, thúc giục Võ Khôn Minh thêm đủ mã lực chạy, cuối cùng là khẩn cản mạn cản tại 29:05:10 thời gian, vừa vặn chạy tới áo cưới điếm bên trong, nhìn đến ngồi ở áo cưới điếm trong trên ghế salon Ninh Mẫn Yến sau. Diệp Đông Kiện rất phong tao lộ ra một vòng tự nhận là rất tuấn tú dáng tươi cười, cầm ra đang tính theo thời gian điện thoại di động, nói rằng, Mẫn Yến, ta thế nhưng thời gian qua rất thủ tín dụng, ngươi xem ta nói tại nửa giờ trong vòng chạy tới. Ta tự thật hội tại nửa giờ trong vòng chạy tới. Ninh Mẫn Yến trừng mắt một cái Diệp Đông Kiện, không vui nói, Diệp Đông Kiện, ngươi không nên cấp ta cợt nhả, cấp ta nghiêm túc một chút, cái này trên thế giới trích có nam nhân đẳng nữ nhân đạo lý. Nào có nữ nhân đẳng nam nhân. Ngươi nhớ kỹ cho ta điểm này, sau đó đây cũng là chúng ta một điều gia quy, vĩnh viễn chỉ có ngươi chờ ta phần, ngươi không thể đủ nhượng ta chờ ngươi. Một bên nghe được Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến nói chuyện Diệp Thần Phong chúng nhân, không có chỗ nào mà không phải là thở dài lắc đầu, cái này Diệp Đông Kiện tương lai kết hôn rồi 100% là cái thê quản nghiêm a. Xem ra hôn nhân là tình yêu phần mộ, những lời này nói là một điểm đều không sai a. Thần Phong, ta và Tiểu Kiệt cơm sáng đều cơ bản chưa ăn, không bằng thừa dịp hiện tại chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ăn một chút gì. Dù sao Đông Kiện bọn họ nhất thì bán hội cũng hoàn không được sự. Võ Khôn Minh đề nghị. Vì vậy tại Diệp Đông Kiện ánh mắt u oán chung, Diệp Thần Phong, Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt để lại cho hắn ba cái hoa lệ cái ót, nhưng hắn một mình tại ở đây chịu được Ninh Mẫn Yến tàn phá, cái này có thể thật là đau nhức tịnh vui sướng. Bị của mình thích nữ nhân tàn phá, tuy rằng trên thân thể là đau đớn, nhưng tâm hồn là sung sướng. Diệp Đông Kiện coi như là hạnh phúc, cái này trên thế giới có bao nhiêu nam nhân muốn bị hắn thích nữ nhân tàn phá. Đáng tiếc cuối cùng bên người tàn phá nữ nhân của hắn, cũng không là bọn hắn sở yêu, đây là cực kỳ đồ phá hoại sinh hoạt. Diệp Thần Phong đám ba người ly khai áo cưới điếm sau, Võ Khôn Minh tại phụ cận tìm được rồi một gia cảng thức điểm tâm điếm. Tại Diệp Thần Phong muốn bước vào tiệm này thời gian, hắn cực kỳ bén nhạy thính giác, nghe được một ít thanh âm không hòa hài. Hai con người hướng xa xa một điều cực kỳ hẻo lánh ngõ nhỏ nhìn sang, mặc dù nói Diệp Thần Phong là một cái không thích người gây chuyện, nhưng có đôi khi gặp sự tình, hắn vẫn lo liệu có thể giúp một cái tựu giúp một cái tư tưởng. Dùng Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt thính giác đương nhiên là liền cái rắm đều nghe không được, vì vậy Diệp Thần Phong nói rằng, Võ Thúc Thúc, Tiểu Kiệt. Ta đột nhiên nhớ tới muốn đi mua một ít đồ đạc, các ngươi trước giúp ta điểm một chén trà sữa. Ta một hồi sẽ trở lại. Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt cũng không có ở ý Diệp Thần Phong lời nói, chỉ là nhượng Diệp Thần Phong đi nhanh về nhanh. Xa xa một điều cực kỳ yên lặng trong ngõ hẻm, bình thường từ nơi này đi qua người đặc biệt thiếu, ngõ nhỏ đầu cùng có một chắn hai thước cao tường, cho nên nói đây là một điều hẻm cụt tử. Lúc này, ngõ hẻm này trong tràn đầy cười mắng thanh. Một gã 20 nhiều tuổi nữ nhân, cực độ thất kinh, hai tay chăm chú nắm chặt, dường như một đầu bị kinh sợ con cừu nhỏ. Cái này tên nữ nhân dung mạo rất tinh xảo, trên người tản mát ra một loại đặc biệt khí chất cao quý. Bởi hô hấp rất gấp, bộ ngực hai tòa sơn phong hạ phập phồng. Dưới chân bước chân một cái kình lui về phía sau. Tại cái này tên trước mặt nữ nhân có 5 người đàn ông, trong đó một là ngồi ở xe lăn, vẻ mặt tà cười nhìn thất kinh nữ nhân. Nói rằng, Bạch Tuyết Linh, ngày hôm nay ngươi tự cấp ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Tuy rằng tay chân của ta không động được, thế nhưng ta nửa người dưới đồ chơi kia vẫn là tương đối cứng, khẳng định có thể nhớ ngươi nhận được thật to thỏa mãn. Cái này tên ngồi ở xe lăn nam nhân không phải là bị Diệp Thần Phong phế đi Tống Bân mà. Xem ra cái này Tống Bân thật đúng là cậu không đổi được ăn phân. Bạch Tuyết Linh hàm răng cắn chặt môi, trong ánh mắt thấu lộ ra nồng đậm bất lực. Tại trước đó không lâu Diệp Thần Phong ly khai kinh thành đi hướng tới M quốc thời gian, Bạch gia lần thứ hai đã trải qua xưa nay chưa từng có kiếp nạn, Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương đột nhiên đã bất tỉnh, đến bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại, đến nỗi phụ thân của Bạch Tuyết Linh Bạch Nham Tân bị cha ra tham ô nhận hối lộ, bị quốc gia có quan hệ bộ môn cấp đã khống chế lên. Từ đó Bạch gia bị Bạch Nham Tân nhị đệ Bạch Nham Bình cùng tam đệ Bạch Nham Quân trưởng khống. Cái này hai người không những không có nên vì Bạch Nham Tân tẩy thoát tội danh ý tứ,
còn đơn độc đem phụ thân của bọn họ Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương, ngăn cách bởi y viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong, ngay cả Bạch Tuyết Linh cái này tôn nữ muốn gặp gia gia của mình một mặt cũng căn bản tự làm không được. Mà đang ở hai ngày trước Bạch Tuyết Linh hai cái này thân thúc thúc, lại muốn phải đem nàng cấp gả cho tứ chi tàn phế Tống Bân, Bạch Tuyết Linh trong cơn tức giận ly khai Bạch gia tự không còn có trở về. Cũng không biết Tống Bân hôm nay là thế nào biết được hành tung của nàng. Vậy mà đem nàng ngăn ở ngõ hẻm này trong, chiếu như vậy tình thế phát triển tiếp, nàng chắc là phải bị Tống Bân hỗn đản này cấp làm bẩn. Đứng tại Tống Bân bên trái hai nam nhân, là Bạch Tuyết Linh hai cái thân thúc thúc nhi tử Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ, mà đứng tại Tống Bân bên phải hai nam nhân là kinh thành hai cái nhị lưu trong gia tộc Thiếu gia, coi như là Tống Bân chó săn. Bạch Tuyết Linh, người có thể gả cho Tống Thiếu gia là người đời trước đã tu luyện phúc khí, người còn có cái gì không thỏa mãn? Lẽ nào ngươi cho là mình là kinh thành đệ nhất mỹ nữ thì ngon sao? Ba người có thể phải cả đời ngây ngô ở trong ngục, mà thương yêu nhất ngươi lão nhân, hiện tại cũng là hôn mê bất tỉnh, ngươi còn là sớm làm đầu nhập Tống đại thiếu ôm ấp, nếu không có ngươi dễ chịu. Bạch Thiếu Hoa cười lạnh nói. Bạch Tuyết Linh, ngươi giàu gì cũng là chúng ta tỷ tỷ, chúng ta làm đệ đệ nhất định là sẽ không hại ngươi, vội vàng hướng Tống đại thiếu lời nói xin lỗi. Sau đó thật tốt hầu hạ Tống đại thiếu. Bạch Hương Vĩ cũng lập tức nói rằng. Tống Bân lắc đầu, nói rằng, Bạch Thiếu Hoa, Bạch Hương Vĩ, hai người các ngươi đúng tỷ tỷ ngươi Bạch Tuyết Linh thân thể có hứng thú hay không? Nàng thế nhưng kinh thành đệ nhất mỹ nữ tới, không bằng chúng ta ngày hôm nay ngay ngõ hẻm này trong vui đùa một chút, sau đó Bạch Tuyết Linh chính là chúng ta mấy cái món đồ chơi, các ngươi thấy thế nào? Còn có các ngươi hai cái đợi một lát cũng có thể nếm thử kinh thành đệ nhất mỹ nữ tư vị. Tống Bân rồi hướng bên phải hai cái kinh thành nhị lưu gia tộc công tử ca nói rằng. Nói thật đi, Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ đối với bọn họ cái này kinh thành đệ nhất mỹ nữ tỷ tỷ, trong lòng sớm đã có như vậy chút hít tâm tư, cái này loại có vì đạo đức sự tình, bọn họ bình thường cũng chỉ là có dũng khí nghĩ ở trong lòng nghĩ mà thôi. Nhưng hôm nay có Tống Bân đi đầu. Bạch gia cũng hoàn toàn trưởng khống tại phụ thân của bọn họ trong tay, lại là tại một con như vậy sâu thẳm trong ngõ hẻm, Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ âm u tâm lý đang nhanh chóng lan tràn cùng sinh sôi. Mặt khác hai cái kinh thành nhị lưu gia tộc công tử ca, nhìn Bạch Tuyết Linh tinh xảo khuôn mặt, cùng tuyệt đối mê người vóc người, trong ánh mắt cũng bốc lên ra nào đó khát vọng quang mang, thử hỏi tại kinh thành có người nào công tử ca đã từng không có đúng kinh thành đệ nhất mỹ nữ từng có ảo tưởng chi tâm. Bạch Thiếu Hoa nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, Tống Đại Thiếu, ngày hôm nay ta Bạch Thiếu Hoa liền theo ngươi chơi với nhau chơi. Tống Đại Thiếu, còn có ta Bạch Hương Vĩ, ta đã sớm đúng Bạch Tuyết Linh các nàng này từng có ý nghĩ, không nghĩ tới thật là có thực hiện nguyện vọng ngày này. Bạch Hương Vĩ vừa cười vừa nói. Đến nỗi hai gã khác kinh thành nhị lưu gia tộc công tử ca, không kịp chờ đợi xoa xoa hai tay, hận không thể lập tức nhào tới tướng Bạch Tuyết Linh y phục cấp xé được nát vụn. Bạch Tuyết Linh sắc mặt biến được càng tới càng tái nhợt, nàng không dám tưởng tượng nàng hai cái đệ đệ lại có thể như thế xúc sinh. Thân thể không kiềm hãm được run rẩy, nếu như nàng thật bị, như vậy dùng Bạch Tuyết Linh kiêu ngạo, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn tự sát. Bạch Thiếu Hoa, Bạch Hương Vĩ, hai người các ngươi xúc sinh không bằng gì đó, các ngươi thế nào có thể làm như vậy? Ta là của các ngươi tỷ tỷ, ta là của các ngươi tỷ tỷ. Bạch Tuyết Linh khẩu trung thở hổn hển dùng hết toàn lực gầm hét lên. Tống Bân nhìn mọi nơi cho tức giận Bạch Tuyết Linh, nụ cười trên mặt là càng sán lạn, từ bị Diệp Thần Phong phế đi sau đó, tâm lý của hắn hoàn toàn biến được vặn vẹo. Bạch Tuyết Linh, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? Tỷ tỷ chính là dùng để kỵ, chúng ta nơi này năm cái người đợi một lát khẳng định hội lần lượt cưỡi ở trên người ngươi, ngươi có thể nhất định phải thật tốt hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời a. Bạch Tuyết Linh thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hai con ngươi trung hiện ra ánh mắt tuyệt vọng, trong đầu không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Thái Bình Sơn mạch cứu nàng mặt nạ nam nhân, sau đó liền nghĩ tới Diệp Thần Phong trương ghê tởm khuôn mặt, nàng cũng không biết vì sao vào giờ khắc này hội nghĩ khởi Diệp Thần Phong. Chương 527, phế còn chưa đủ triệt đề. Có chút mờ tối trong ngõ hẻm, một cái bất lực tuyệt mỹ nữ nhân đối mặt với năm cái như lang như hổ nam nhân. Trong lòng bị tuyệt vọng cùng sợ hãi vô tận bao quanh, trên dưới phập phồng càng ngày càng kịch liệt bộ ngực, trong lỗ mũi càng ngày càng gấp rút hô hấp,
run rẩy càng ngày càng lợi hại thân thể, toàn bộ chứng minh rồi nữ nhân hiện tại trong lòng mặt khủng hoảng cùng sợ sệt. Rất nhiều lúc nữ nhân biểu hiện ra loại này vẻ mặt sợ hãi, càng thêm có thể kích thích ra nam nhân trong thân thể thú tính, mà giờ khắc này, Tống Bân, Bạch Thiếu Hoa, Bạch Hưng Vĩ cùng hai gã khác gia tộc nhị lưu công tử ca, trong ánh mắt khát vọng vẻ mặt ngày càng mãnh liệt, hận không thể lập tức đem Bạch Tuyết Linh ngã nhào xuống đất, sau đó hảo hảo hưởng thụ một chút kinh thành đệ nhất mỹ nữ tư vị. Dù sao lúc trước Bạch Tuyết Linh đối xử những này cái gọi là công tử ca thái độ đều là phi thường lạnh lẽo, ở kinh thành các vị công tử này trong mắt, Bạch Tuyết Linh tựu như cùng một con cao ngạo khổng tước, ngay cả xem đều lười nhìn bọn họ những người này một mắt, mà hiện tại bọn hắn sắp thanh kiêu ngạo như thế Bạch Tuyết Linh ép tại thân thể rơi xuống, một loại nào đó hưng phấn nguyên tố tại bọn hắn trong thân thể không ngừng mở rộng. Lấy tư cách Bạch Tuyết Linh đệ đệ Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hưng Vĩ, hai xúc sinh này không bằng đồ vật, lè lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn xem Bạch Tuyết Linh trên dưới phập phồng bộ ngực, biểu hiện ra một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Tống Đại Thiếu, chúng ta trước tiên giúp người thành Bạch Tuyết Linh y phục trên người vạch trần, sau đó để Tống Đại Thiếu ngươi trước thưởng thức kinh thành đệ nhất mỹ nữ thân thể tư vị. Bạch Thiếu Hoa khá là nịnh nọt nói ra. Tống Bân gật gật đầu, nói ra ân, xuất hiện tại các người Bạch gia cùng chúng ta Tống gia có thể nói là người trên một cái thuyền rồi, về sau thật tốt giúp chúng ta Tống gia làm việc, chúng ta bạc đãi không các người Bạch gia. Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ biết hai người bọn họ phụ thân mặc dù có thể trưởng khống Bạch gia, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì Tống gia, cho nên hai người bọn họ mới sẽ như vậy cực lực lấy lòng Tống Bân. Nói thật ra, Bạch lão gia tử trưởng khống Bạch gia thời điểm, tuy rằng Bạch gia thế lực không bằng Tống gia, thế nhưng Bạch gia nhân gặp phải Tống người nhà thời điểm, căn bản cũng không cần nịnh nọt lấy lòng, nhưng trên thế giới này có mấy người một mực để đó người không làm, yêu thích làm người khác trước mặt một con chó. Tỷ tỷ, ngươi liền trước thật tốt hầu hạ Tống Đại Thiếu, sau đó lại để đệ đệ đến thoải mái ngươi. Tỷ tỷ, chúng ta biết ngươi vẫn là một cái nơi đây. Tuy rằng không hưởng thụ được ngươi lần đầu tiên, nhưng là ta tin tưởng ngươi phía dưới vẫn là rất chặt, chúng ta nhất định sẽ thương tiếc. Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ vừa nói xúc sinh trí cực ngôn ngữ, một bên từng bước hướng về Bạch Tuyết Linh đi tới. Bạch Tuyết Linh dưới chân bước tiến cuống quýt lùi về sau, thẳng đến thân thể tựa vào sau lưng trên vách tường sau không thể lui thời điểm, nhìn xem càng ngày càng tới gần Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ hai cái này đệ đệ. Người biết cho dù chết, người cũng không thể được mấy tên khốn kiếp này cho điếm ô thân thể, trong lòng đã làm tốt cắn lưỡi tự sát chuẩn bị. Nhưng mà, Bạch Tuyết Linh đồng tử đột nhiên phóng đại, bởi vì nàng nhìn thấy một bóng người biến mất không một tiếng động xuất hiện tại Tống Bân đám người phía sau. Đợi đến người nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương sau, miệng không khỏi hơi hơi mở ra, người không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ xuất hiện vào lúc này ở nơi này. Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới nguyên lai là người quen cũ đang làm việc. Nhìn xem đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên xe lăn Tống Bân, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, âm thanh hài hước mở miệng, Tống Đại Thiếu, chúng ta đã lâu không gặp chứ? Gần đây được chứ, không nghĩ tới Tống Đại Thiếu chả là ưa thích chơi loại này giọng. Theo Diệp Thần Phong thanh âm vang lên, trong ngõ hẻm yên tĩnh quái dị xuống, tất cả mọi người xoay người nhìn hướng Diệp Thần Phong, bao quát đang chuẩn bị xé nát Bạch Tuyết Linh quần áo Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ. Làm ngồi ở trên xe lăn Tống Bân nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi, vô cùng vô tận phẫn nộ che kín hắn cả khuôn mặt, nguyên bản hắn là có hy vọng nhất kế thừa Tống gia gia chủ vị trí người, nguyên bản hắn là kinh thành xích thủ nhưng nóng đỉnh cấp công tử ca. Nguyên bản hắn có thể đủ mỗi ngày đều hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt, quá nhiều nguyên bản, bởi vì Diệp Thần Phong đem hắn trực tiếp biến thành một kẻ tàn phế, đã từng hắn những vinh diệu đó, đã từng hắn có thể hưởng thụ tất cả. Theo hắn biến thành một kẻ tàn phế mà biến mất không còn chút nào, có thể nói Diệp Thần Phong chính là Tống Bân trong lòng một cái ma chướng. Tống Đại Thiếu, tựa hồ ngươi nhìn thấy ta rất không cao hứng. Khó được Tống Đại Thiếu tại loại này trong hẻm nhỏ như thế có nhã hứng. Có phải là của ta hay không đến tới quấy rầy ngươi rồi? Diệp Thần Phong cười quan sát Tống Bân bị phế đâu tay chân. Tống Bân phi thường không thích Diệp Thần Phong thứ ánh mắt này, thậm chí là phi thường căm hận Diệp Thần Phong thứ ánh mắt này, tức giận hung hăng xông lên đầu của hắn, khàn cả giọng quát lên, Diệp Thần Phong, ta Tống Bân sớm muộn có một ngày phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi chờ ta, ngươi chờ ta.
Tống đại thiếu, ngươi có phải hay không lầm một chuyện? Hiện tại ngươi thuần túy chỉ là một cái phế nhân mà thôi, coi như là ven đường một tên ăn mày đều có thể tùy tiện giết chết ngươi, mà ta Diệp Thần Phong muốn giết chết ngươi, quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản, bất quá, ta sẽ không làm như thế, ta sẽ nhìn xem ngươi lấy một cái thân phận của phế nhân tốt hưởng thụ tốt nhân sinh. Diệp Thần Phong không nhìn thẳng Tống Bân cái kia lời thề son sắt uy hiếp. Diệp Thần Phong, ngươi, ngươi, ngươi. Tống Bân tức giận đến gân xanh trên trán nổi lên, không ngừng di chuyển thân thể, nỗ lực muốn từ xe đẩy đứng lên, đáng tiếc là hắn cho dù là lại cố gắng thế nào cũng chỉ là uổng công vô ích mà thôi. Phù phù, một tiếng, cuối cùng Tống Bân từ trên xe lăn ngã rầm trên mặt đất, hai tên đứng ở Tống Bân bên cạnh kinh thành gia tộc nhị lưu công tử ca, vội vàng đem Tống Bân viện trở về trên xe lăn, bọn hắn ngược lại cũng nhận ra Diệp Thần Phong, bất quá. Hai người bọn họ gia tộc từ trước đến giờ cùng Diệp gia không có gì lui tới, ngược lại là cùng Tống gia đi tương đối gần, thế là hai công tử này dồn dập không biết cái gọi là mở miệng. Diệp Thần Phong, ta biết các người Diệp gia ở kinh thành cũng coi là nhất lưu, thậm chí là gia tộc cao cấp rồi, nhưng hôm nay là Tống thiếu sự tình, ta khuyên ngươi thức thời vẫn là tranh thủ thời gian rời đi, nơi này căn bản liền không có việc của ngươi. Diệp Thần Phong, chúng ta là cho Diệp ra mấy phần mặt mũi mới sẽ kiên nhẫn đối với người nói mấy câu, người có thể không muốn cho chúng ta lên mũi lên mặt. Dựa vào ở trên vách tường Bạch Tuyết Linh chỉ lo Diệp Thần Phong thật rời đi, trước mắt Diệp Thần Phong nhưng là của nàng nhánh cỏ cứu mạng rồi, gấp vội mở miệng hô, Diệp Thần Phong, cứu ta, Uyển Đình là chị em tốt của ta, người chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Diệp Thần Phong nhìn xem thời khắc này trên người không có nữ thần khí chất. Biến thành một người hoang mang sợ hãi tiểu nữ nhân Bạch Tuyết Linh, trong lòng cười khổ lắc lắc đầu, hôm nay chuyện này bị hắn cho vừa vặn gặp, cho dù đối phương cũng không phải người hắn quen biết, hắn cũng nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp, huống chi Bạch Tuyết Linh đúng là Triệu Huyền Đình hảo tỉ muội, lúc trước Triệu Huyền Đình muốn cùng người khác đính hôn sự tình, cũng là Bạch Tuyết Linh nữ nhân này thông báo hắn, cho nên tại Diệp Thần Phong trong lòng đối Bạch Tuyết Linh cái này hơi lớn tiểu thư tỷ khí nữ nhân, cũng không thế nào căm ghét. Diệp Thần Phong nhìn xem cái kia hai cái tự mình cảm giác tốt đẹp kinh thành nhị lưu công tử ca, lạnh nói, lẽ nào các ngươi là tại nắm Tống đại thiếu uy hiếp ta sao? Chớ quên các ngươi Tống đại thiếu là làm sao ngồi ở trên xe lăn. Nghe vậy, cái kia hai tên kinh thành nhị lưu công tử ca sắc mặt kịch biến, bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Tống Bân sở dĩ sẽ biến thành một kẻ tàn phế, theo kinh thành truyền lưu toàn bộ là Diệp Thần Phong gây nên, trên mặt cũng không còn mới vừa tự tin rồi. Diệp Thần Phong không để ý đến sắc mặt biến đổi hai cái kinh thành nhị lưu công tử ca, mà là lầm bầm lầu bầu thầm nói, trên thế giới này chính là có rất nhiều nam nhân không quản được bọn hắn nửa người dưới đồ chơi kia, làm nam nhân làm được trình độ cỡ này, ta thật mẹ hắn cho các ngươi cảm thấy mất mặt, nếu như hôm nay là Bạch Tuyết Linh con mụ này tâm cam tình nguyện cho mấy người các ngươi khô, ta có thể lập tức xoay người rời đi, đáng tiếc chính là bọn ngươi không bản lĩnh để Bạch Tuyết Linh tâm cam tình nguyện cho các ngươi khô. Các ngươi còn muốn dùng loại này xấu xa thủ đoạn, ta nói các ngươi căn bản cũng không xứng làm nam nhân, như vậy hôm nay ta đến thành toàn các ngươi. Diệp Thần Phong từng bước hướng về Tống Bân đi tới, ngồi ở trên xe lăn Tống Bân không ngừng trượt đi xe đẩy lùi về sau, hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong trên người bộc phát ra thật khí thế để cái kia hai cái kinh thành nhị lưu công tử ca. Cùng trước một khắc chả đang chuẩn bị xé nát Bạch Tuyết Linh quần áo Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ, bốn người này toàn bộ cảm thấy nhất cổ tử vong tới gần khí tức, sửng sốt đứng ngay tại chỗ không dám động bắn ra một cái. Rất nhanh, Tống Bân cũng đã đến sau không thể lui trình độ, trong miệng nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần Phong người hiền lành cười nói, lần trước phế còn chưa đủ triệt để, quên trên người ngươi còn có một thứ hội hãm hại thân thể nữ nhân đồ vật. Hôm nay ta Diệp Thần Phong tính là miễn phí giúp ngươi một thân sạch sẽ rồi, ngươi cũng không nên rất cảm tạ ta. Không, không được, ngươi không thể đủ làm như vậy. Tống Bân âm thanh run rẩy quát, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại dưới khố đồ chơi kia có thể sử dụng, nếu như ngay cả đồ chơi cũng không có, như vậy khiến hắn chả làm sao có thể sống đi xuống. 3 mét, 2 mét, 1 mét, theo Diệp Thần Phong càng ngày càng tới gần. Tống Bân trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn dư lại cũng chỉ có sâu đậm tức giận,
Tựa hồ hắn đã quên vừa nãy đối mặt tay trói gà không chặt Bạch Tuyết Linh lúc, hắn là như thế nào một bộ sắc mặt. Nếu như không có Diệp Thần Phong xuất hiện, hắn hiện tại sợ là sớm đã điếm ô Bạch Tuyết Linh đi nha. Xì xì, một tiếng, Diệp Thần Phong một cước trực tiếp giẫm tại Tống Bân dưới khố, một vũng máu tươi rất nhanh từ Tống Bân dưới khố trên quần thẩm thấu ra ngoài, Tống Bân đau đến hai mắt đảo một cái ngất đi. Chương 528, có thể không thể đi nhà ngươi ở một đêm. Thời gian dừng hình ảnh chậm lại. Dường như Tống Bân bị đạp nổ trứng chim tiếng kêu thảm thiết còn vang vọng ở bên tai, người ở chỗ này cũng không nghĩ tới nguyên bản muốn hưởng thụ Bạch Tuyết Linh thân thể Tống Bân, hội bị đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong cấp đạp bạo trứng chim. Ngay cả hướng Diệp Thần Phong cầu cứu Bạch Tuyết Linh cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần Phong hội dùng trực tiếp như vậy bạo lực phương thức nhượng Tống Bân biến thành thái giám. Bạch Thiếu Hoa, Bạch Hưng Vĩ cùng hai vị kia kinh thành nhị lưu gia tộc công tử ca, phía sau tóc gáy đều dựng lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong quần cảm giác lạnh siêu siêu, nhìn đến Tống Bân thê thảm dáng dấp, cổ họng trong chật vật nuốt nước bọt, khuôn mặt hiện ra thất kinh biểu tình, thật sự là Diệp Thần Phong một cước đạp nổ Tống Bân trứng chim hành động quá bá khí. Bốn người các ngươi làm xong trở thành thái giám chuẩn bị sao? Diệp Thần Phong cười hướng cách hắn tương đối gần hai cái kinh thành nhị lưu gia tộc công tử ca đi tới. Hai cái kinh thành nhị lưu gia tộc công tử ca, sắc mặt trong nháy mắt biến được trắng bệch một phiến, đối với bọn hắn những. Này bình thường Hoa Thiên Tử Địa thiếu gia mà nói, nếu như nửa người dưới đồ chơi kia bị phế, như vậy bọn họ thẳng thắn tựu không muốn sống, không thể đủ hưởng thụ nữ nhân tư vị nhân sinh, đối với bọn hắn mà nói còn có ý gì. Nhìn càng đi càng gần Diệp Thần Phong, cái này hai gã kinh thành nhị lưu gia tộc công tử ca, cắn răng một cái, dậm chân một cái, quyết định cùng Diệp Thần Phong liều mạng, bọn họ biết Diệp Thần Phong là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, một cái đá chân, một cái huy quyền, hướng Diệp Thần Phong công đánh tới, hai vị này bị tử sắc đào không thân thể công tử ca, giờ khắc này là sử xuất bú sữa mẹ lực lượng, chỉ bởi vì bọn họ không muốn bản thân hai quả trứng chim bị đạp nổ. Diệp Thần Phong nhìn chủ động hướng hắn công kích cái này hai người, khóe miệng đặc biệt sung sướng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tại tên đá chân kinh thành nhị lưu công tử ca, chân của hắn phải nhanh đá phải Diệp Thần Phong bên hông thời gian. Diệp Thần Phong động, thân ảnh như thiểm điện, nếu như cái này loại A Miêu A Cẩu có thể đụng tới Diệp Thần Phong một cái góc áo lời nói, như vậy hắn thật có thể đi tìm một chắn tường, một đầu đụng chết. Một cái xoay người. Né tránh tên nhị lưu công tử ca đá chân đồng thời, Diệp Thần Phong chân trái chợt một cái chắc đá, xì. Một tiếng, Diệp Thần Phong chuẩn xác không gì sánh được đá vào tên nhị lưu công tử ca trong quần. Hai quả trứng chim bị vô tình đá bể, tên kinh thành nhị lưu công tử ca không ngừng phiên chứ bạch nhãn, khẩu trung hộc ra rất nhỏ bọt mép, cuối cùng cũng chịu đựng không nổi đau đớn ngất đi. Một gã khác huy quyền nhị lưu công tử ca, nhìn đến đồng bạn của hắn thê thảm kết cục sau. Dưới chân hắn nhịp bước hơi dừng một chút, đợi được tỉnh hồn lại thời gian. Mới phát hiện Diệp Thần Phong đã vẻ mặt hài hước nhìn hắn. Cái này tên nhị lưu công tử ca hai chân không kiềm hãm được run rẩy, nhìn tận mắt hai người ở trước mặt hắn bị đạp bạo trứng chim, hiện tại hắn liền chống cự tâm tư cũng không có, phù phù. Một tiếng, hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống, cầu xin tha thứ, Diệp Thiếu. Thỉnh ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, khi ta là một cái thí cấp thả đi. Sau đó ta nhất định nhìn thấy Diệp Thần Phong ngài tựu đi vòng đường. Tựa hồ cái này tên kinh thành nhị lưu công tử ca đã quên vừa rồi mình nói qua bao nhiêu không ai bì nổi lời nói. Diệp Thần Phong, chúng ta là nhìn tại Diệp ra mặt mũi tài cùng ngươi kiên nhẫn nói mấy câu, ngươi cũng không nên cho chúng ta đạp trên lỗ mũi mặt. Diệp Thần Phong lên mũi lên mặt sao? Không có. Nếu như điều không phải vừa lúc bị Diệp Thần Phong gặp được những... Này người xấu xa hoạt động, hắn liền đối những, này rác rưởi lời nói hứng thú cũng không có. Đối với cái này tên nhị lưu công tử ca cầu xin tha thứ. Diệp Thần Phong không nhúc nhích nâng lên chân, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đạp hướng đối phương trong quần, lại là xì. Một tiếng, cái này tên nhị lưu công tử ca cuối cùng cũng phó thượng Tống Bân theo gót. Đứng tại Bạch Tuyết Linh trước người Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ. Hoảng sợ trừng lớn hai con ngươi, hai người trong đầu một mảnh trống không, Bạch Tuyết Linh nhìn đến Diệp Thần Phong một lần lại một lần, liên tục ba lần đá bể ba nam nhân trứng chim, làm một từ nhỏ tại che chở trung lớn lên thiên kim tiểu thư,
nàng không có cảm thấy sợ, trong lòng trái lại nhiều hơn vẻ hưng phấn, có lẽ là nàng cảm thấy Tống Bân bọn họ trừng phạt đúng tội, ai bọn họ mới vừa rồi còn muốn đối với nàng. Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ đều là năng lực chiến đấu tiếp cận Linh Cha, bọn họ hai cái cũng không nhận ra liên hợp lại là có thể đánh thắng Diệp Thần Phong, vội vàng nói, Diệp Thần Phong, hai chúng ta là Bạch Tuyết Linh đệ đệ, nể mặt Bạch Tuyết Linh, cầu ngươi tha chúng ta. Tỷ, chúng ta biết sai, cầu ngài hãy bỏ qua chúng ta một lần đi. Chúng ta sau đó tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Tỷ, chúng ta từ nhỏ thế nhưng cùng nhau lớn lên, lẽ nào ngươi tự quyết nhượng chúng ta biến thành không âm không dương người sao? Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ biết phỏng chừng cầu Diệp Thần Phong vô dụng, lại vội vàng hướng Bạch Tuyết Linh quỳ xuống. Bạch Tuyết Linh nhìn quỳ ở trước mặt mình gõ đầu hai cái đệ đệ, tâm trong lúc nhất thời tự mềm nhũn ra, nàng hình như quên mất mới vừa rồi là ai muốn xé nát vụn y phục của nàng. Mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, bọn họ hai cái là đệ đệ của ta, nếu không. Diệp Thần Phong nhíu mày một cái, trực tiếp cắt đứt Bạch Tuyết Linh lời nói rằng, yên tâm, nếu là đệ đệ của ngươi, như vậy ta chắc chắn sẽ không dùng vừa rồi thủ đoạn đối phó bọn họ. Nghe vậy, Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ quả nhiên là thở dài một hơi, đang muốn từ mặt đất đứng lên thời gian, Diệp Thần Phong đã là đi tới bọn họ trước mặt, không chút do dự hướng hai người trong quần đá ra hai chân, xì, xì, hai tiếng. Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ tức khắc đổi sắc mặt, trên trán nổi gân xanh, ngẩng đầu trừng mắt Diệp Thần Phong, hình như đang nói ngươi gạt người. Diệp Thần Phong đọc đã hiểu hai người bọn họ trong ánh mắt ý tứ, nhún vai nói rằng, xem ra các ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta chỉ nói qua không cần vừa rồi thủ đoạn đối phó các ngươi, ý của ta là tại vừa rồi thủ đoạn thượng cho các ngươi thêm giờ món ăn. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Diệp Thần Phong lại đem Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Hương Vĩ hai cánh tay cấp xoay đoạn, đau hai người cổ họng trong kêu rên không dứt, trước mắt một hắc, dường như hai đầu lợn chết thông thường nằm tại trên mặt đất. Bạch Tuyết Linh là một cái rất dễ mềm lòng nữ nhân, tận mắt đến nàng hai cái đệ đệ, bị vô tình đá bể trứng chim cùng xoay đứt tay cánh tay, hai con ngươi tức khắc nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng, Diệp Thần Phong, bọn họ hai cái là đệ đệ của ta đều không phải nhượng ngươi. Bạch Tuyết Linh lời nói lại còn chưa nói hết, đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt, Bạch Tuyết Linh, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ. Cũng là bởi vì bọn họ hai cái là đệ đệ của ngươi, ta tài cho bọn hắn thêm món ăn, ngươi nói làm đệ đệ ngươi bọn họ, có thể đối với ngươi người tỷ tỷ này làm ra cái này trùng xúc sinh không bằng sự tình, coi như là trực tiếp sát bọn họ cũng không quá đáng. Xem ra ta là xen vào việc của người khác, nên những đệ đệ của ngươi cùng Tống Bân bọn họ đem ngươi cấp thượng. Thật là một bị coi thường nữ nhân. Bạch Tuyết Linh viền mắt trong lúc bất chợt hồng, từ gia gia của nàng hôn mê bất tỉnh, từ ba ba của nàng bị hoài nghi tham ô nhận hối lộ, nàng cái này bình thời tiểu thư tức khắc biến thành gặp rủi do công chúa, toàn bộ Bạch gia bị nàng hai cái vô tình thúc thúc cấp trưởng khống lên. Đừng tưởng rằng khóc tự hữu dụng, có khóc lúc này, còn không bằng tốt tốt bản thân tự kiểm điểm. Diệp Thần Phong chuẩn bị xoay người đi, từ vừa rồi cái này kiện sự tình thượng. Hắn đại khái suy đoán ra Bạch gia nhất định là phát sinh đại sự, nhưng hắn Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh không quen không biết, ngày hôm nay vừa vặn cứu Bạch Tuyết Linh cũng là đúng dịp sự tình, hiện nay còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm, hắn cũng không muốn xen vào người khác nhàn sự. Mắt đỏ vành mắt, nhìn Diệp Thần Phong muốn ly khai hình bóng, Bạch Tuyết Linh đột nhiên nghĩ đến lần trước ra ra nàng mắc bệnh nan y cũng đều không phải Diệp Thần Phong trị liệu tốt sao. Nàng tin tưởng chỉ cần Diệp Thần Phong chịu ra tay, tự nhất định có thể cứu tỉnh gia gia của nàng, huống hồ Diệp Thần Phong là người Diệp gia, dùng Diệp gia năng lực hay là vẫn có thể bang phụ thân của nàng tẩy thoát oan khuất ni. Bạch Tuyết Linh cũng nhìn ra được Diệp Thần Phong tuyệt đối không hội sảng khoái đáp ứng yêu cầu của nàng, vì vậy linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái vu hồi chiến lược, mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, hiện tại ta không có chỗ ở. Ngày hôm nay có thể không thể đủ nhượng ta đi nhà ngươi ở một đêm. Chỉ cần tiến vào Diệp gia, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong, lẽ nào nàng còn có thể không ngờ làm cho đối phương đáp ứng biện pháp sao? Diệp Thần Phong quay đầu, nhìn điềm đạm đáng yêu Bạch Tuyết Linh, bĩu môi mong chờ, trực tiếp nói, không thể. Bạch Tuyết Linh trong nháy mắt hóa đá, có loại muốn bùng nổ xung động, nghĩ nàng Bạch Tuyết Linh lúc nào mặt dày mày dạn. Chủ động đưa ra qua phải tới ở một người nam nhân trong nhà đi. Đệ nhất thứ đưa ra,
lại còn bị vô tình cự tuyệt. Chương 529, sự tình muốn náo đại. Diệp Thần Phong, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi có còn hay không một điểm đồng tình tâm? Lẽ nào ngươi tự nhẫn tâm nhìn ta một nữ nhân lưu lạc đầu đường sao? Ngươi nghĩ rằng ta yêu thích ở đến nhà ngươi đi không? Bạch Tuyết Linh đuổi kịp Diệp Thần Phong nhịp bước, khí phải là ngực kịch liệt phập phồng. Nếu như điều không phải bởi vì Bạch gia sự tình còn cần Diệp Thần Phong giúp đỡ, dùng tính tình của nàng đã sớm xoay người đi. Không lạ gì hay nhất, Diệp Thần Phong nhún vai, từ trong túi lấy ra 2.000 đồng tiền, tiếp tục nói ta không biết các ngươi Bạch gia xảy ra chuyện gì. Ngươi đường đường Bạch gia tiểu thư luân lạc tới như vậy kết cục, nếu như trên người ngươi không có tiền, ngày hôm nay thật không có chỗ ở, cái này 2.000 đồng tiền đủ ngươi đang bình thường trong tân quán ở mấy ngày. Bạch Tuyết Linh nhìn Diệp Thần Phong nhét trong tay nàng 2.000 đồng tiền, nước mắt cuối cùng nhìn không được từ trong hốc mắt chảy ra, nàng thật cảm giác rất ủy khuất, rất bất lực, nước mắt theo gò má trượt vào trong miệng của nàng, mặn mặn, khổ khổ, bây giờ nàng thật không ngờ có thể tìm ai hỗ trợ. Tại kinh thành duy nhất có thể đến giúp nàng cũng chỉ có Diệp Thần Phong, cho nên vì gia gia của nàng, vì phụ thân của nàng, vì toàn bộ Bạch gia không hủy ở nàng hai cái thúc thúc tay trong. Nàng tuyệt đối không thể đủ phóng qua cơ hội này. Bạch Tuyết Linh thu hồi nước mắt, nhìn đến chính đang tiếp tục đi về phía trước Diệp Thần Phong, lần thứ hai vội vàng chạy chậm đến Diệp Thần Phong bên cạnh, nói rằng, ngày hôm nay ngươi đừng muốn bỏ rơi ta nhất định phải tới ở nhà ngươi đi. Ta nói Bạch Tuyết Linh, ngươi thật chẳng lẽ đầu xảy ra vấn đề sao? Ngươi tin hay không ngươi đem ta bức bách cấp, ta đem Tống Bân bọn họ không có làm hoàn sự tình kế tục làm xong. Diệp Thần Phong đối với không nghe theo không buông tha Bạch Tuyết Linh không nói gì đến cực điểm, cũng không biết trong lòng đối phương có tâm tư gì. Bạch Tuyết Linh hàm răng cắn môi một cái, nói rằng, Diệp Thần Phong, nếu như ngươi đồng ý đáp ứng giúp ta hai chuyện. Ngày hôm nay ta không đi ở nhà ngươi đi cũng có thể, ngươi thấy thế nào? Bạch Tuyết Linh, ngươi thật đúng là đã cho ta Diệp Thần Phong là đại người rảnh rỗi a. Ta cũng có rất nhiều chuyện tình phải làm. Ngươi đều không phải tới ở nhà ta đi không? Ngươi có bản lĩnh liền theo ta đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi có không có mặt theo ta cùng đi tiến Diệp gia. Chớ quên, chúng ta đã từng có hôn ước, bây giờ đã sớm giải trừ. Kinh thành người biết ngươi Bạch Tuyết Linh theo ta trở về Diệp gia, bọn họ có thể hay không có chút gì suy đoán đi. Sợ rằng đến lúc đó ngươi Bạch Tuyết Linh muốn gả cũng không ai thèm lấy. Người khác đều sẽ cho rằng ngươi là ta Diệp Thần Phong đi qua người đàn bà dâm đãng. Diệp Thần Phong kế tục đi về phía trước, hiện nay mà nói thời gian đối với cho hắn mà nói rất chặt chẽ, đảng hắn tiểu thúc Diệp Đông Kiện hôn lễ kết thúc sau đó, hắn sẽ phải tay huấn luyện Vương Lực đám người, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất huấn luyện được một nhóm siêu cấp cao thủ tới, cho nên Diệp Thần Phong không muốn sẽ đem tinh lực lãng phí ở những chuyện khác thượng. Bạch Tuyết Linh đứng tại chỗ, nhìn Diệp Thần Phong càng chạy càng xa hình bóng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trong ngõ hẻm ngất Tống Bân. Bạch Thiếu Hoa chúng nhân, Mân Mân hơi lộ ra đôi môi tái nhợt, trong lòng quyết định, lần thứ hai bước nhanh đi theo Diệp Thần Phong nhịp bước. Diệp Thần Phong đều đem nói được phân thượng này, theo lý mà nói dùng Bạch Tuyết Linh kiêu ngạo. Nàng là tuyệt đối không sẽ chọn theo hắn, hiện tại Diệp Thần Phong trong lòng có chút ngạc nhiên, đến cùng Bạch gia xảy ra chuyện gì. Tài thúc đẩy thời gian qua kiêu ngạo Bạch Tuyết Linh cải biến tính tình. Hắn đảo muốn nhìn Bạch Tuyết Linh đến cùng có thể ra mặt dày theo đến hắn lúc nào. Đương Diệp Thần Phong trở lại ra cảng thức điểm tâm điếm thời gian, Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt đang ăn cái gì, cũng bang Diệp Thần Phong điểm tốt một chén trà sữa. Võ Khôn Minh nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào điếm trong, đang muốn hướng Diệp Thần Phong chào hỏi. Đột nhiên thấy được kinh thành đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết Linh theo sau tại Diệp Thần Phong bên cạnh, hai mắt không nén nổi trừng dường như đèn lồng. Diệp Thần Phong hồn nhiên chưa phát giác ra tại Võ Khôn Minh bên cạnh ngồi xuống, mà Bạch Tuyết Linh chỉ là đứng cách Diệp Thần Phong có một thước địa phương xa, hai mắt từ đầu đến cuối không ly khai Diệp Thần Phong trên người. Võ Kiệt tiểu tử này cũng phát hiện Bạch Tuyết Linh tồn tại, nói rằng, tỷ phu, ngươi có thể thật là ngưu bài, thế nào tài ly khai một chuyến liền đem kinh thành đệ nhất mỹ nữ cấp lừa gạt tới. Bất quá, tỷ phu ngươi hãy yên tâm, ta Võ Kiệt vĩnh viễn là đứng tại ngươi bên này. Cái này kiện sự tình ta không hội nói cho chị ta biết. Diệp Thần Phong uống một ngụm Võ Kiệt trước đó bang hắn điểm tốt trà sữa, do dự một chút, hay là hỏi, Võ Thúc Thúc, trong khoảng thời gian này Bạch gia có không có xảy ra chuyện gì?
Võ Khôn Minh nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, một năm một mười tướng Bạch gia tao ngộ nói ra, Thần Phong, ngươi có chỗ không biết, ngươi không ở kinh thành mấy ngày nay, Bạch gia là hoàn toàn thời tiết thay đổi, Bạch lão gia tử đột nhiên đã bất tỉnh, có người nói đến bây giờ còn chưa có thức tỉnh, mà phụ thân của Bạch Tuyết Linh bị hoài nghi tham ô nhận hối lộ, hiện nay đã bị có quan hệ bộ môn cấp khống chế lại, bây giờ Bạch gia là Bạch Tuyết Linh hai cái thân thúc thúc tại trưởng khống. Bạch gia quyết định muốn lui ra kinh thành đại gia tộc trong hàng ngũ. Bạch Tuyết Linh hai cái thúc thúc cam tâm tình nguyện làm Tống gia chính là tay sai, Bạch gia thế lực sớm muộn gì hội bị Tống gia cấp chiếm đoạt. Nghe xong Võ Khôn Minh lời nói sau, Diệp Thần Phong là bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Bạch Tuyết Linh muốn theo hắn, nguyên lai hiện tại Bạch gia gặp xưa nay chưa từng có kiếp nạn, đoán chừng là Bạch Tuyết Linh muốn hắn Diệp Thần Phong, muốn Diệp gia giúp Bạch gia một tay. Thần Phong, thế nào người tài ly khai một hồi tự cùng Bạch Tuyết Linh cùng nơi trở về? Võ Khôn Minh tò mò hỏi. Vì vậy Diệp Thần Phong gặp đến Bạch Tuyết Linh toàn bộ quá trình một năm một mười nói một lần, đang nghe hoàn Diệp Thần Phong tự thuật sau, Võ Khôn Minh không thể đủ bình tĩnh, chợt từ trên ghế đứng lên, nhìn Diệp Thần Phong hỏi, Thần Phong, ngươi nói ngươi đem Tống Bân, Bạch ra hai cái hỗn tiểu tử cùng hai cái kinh thành nhị lưu gia tộc hỗn tiểu tử trứng chim cấp đạp bảo. Ngươi vừa mới vừa ở binh vương bên trong trụ sở đem Tống Phong đánh thành đầu heo ba, hiện tại càng làm Tống Bân biến thành thái giám, bây giờ xem ra cái này kiện sự tình không muốn náo đại cũng không thể được rồi a. Ta nghĩ Tống gia rất nhanh sẽ tới các ngươi Diệp gia đi, ta phải vội vàng liên hệ Đông Kiện. Tại Võ Khôn Minh vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Đông Kiện thời gian, Võ Kiệt tiểu tử này vẻ mặt hưng phấn tấu gần Diệp Thần Phong, hỏi tỷ phu. Đạp nổ người khác trứng chim tư vị là điều không phải rất thoải mái. Lần sau lại có chuyện như vậy nhất định có thể coi là thượng ta một cái, ta thế nhưng tỷ phu ngươi vĩnh viễn người ủng hộ. Võ Khôn Minh cấp Diệp Đông Kiện gọi điện thoại thời gian, Diệp Đông Kiện vừa vặn cùng Ninh Mân Hiến thử xong áo cưới, Ninh Mân Hiến bởi đúng Diệp Đông Kiện bị trễ khó chịu, đang thử xong áo cưới sau, liền không để ý đến Diệp Đông Kiện, nói là ngày hôm nay nói xong rồi muốn cùng tỷ tỷ nàng Ninh Vũ Đình ăn cơm chung. Diệp Đông Kiện lấy điện thoại di động ra thấy là Võ Khôn Minh gọi điện thoại tới, vì vậy liền nhấn chuyển được kiện, nói rằng, ta nói các ngươi cũng quá không phúc hậu đi. Các ngươi chẳng lẽ không biết Mẫn Hiến đang nổi nóng sao? Nếu như các ngươi lưu lai, Mẫn Hiến cũng sẽ không đem khí phát tiết tại ta trên người một người, các ngươi. Võ Khôn Minh trực tiếp cắt đứt Diệp Đông Kiện nói liên miên cằn nhằn, nói rằng, Đông Kiện, bây giờ không phải là nghe ngươi nói nhảm lúc. Vừa rồi Thần Phong đem Tống Bân trứng chim đá bạo, đem Tống Bân triệt để biến thành một tên thái giám. Không chỉ như vậy, Bạch gia hai cái tiểu hỗn đản, cùng với kinh thành hai cái nhị lưu trong gia tộc tiểu hỗn đản, cũng toàn bộ bị Thần Phong cấp biến thành thái giám. Phỏng chừng Tống gia lập tức sẽ đến các ngươi Diệp gia đi, chúng ta phải lập tức hồi Diệp gia nói cho Diệp lão gia tử một tiếng. Nghe Võ Khôn Minh tại trong điện thoại nói một đại liên chuỗi lời nói, Diệp Đông Kiện thật là có một ít sững sờ. Thế nào tài một hồi thời gian, Diệp Thần Phong tự đá bể nhiều như vậy cá nhân trứng chim. Cái này đều không phải chỉ do vô nghĩa mà. Thuận miệng nói rằng, Võ Khôn Minh, người đây là đang hù dọa ai đó. Mau nói các ngươi ở nơi nào. Mẫn Hiến một người ly khai, ta phải thật tốt tìm các ngươi ngay mặt nói một chút. Diệp Đông Kiện, ta có cần thiết hù dọa ngươi sao? Cả kiện chuyện là như vậy. Võ Khôn Minh tướng Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh gặp phải trải qua, đầu đuôi đúng bên đầu điện thoại kia Diệp Đông Kiện nói một lần. Sau khi nghe xong, bên đầu điện thoại kia Diệp Đông Kiện trầm mặc khoảng chừng có 30 giây, sau đó lập tức tuôn ra thô tục thảo, Võ Khôn Minh, người thật không là đang lừa dối ta. Thần Phong tiểu tử này cũng quá hội gây sự đi, xem ra hôm nay sự tình thật muốn náo đại, chúng ta muốn lập tức chạy về Diệp gia. Thật là một sóng chưa bình. Một sóng lại khởi. Nhưng mà, Diệp Thần Phong căn bản cũng không có đem Tống gia để vào mắt, thế nhưng nếu như khi hắn biết cha mẹ hắn tai nạn xe cộ, chính là Tống gia cấu kết cổ võ giới môn phái chế tạo mà thành, chỉ sợ hắn thế tất hội tướng Tống gia trên dưới toàn bộ tàn sát hoàn tất. Tống gia liên hợp cổ võ giới môn phái âm mưu đã tại kinh thành âm thầm lan tràn ra. Chương 530, trời sập không dưới tới. Ánh mặt trời sáng rỡ bắn phá tầng mây sái hướng đại địa, kinh thành cuối tháng 9 nhiệt độ không khí đã không lại như vậy rất nóng, cấp người một loại ấm áp cảm giác. Kinh thành Tống gia biệt thự Tống lão gia tử Tống Nghị Cương trong thư phòng, rèm cửa sổ bố bị hoàn toàn tạo nên,
Bên ngoài dương quang không có cách gì bắn tiến trong phòng, cấp người một loại đặc biệt âm u cảm giác, rất khó chịu. Tống Nghị Cương ngồi ở trên ghế của thư phòng, trên mặt mang một vòng âm trầm dáng tươi cười. Ngày hôm nay hắn nhị nhi tử thuận lợi ngồi trên Minh Vương tổ thống soái vị trí, bọn họ Tống gia tại Hoa Hạ quốc địa vị coi như là lại đi về phía trước một bước. Tại Tống Nghị Cương đứng trước mặt một gã ăn mặc trường bào màu đen, cả khuôn mặt đều che giấu tại túi mạo trong nam nhân, thanh âm có chút trầm thấp mở miệng nói, Tống Nghị Cương, người nhị nhi tử ngồi trên Minh Vương tổ thống soái vị trí, ngươi là có thể cao hứng đến cái dạng này. Minh Vương tổ thành viên hay là tại các ngươi trong thế tục có thể xưng chi vị cao thủ, nhưng nếu như phóng đến chúng ta cổ võ giới chung đi, nhiều nhất chính là một ít A Miêu A Cẩu. Không nên quên kế hoạch của chúng ta, hiện tại Tống gia các ngươi đã sơ bộ nắm giữ Bạch gia thế lực, mục tiêu của chúng ta là tướng kinh thành vài cái đại gia tộc thế lực đều nắm trong tay, như vậy toàn bộ Hoa Hạ quốc không phải chúng ta nói toán sao? Đến lúc đó Tống gia các ngươi chính là Hoa Hạ quốc trên mặt nổi người thống trị. Mà chúng ta môn phái chỉ biết giấu ở phía sau màn, Tống gia các ngươi nên may mắn, chúng ta lựa chọn các ngươi làm một con chó, phải biết rằng chúng ta môn phái tại toàn bộ cổ võ giới chung nội tình đều rất thâm hậu, muốn làm chúng ta cẩu đại gia tộc là nhiều không kể xiết. Đối mặt Hắc Y Nhân không chút nào che giấu ngạo mạn tư thái, Tống Nghị Cương khó chịu cùng biệt khuất chỉ có thể áp chế tại trong lòng. Hắn biết Hắc Y Nhân nói đều là sự thực, nếu như hắn lựa chọn cùng trước mặt Hắc Y Nhân dở mặt. Không riêng gì hắn sẽ chết rất thê thảm, phỏng chừng ngay cả toàn bộ Tống gia cũng sẽ xong đời. Đinh linh linh, đinh linh linh, thư điện thoại trên bàn tiếng chuông đột nhiên vang lên, Tống Nghị Cương nhận nghe điện thoại, bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm dồn dập, Tống gia chủ, không xong, Tống Nhị thiếu gia Tống Phong tại Binh Vương căn cứ bị Diệp Thần Phong bị đả thương, với lại thương thế đặc biệt nghiêm trọng, ngài có muốn tới hay không y viện xem hắn? Nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm. Tống Nghị Cương sắc mặt biến, bá, một tiếng, từ trên ghế đứng lên, hướng trong điện thoại quát, ngươi nói cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống gia chủ, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, ta chỉ biết là Tống Nhị Thiếu gia cùng Diệp Thần Phong tại Binh Vương bên trong trụ sở phát sinh xung đột, sau đó Tống Nhị Thiếu gia đã bị Diệp Thần Phong bị đả thương. Nghe nói Binh Vương tổ trong hơn phân nửa thành viên thối lui ra khỏi Binh Vương tổ. Theo Diệp Thần Phong cùng nơi ly khai. Bên đầu điện thoại kia người rất cung kính hồi đáp. Tống Nghị Cương khóe miệng tát hai cái, cực lực áp chế trong lòng thịnh nộ, nói rằng, cái này kiện sự tình ta sẽ xử lý, không có chuyện gì trước hết như vậy đi. Đinh linh linh, đinh linh linh. Tống Nghị Cương hít sâu 3-4 khẩu khí, vừa cúp điện thoại. Chuông điện thoại lần thứ 2 vang lên. Tống Nghị Cương tâm tình cực độ kém lần thứ 2 nhận khởi điện thoại. Vẫn như cũ là vừa rồi người kia đánh tới, Tống gia chủ, ta vừa lại bỏ vào một cái tin xấu, ngươi có thể nhất định muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có chuyện gì tự nhanh cấp ta nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta không thích nhất lề mề sao? Tống Nghị Cương thanh âm âm trầm lợi hại. Tống gia chủ, vừa nhận được tin tức cháu trai của ngài Tống Bân bị Diệp Thần Phong đá bể trứng chim. Sợ rằng sau đó không bao giờ, nữa có thể làm chuyện nam nữ. Bên đầu điện thoại kia người nơm nớp lo sợ nói rằng. Cái gì, lúc này Tống Nghị Cương lại cũng vô pháp áp chế ở phẫn nộ rồi, phanh. Một tiếng, trực tiếp tướng điện thoại cho xuất tại trên mặt đất, mắng, Diệp Thần Phong, ta nhất định muốn tướng ngươi bầm thây vạn đoạn. Tống Nghị Cương, khống chế tốt tâm tình của ngươi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cả khuôn mặt che giấu tại túi mạo trong Hắc Y Nhân hỏi. Tống Nghị Cương tướng cả kiện sự tình nói một lần, Hắc Y Nhân lắc đầu nói rằng, Tống Nghị Cương, Tống gia các ngươi người toàn bộ là phế vật sao? Bất quá, Diệp Thần Phong người thanh niên này đảo cũng có chút ý tứ, trước đây phái đi sát hắn sát thủ không có sát hắn, trái lại vô duyên vô cớ mất tích, ta đảo thật muốn nhìn một chút thực lực của hắn có không có mạnh mẽ như vậy. Tống Nghị Cương, Diệp gia sớm muộn là muốn xong đời, chỉ phải chờ ta môn trưởng khống kinh thành vài cái chủ yếu gia tộc. Đến lúc đó nhượng Diệp Thần Phong vạn kiếp bất phục còn điều không phải chuyện dễ dàng sao? Hiện tại chuyện chúng ta muốn làm chính là chọn nhanh tướng kinh thành cái khác đại gia tộc thế lực nắm trong tay. Hắc Y Nhân tiếp tục nói. Tống Nghị Cương dần dần bình tĩnh lại, nói rằng, ta nuốt không trôi khẩu khí này, cho dù hiện tại giết không được Diệp Thần Phong, ta cũng muốn nhượng Diệp Thần Phong trả giá phải có đại giới. Tống Nghị Cương, chỉ cần ngươi không phá xấu chúng ta trước đó định tốt kế hoạch.
cái khác tùy ngươi đi lăn qua lăn lại. Hắc y nhân nhắc nhở. Tống Nghị Cương điểm gật đầu, nhặt lên bị hắn ngã trên mặt đất điện thoại, gọi thông vừa rồi cái kia báo tin người dãy số, điện thoại rất nhanh tựu đường dây được nối. Tống Nghị Cương nói rằng, tướng cả kiện sự tình cấp ta tỉ mỉ nói một lần. Vì vậy bên đầu điện thoại kia người đưa hắn hiểu biết sự tình cặn kẽ nói một lần, đương Tống Nghị Cương nghe nói không dứt Tống Bân một người bị Diệp Thần Phong đá bạo trứng chim, một vòng âm ngoan dáng tươi cười tại Tống Nghị Cương khóe miệng lóe lên tức thệ. Đương Tống Nghị Cương cúp điện thoại đi ra thư phòng sau, hắn quyết định muốn tự mình đi lội Diệp ra, hỏi Diệp ra thảo muốn một câu trả lời hợp lý. 3. Ngài có thể nhất định nên vì Tiểu Bân báo thù a. Tiểu Bân bị Diệp gia xúc sinh kia cấp hoàn toàn phế đi, tiểu xúc sinh kia đều không phải muốn nhượng chúng ta Tống gia đoạn tử tuyệt tôn mà. Mẫu thân của Tống Bân Hồ Lộ Nguyên bản vội vàng hướng tới Tống Nghị Cương thư phòng đi đến, khi thấy Tống Nghị Cương đang từ trong thư phòng đi tới sau, nàng là một bả nước mũi một bả nước mắt khóc kể lể. Phụ thân của Tống Bân Tống Quy theo Hồ Lộ đi tới Tống Nghị Cương trước mặt, nói rằng, ba, không chỉ Tiểu Bân bị Diệp Thần Phong xúc sinh kia cấp triệt để phế đi, nhị đệ cũng bị tiểu xúc sinh kia đánh thành trọng thương, nhị đệ là cấp trên nhâm mệnh binh vương tổ thống soái, Diệp Thần Phong toán cái thứ gì? Lúc này chúng ta nhất định phải đi Diệp gia thảo cái thuyết pháp. Ta tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Thần Phong xúc sinh kia sống khá giả, chúng ta bây giờ tự đi một chuyến Diệp gia, ta thuận tiện liên hệ số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng, ta muốn để cho bọn họ bình phân xử. Diệp gia Diệp Thần Phong là điều không phải làm thật quá mức. Tống Nghị Cương thân thể trong thịnh nộ hừng hực bùng cháy lên. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong, Diệp Đông Kiện chúng nhân cũng về tới Diệp gia. Bạch Tuyết Linh nữ nhân này quả nhiên là bất cứ giá nào, lại có thể thật theo Diệp Thần Phong đi vào Diệp gia. Điều này làm cho ở trong đại sảnh Diệp Lão Gia Tử, Võ Lão Gia Tử cùng Võ Hiểu Phỉ đều có chút ngạc nhiên. Bất quá, không đợi Diệp Lão Gia Tử chúng nhân đặt câu hỏi, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh liền đem Diệp Thần Phong chuyện làm, đúng hai vị lão gia tử đầu đuôi nói một lần. Diệp Lão Gia Tử cùng Võ Lão Gia Tử chính là bởi vì Diệp Thần Phong không có lên làm binh vương tổ thống soái sự tình biệt khuất nhi. Lúc này nghe được Diệp Thần Phong sở tác sở vi sau, hai vị lão gia tử khuôn mặt không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Diệp Lão Gia Tử trung khí 10 phần nói rằng, Đông Kiện, nhìn ngươi cái này sợ phiền phức dáng dấp. Ngươi còn là điều không phải Thần Phong tiểu thúc, chỉ cần ta lão nhân còn sống, cái này thiên tựu tháp không dưới tới, cho dù tháp xuống, lão nhân ta liều mạng cũng giúp các ngươi đỉnh, Tống gia thật có dũng khí động Thần Phong lời nói, ta không để ý cùng bọn họ tới một cái cá chết lưới rách. Khôn Minh, nghe Trấn Hồng nói sao, ta cũng không muốn nhiều lời ngươi cái gì, ngươi và Đông Kiện phải muốn cùng Thần Phong học tập cho giỏi mới là, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không muốn nhất kinh nhất xạ. Lẽ nào các ngươi đã cho ta cùng Trấn Hồng là phóng nhìn sao? Chính như Trấn Hồng theo như lời cái này trời sập không dưới tới, Tống gia lão đầu tử kia ta vừa nhìn tự biết không phải là cái gì hảo điều, huống chi cháu của hắn cùng nhi tử. Võ Lão Gia Tử cũng lập tức nói rằng, Thần Phong a, trước đây ngươi bị kinh thành đám kia tiểu thằng nhóc xung quanh đánh, cuối cùng mắc phải kinh hoàng chứng, ta vì Hoa Hạ quốc an bình nén giận một lần, nhưng này thứ nếu như Tống gia thật có mặt tìm tới cửa, không để ý bồi bọn họ vui đùa một chút, cho dù dùng hy sinh Diệp gia đại giới. Diệp Lão Gia Tử rất kiên định nói rằng, Thần Phong, người Võ gia gia ta cũng vẫn hội đứng tại ngươi bên này, nhớ năm đó ta và ngươi gia gia đều là trên chiến trường đi tới, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Ngươi không phải là đả thương Tống Phong, đá bể vài cái kinh thành công tử ca trứng chim mà. Cái này coi như là vì kinh thành nhân dân làm cống hiến, những... Này tiểu hỗn đản đã từng không biết làm bẩn qua bao nhiêu thiếu nữ. Võ Lão Gia Tử không thèm để ý chút nào vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai nói rằng. Chương 531, hết sức căng thẳng. Tại Diệp Lão Gia Tử cùng Võ Lão Gia Tử cố định cho thấy thái độ của bọn họ thời gian, một gã tại Diệp gia cổng phụ trách thủ vệ binh sĩ, đạp vững vàng nhịp bước đi vào Diệp gia phòng khách, đúng Diệp Lão Gia Tử nói rằng, báo cáo thủ trưởng. Dư thủ trưởng, Dương thủ trưởng cùng Tống thủ trưởng đám người ở bên ngoài cầu kiến. Xem ra hôm nay Tống lão đầu thực sự là muốn truy cứu tới cùng. Lại còn gọi tới Dư Phong Niên cùng Dương Viễn. Thật đúng là đã cho ta Diệp Trấn Hồng, ta Diệp ra là như thế dễ khi dễ sao. Diệp Lão Gia Tử khuôn mặt lộ ra một bộ không giận tự uy thần sắc. Trong miệng hắn Dư Phong Niên là Hoa Hạ quốc số 1 thủ trưởng,
Dư gia tại kinh thành đồng dạng là quyền thế ngập trời gia tộc, thậm chí so Diệp gia thế lực cũng cao hơn ra một bậc, mà trong miệng hắn Dương Viễn là Hoa Hạ quốc số 2 thủ trưởng. Dương gia tại kinh thành thế lực tuy rằng không bằng Dư gia, nhưng là cùng Diệp gia tại sàn sàn như nhau trong lúc đó, bởi vậy có thể thấy được, ngày hôm nay Tống Nghị Cương đem hai cái này lão đầu cùng nơi kêu đến tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Thỉnh bọn họ tiến đến, Diệp lão gia tử đúng tên đi vào phòng khách binh sĩ nói rằng. Đợi cho tên lính kia thối lui ra khỏi phòng khách, võ lão gia tử chân mày cau lại, nói rằng, Trấn Hồng, xem ra hôm nay bọn họ thật là lai giả bất thiệt, nếu như quang là một cái Tống gia lời nói, chúng ta căn bản không cần để ở trong lòng, các ngươi Diệp gia hơn nữa chúng ta võ gia thực lực, đầy đủ tướng Tống gia ép tới thở không được đi tới, thế nhưng bây giờ Dư gia cùng Dương gia nhúng tay. Sợ rằng tình huống đúng chúng ta mà nói không cho lạc quan. An quốc, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngày hôm nay nếu ai dám động cháu của ta một sợi tóc, đừng trách lão nhân ta dở mặt vô tình, ta bất kể cá chết lưới rách, ta chỉ sợ lại một lần nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cho nên ngày hôm nay coi như là thiên hoàng lão tử tới, lão nhân ta cũng muốn dùng bộ xương già này bảo hộ cháu của ta an toàn. Diệp lão gia tử nếp uốn bàn tay bỗng nhiên tụ họp. Trong chớp nhoáng này, hắn nhớ lại Diệp Thần Phong chết đi cha mẹ của. Võ An Quốc thở dài một hơi, lập tức ánh mắt cũng biến thành kiên định, nói rằng, Trấn Hồng, nhớ năm đó hai người chúng ta ở trên chiến trường, ta vĩnh viễn có thể đem phía sau yên tâm lưu cho ngươi, mà ngươi cũng vĩnh viễn có thể đem sau lưng của ngươi yên tâm lưu cho ta, Thần Phong là ta Võ An Quốc tôn nữ tế. Ta Võ An Quốc cũng tuyệt đối sẽ không để cho những lão đầu tử kia muốn làm gì thì làm. Trấn Hồng, lại nói chúng ta có cá chết lưới rách dũng khí, bọn họ có thể cùng chúng ta có giống nhau dũng khí sao? Trừ phi bọn họ thật muốn toàn bộ Hoa Hạ quốc đều náo động, nếu không bọn họ tuyệt đối không sẽ chọn cùng chúng ta tử gõ. Nghe hai vị lão gia tử bao che khuyết điểm ngôn ngữ, Diệp Thần Phong trong lòng ấm áp, dùng hắn bây giờ vũ lực chỉ vẫn không thể đủ đứng thượng thế giới đỉnh phong, nếu không hắn không hội chỉ cần là đem Tống Phong đánh thành trọng thương. Đem Tống Bân biến thành thái giám, hắn sẽ trực tiếp tướng cái này hai người đưa đi gặp Diêm Vương gia, sợ rằng này cao tầng lão nhân kia cũng một cái thí cũng không dám thả. Phải biết rằng, hết thảy quyền thế, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, đều muốn bị đánh thành cho tàn. Tại hai vị lão gia tử đối thoại gian, chín cái khuôn mặt thần sắc từng người người bất đồng đi vào Diệp gia phòng khách, bọn họ theo thứ tự là số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên, số 2 thủ trưởng Dương Viễn, Tống gia gia chủ Tống Nghị Cương, Tống Bân cha mẹ của Tống Quy cùng Hồ Lộ, Bạch gia bây giờ trưởng khống giả Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân, cùng với bị Diệp Thần Phong đá bể trứng chim hai cái kinh thành nhị lưu gia tộc công tử Ca gia gia Tào Hoa cùng Ngụy Nhất Bình, cái này đẳng đội hình đặt ở toàn bộ kinh thành coi như là đặc biệt cường đại rồi. Chín người trung ngoại trừ Dư Phong Niên cùng Dương Viễn mang trên mặt lễ phép tính chất mỉm cười bên ngoài, những người còn lại khuôn mặt đều âm trầm lợi hại. Hiện đầy vẻ giận dữ. Lại đi tiến Diệp ra phòng khách trong nháy mắt. Bọn họ con người đều như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, sợ là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí, đã sớm chết rồi có hơn trăm lần, đến nghìn lần. Trấn Hồng, An Quốc, chúng ta đột nhiên đến thăm, hai người các ngươi không hội không chào đón đi. Dư Phong Niên Tịnh không có vừa mở miệng tự đề cập Diệp Thần Phong sự tình, đây là làm quan người giọng quan, thích quanh co lòng vòng từ từ tiến dần. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng cười lạnh một tiếng, nói rằng, Dư Phong Niên, ngươi cũng không cần cùng ta xả giọng quan, có lời gì chúng ta tự mở rộng ra mà nói, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Trấn Hồng nói không sai, ta gặp các ngươi trận thế lớn như vậy, nên là tới hưng sư vấn tội đi. Dư Phong Niên, Dương Viễn, hai người các ngươi lúc nào cũng thích xen vào việc của người khác. Võ An Quốc trực tiếp nói rằng, đối với Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc đi thẳng vào vấn đề, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn trên mặt thần sắc có vài phần xấu hổ, trái lại Tống Nghị Cương đứng dậy, nói rằng, Diệp Trấn Hồng, Võ An Quốc, ngày hôm nay ta đem Lão Dư cùng Lão Dương kêu đến, chính là vì cấp ta Tống gia bình phân xử, Diệp gia tên tiểu hỗn đản này ngày hôm nay làm sự tình thật sự là thật quá mức. Đúng, Tống Lão gia tử nói không sai, Diệp Thần Phong dựa vào cái gì đem con ta Bạch Thiếu Hoa phế đi. Hắn cái này đều không phải muốn nhượng ta Bạch Nham Bình đoạn tử tuyệt tôn sao. Ngày hôm nay Diệp gia phải muốn cho ra một cái công đạo. Bạch Nham Bình nói rằng,
Diệp Thần Phong thật sự là quá lòng dạ độc ác, cho dù con ta phạm vào lớn hơn nữa sai, cũng không tới phiên hắn để giáo huấn đi. Huống chi là trực tiếp tàn nhẫn tướng con ta Bạch Hưng Vĩ chỗ đó cấp đạp bảo. Bạch Nham Quân cũng lập tức phụ họa nói. Diệp gia chủ, chúng ta Tào gia mặc dù đang kinh thành chỉ là một nhị lưu gia tộc, thế nhưng cháu của ta bị tôn tử của ngươi Diệp Thần Phong phế đi. Diệp Thần Phong phải tiếp nhận luật pháp chế tài, nếu không ta Tào gia không hội từ bỏ ý đồ. Tào Hoa thanh âm to quát dẹp đường. Diệp gia chủ, còn có chúng ta Ngụy gia, thật sự là Diệp Thần Phong cách làm quá độc ác. Ta dưới gối chỉ có như thế một cái tôn tử, bây giờ ta dựa vào ai tới kế thừa đèn nhang? Ngụy Nhất Bình tức giận hỏi. Theo Bạch gia, Tào gia cùng Ngụy gia lần lượt mở miệng, làm Tống Bân mẫu thân hồ lộ là cũng không nhịn được nữa. Nàng đã sớm nghĩ hung hăng nhục mạ một phen Diệp Thần Phong, tức khắc dường như người đàn bà tranh chua chửi đồng lên tiếng. Diệp Thần Phong, ngươi cái tiểu xúc sinh, nhà của chúng ta Tiểu Bân đến cùng nơi nào chọc tới ngươi? Lần trước ngươi đem tứ chi của hắn phế đi, chúng ta Tống gia đã là nén giận, ngươi là điều không phải muốn nhượng nhà của chúng ta Tiểu Bân tử mới dám bỏ qua. Ngươi cái quyết tiểu xúc sinh, ta xem cha mẹ ngươi chết sớm là một loại may mắn. Tiết kiệm nhìn đến ngươi cái này phó kẻ khác chán ghét dáng dấp, ngày hôm nay ngươi phải nên vì ngươi chuyện làm trả giá phải có đại giới. Nguyên bản đối với hồ lộ nhục mạ, Diệp Thần Phong có thể làm được tâm bình khí tĩnh, nhưng mà, đương hồ lộ liên lụy đến hắn chết đi cha mẹ của sau, hắn một đôi con ngươi đen nhánh trong nháy mắt híp lại, con ngươi hơi co lại dường như lỗ kim khổ, toàn thân cao thấp tản mát ra một loại đặc biệt khí tức kinh khủng, phụ mẫu hắn chính là của hắn nghịch lân. Mà hồ lộ lại xúc phạm nghịch lân của hắn. Diệp lão gia tử sắc mặt cũng thay đổi, hắn con lớn nhất cùng nhi con dâu, ở trong lòng hắn mặt là một cổ vĩnh viễn không có cách gì bị xóa đi đau nhức, lúc này hồ lộ lại còn nói Diệp Thần Phong cha mẹ của sớm chết là một loại may mắn. Cái này đều không phải cấp Diệp lão gia tử thân thể trong nguyên bản thiêu đốt thịnh nộ thượng rót một bả du mà. Cái này thuần túy là tìm cho mình không thoải mái. Đồng dạng bị triệt để chọc giận còn có Diệp Đông Kiệt. Hắn cùng Diệp Thần Phong phụ thân tình nghĩa huynh đệ là cực kỳ thâm hậu, cái kia tại 5 năm cấp thời gian có can đảm mang theo một bả thái đao, bảo vệ mình đệ đệ ca ca, theo Diệp Đông Kiện cái này trên thế giới không có bất cứ người nào có thể có tư cách vũ nhục ca ca của hắn. Đối mặt triệt để tức giận Diệp lão gia tử, Diệp Đông Kiện cùng Diệp Thần Phong, hồ lộ có loại không hàn mà túc lạnh giá cảm giác, Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, hướng hồ lộ đi tới. Hồ lộ nhìn hướng nàng đi tới Diệp Thần Phong, hít một hơi thật sâu, nghĩ đến số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng đều ở đây, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này lẽ nào dám đối với nàng động thủ sao? Tâm tình tức khắc bình tĩnh lại, dáng vẻ bệ vệ lại thịnh vượng vài phần, nói rằng, Diệp Thần Phong, người cái tiểu xúc sinh, lẽ nào ta lời nói có nói sai sao? Hồ lộ lời nói không có được Diệp Thần Phong trả lời, chỉ là Diệp Thần Phong sắc mặt càng lạnh vài phần. Thêm hạ nhịp bước không có dừng lại. Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Dư Phong Niên mở miệng quát dẹp đường. Diệp Thần Phong, ngươi cũng không nên tại trước mặt chúng ta cản rỡ. Dương Viễn cũng lập tức quát dẹp đường. Diệp Thần Phong vẫn như cũ là không trả lời. Một bước, hai bước, ba bước. Đặc biệt vững vàng hướng hồ lộ đi tới, ba. Nhất thanh thúy hưởng, tại hồ lộ trên gương mặt vang lên. Hồ lộ cả người bị một tát này cấp phiến bay, giữa không trung trong miệng hộc ra mấy viên toái răng. Hồ lộ trong đầu còn nhớ rõ vừa rồi bản thân ngu muội vô tri nghĩ cách, số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng đều ở đây, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này lẽ nào dám đối với nàng động thủ sao? Mà kết quả, Diệp Thần Phong thật dám. Một cái tát, phiến là không gì sánh được quả đoán. Tình thế hết sức căng thẳng. Chương 532, quyết liệt. Diệp gia phòng khách bầu không khí tại trong nháy mắt hạ xuống băng điểm, vô luận ai cũng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại dám không nhìn Dư Phong Niên cùng Dương Viễn. Trực tiếp một cái tát tướng hồ lộ cấp phiến bay, sợ rằng tại Hoa Hạ Quốc dám làm như vậy cũng chỉ có Diệp Thần Phong. Tống Quy nhìn đến thê tử của hắn hồ lộ té trên mặt đất, một mặt đôi má cao cao sưng lên, khóe miệng lưu ra nhẹ nhẹ máu tươi dáng dấp, hôm nay là bọn họ tìm đến Diệp Thần Phong tính sổ. Thế nào kết quả lão bà của hắn bị Diệp Thần Phong cấp một cái tát phiến bay, trong lòng cơn giận dữ không dừng tận bay lên, trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát dẹp đường, Diệp gia tiểu xúc sinh, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng quyền đầu cứng tựu có bản lãnh sao?
Ngày hôm nay có số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng tại ở đây, ngươi sẽ chờ tiếp thu luật pháp chế tài đi. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, nói rằng, phàm là có dũng khí nhục mạ phụ mẫu ta giả, ta tất nhượng hắn tự rước lấy nhục, thế nào? Ngươi cũng muốn nếm thử bị phiến bạt tai tư vị. Đối mặt Diệp Thần Phong ánh mắt bén nhọn, Tống Quy thân thể nhìn không được một cái run, Tống Nghị Cương tắc quát dẹp đường, Diệp gia tiểu tử, ngươi quả thực là mắt không vương pháp, lão Dư, lão Dương, hai người các ngươi cũng nhìn đến tiểu tử này lớn lối đi. Diệp lão gia tử hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Tống Nghị Cương, ngươi không nên đem lời nói như thế đường hoàng, vừa rồi ngươi người này con dâu xuất khẩu đả thương người, còn tướng đầu mâu chỉ hướng ta chết đi con lớn nhất cùng nhi con dâu, lẽ nào đây là nàng giáo dưỡng sao? Mới vừa rồi là Thần Phong động thủ trước, nếu không ta sẽ đích thân phiến nàng bạt tai, lẽ nào nàng không biết người chết vì đại sao? Há mồm ngậm miệng mạ cháu của ta là tiểu súc sinh. Lẽ nào cho rằng lão nhân ta không có tức giận, nếu như hắn điều không phải ngươi Tống Nghị Cương nhi con dâu, ta đã sớm một súng sụp đổ nàng. Một cái miệng đầy phun phân người đàn bà chanh chua. Té trên mặt đất Hồ Lộ vừa nghĩ từ dưới đất đứng lên, nghe được Diệp lão gia tử nói muốn một súng sụp đổ nàng. Hai chân mềm nhũn, lần thứ hai té lăn quay trên mặt đất, tuy rằng trong lòng càng căm hận Diệp Thần Phong, thế nhưng hiện tại nàng không dám lại người đàn bà chanh chua chửi đồng. Số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên cùng số 2 thủ trưởng Dương Viễn, vừa rồi bọn họ là xuất khẩu quát bảo ngưng lại, thế nhưng Diệp Thần Phong căn bản không để ý đến, cho nên cái này hai lão đầu đúng Diệp Thần Phong ấn tượng đặc biệt kém, lần này bọn họ hai cái đồng ý giúp đỡ Tống gia tới phân xử. Có 3 điểm nguyên nhân, điểm thứ nhất là Diệp gia gần nhất phát triển càng tới càng mạnh mẽ, bọn họ không hy vọng Diệp gia trở thành hoa hạ quốc đệ nhất đại gia tộc. Điểm thứ hai là Tống Phong đảm nhiệm Minh Vương tổ thống soái là trải qua cao tầng đầu phiếu quyết định, Diệp Thần Phong lại có thể đem Tống Phong trực tiếp đánh thành trọng thương. Bọn họ thế nào có thể nhượng cái này loại hung hăng càn quấy bầu không khí tại Hoa Hạ quốc lan tràn. Điểm thứ ba còn lại là Diệp Thần Phong lại có thể một lần nhượng 5 cái kinh thành công tử ca biến thành thái giám. Đây quả thực là quá mắt không vương pháp. Nếu như lại để cho Diệp gia không ngừng phát triển tiếp, sau đó Diệp Thần Phong đều không phải dám ở trên đường cái giết người sao. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn cho rằng Diệp Thần Phong nguyên do có dũng khí lớn lối như vậy, hoàn toàn là bởi vì Diệp gia thế lực càng tới càng hùng hậu nguyên nhân. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn cũng không muốn tại vừa rồi một cái tát kia thượng làm văn chương, Dư Phong Niên giọng nói nghiêm túc nhìn Diệp Thần Phong. Hỏi, Diệp gia tiểu tử, người có không có ở binh vương trong căn cứ tướng Tống Phong đánh thành trọng thương? Có. Diệp Thần Phong không chút do dự hồi đáp. Dư Phong Niên gặp Diệp Thần Phong không có chống chế, sắc mặt hòa hoãn một ít, điểm gật đầu, kế tục hỏi, Diệp gia tiểu tử, như vậy ta hỏi lại ngươi. Ngươi có không có tướng Tống Bân, Bạch Thiếu Hoa đẳng 5 người nửa người dưới chỗ đó cấp đạp nổ? Có, Diệp Thần Phong vẫn như cũ là không kiêu ngạo không xiểm nịnh hồi đáp. Tốt, rất tốt, ta rất bội phục ngươi có thừa nhận dũng khí. Nếu ngươi tướng tội của ngươi thủ đô lâm thời thừa nhận, như vậy ngươi là chủ động tiếp thu luật pháp chế tài ni? Hay là muốn nhượng chúng ta vận dụng vũ lực thủ đoạn? Dư Phong Niên thanh âm lạnh giá hỏi. Diệp Thần Phong không sợ hãi chút nào nhìn Dư Phong Niên, hỏi, binh vương tổ tồn tại ý nghĩa là không phải là vì bảo hộ Hoa Hạ quốc, bảo hộ người nước Hoa dân an toàn, mà làm binh vương tổ thống soái trên vai là không là có thêm càng trọng yếu hơn trách nhiệm? Ta ở trong mắt các ngươi là điều không phải một cái hoàn khố tử đệ. Cho nên các ngươi cho là ta không thích hợp ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí. Dư Phong Niên nhìn hấp hối không sợ Diệp Thần Phong, khuôn mặt vẫn như cũ là thượng vị giả khí thế, nói rằng, đúng. Chúng ta cho rằng ngươi là một cái hoàn khố tử đệ, không thích hợp ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí, với lại chính như lời ngươi nói binh vương tổ đúng Hoa Hạ quốc có ý nghĩa trọng yếu. Minh vương tổ thống soái càng là trách nhiệm trọng đại, ngươi nếu trong lòng minh bạch những này, như vậy ngươi tướng minh vương tổ thống soái đả thương, ngươi có biết hay không bản thân phạm vào sai lầm bao lớn? Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử nín một cổ khí, vừa định muốn tức giận mở miệng, bị Diệp Thần Phong trở ngăn cản, nhìn Dư Phong Niên nói rằng, nói tốt, nói phi thường tốt, ta cho rằng ngươi nói đúng vô cùng. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói, người ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn, Diệp Thần Phong cái này không phải là mình thừa nhận tội sao? Rất nhiều người khóe miệng đều hiện lên một tia cười lạnh,
chỉ cần Diệp Thần Phong thừa nhận bản thân hành vi phạm tội thì tốt rồi. Nhưng mà, khi bọn hắn còn không có vui vẻ lâu lắm, Diệp Thần Phong tiếp tục lái miệng, chính như các ngươi theo như lời binh vương tổ thống soái trên vai có trọng yếu trách nhiệm, thế nhưng hắn liền trong mắt các ngươi một cái hoàn khố tử đệ cũng đánh không lại, cái này loại rác rưởi có tư cách ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí sao? Còn là các ngươi cho rằng Tống Phong rất xuất sắc, như vậy ai có thể đủ tới giải thích cho ta thoáng cái, Tống Phong đến cùng xuất sắc ở nơi nào? Cho các ngươi muốn ủng hộ hắn đảm nhiệm binh vương tổ thống soái. Đối mặt với Diệp Thần Phong thứ ánh mắt của người, Dư Phong Niên sắc mặt cứng ngắc ở, hắn lại có thể không nghĩ qua là Diệp Thần Phong đạo. Trong lòng có loại biệt khuất khó chịu, nghĩ hắn đường đường Hoa Hạ quốc số một thủ trưởng, có bao nhiêu năm không có bị khí. Ngày hôm nay lại có thể tại lật thuyền trong mương, thế nhưng nói ra lời nói, dường như tát nước ra ngoài, thu không trở lại. Ha ha ha, võ lão gia tử cất tiếng cười to lên, nói rằng, Thần Phong, ngươi nói tốt, Tống Phong liền ngươi tên con em nhà giàu này đều đánh không lại, thật không biết có vài người là mắt bị mù, còn là thế nào. Muốn nhượng Tống Phong cái này rác rưởi đảm nhiệm binh vương tổ thống soái. Cái này đều không phải cầm Hoa Hạ quốc cùng người nước Hoa dân an toàn đùa giỡn hay sao? Dư Phong Niên sắc mặt âm trầm xuống, Dương Viễn sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dương Viễn mở miệng nói rằng, chúng ta tạm không nói đến Tống Phong sự tình, Diệp Thần Phong đạp bảo Tống Bân bọn họ 5 người nửa người dưới chỗ kia, cái này kiện sự tình cũng đầy đủ nhượng Diệp Thần Phong tiếp thu luật pháp chế tài. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, lúc đó ta tại một điều trong ngõ hẻm nhìn đến Tống Bân đẳng 5 người sẽ đối Bạch Tuyết Linh làm ra xúc sinh không bằng sự tình, làm một đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa người, ta chẳng lẽ không nên xuất thủ sao? Còn là ngươi cho là ta nên nhìn Bạch Tuyết Linh bị bọn họ cấp làm bẩn. Muốn là cháu gái của ngươi bị nhất bang nam nhân nỗ lực cấp làm bẩn, ta xem ngươi không những hội đá bể bọn họ trứng chim, còn có thể muốn bọn họ mệnh đi. Dương Viễn đỏ lên mặt. Giống như Dư Phong Niên á khẩu không trả lời được, bọn họ hai cái lại có thể toàn bộ thua ở Diệp Thần Phong tay thượng. Bạch Nham Bình đột nhiên lên tiếng, Bạch gia chúng ta đã sớm đem Tuyết Linh cùng Tống Bân định hạ hôn ước, Tống Bân cùng Tuyết Linh trong lúc đó làm một ít mập mờ sự tình cũng không gì đáng trách, ngươi chỉ do là tại ngụy biện. Đúng, nói cách khác Tuyết Linh đã là Tống Bân nữ nhân, ngươi Diệp Thần Phong quản được chuyện của bọn họ sao? Bạch Nham Quân cũng phụ họa nói. Ta tại ngụy biện, các ngươi hai đứa con trai quá xúc sinh, lại muốn đúng tỷ tỷ của mình làm ra loại chuyện đó, nếu như ngươi cho rằng Bạch Tuyết Linh một lần bị Tống Bân, các ngươi hai đứa con trai, còn có mặt khác hai cái xúc sinh chơi với nhau làm, cũng là một cái xúc phạm không được pháp luật, lại chuyện không quá bình thường tình, như vậy ta Diệp Thần Phong không lời nào để nói, các ngươi xúc sinh tư tưởng, ta cái này làm người đích thực không hiểu. Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Ai nói ta là Tống Bân nữ nhân? Ai nói ta đáp ứng gả cho Tống Bân? Các ngươi không nên một xương tình nguyện cho ta làm chủ, ta không có các ngươi như vậy thúc thúc. Bạch Tuyết Linh mắt đỏ vành mắt đứng ra nói rằng. Chuyện bây giờ rất rõ ràng đi. Cháu của ta Thần Phong đã thương Tống Phong, là Tống Phong bản thân vô năng, mà triệt để phế đi Tống Bân bọn họ 5 người, là bọn hắn làm xúc sinh không bằng sự tình, các ngươi có thể ly khai. Diệp lão gia tử hạ lệnh trục khách. Diệp Chấn Hồng, bất kể như thế nào, Diệp Thần Phong phải tiếp nhận luật pháp chế tài, cái này đều không phải hắn phạm pháp mượn cớ. Dư Phong Niên giọng nói cường cứng rắn. Ha ha ha, Diệp lão gia tử một trận cười nhạt, muốn mang ta đi tôn tử trừ phi từ lão nhân cơ thể của ta thượng bước qua đi, trước đây Thần Phong bị kinh thành nhất bang hoàn khố tử đệ đả thương, mắc kinh hoàng chứng thời gian, ta vì lấy đại cục làm trọng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Ngày hôm nay ta Diệp Chấn Hồng nếu là lại lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, ta tự không xứng làm Thần Phong gia gia. Chấn Hồng, nói tốt, ngày hôm nay có hai chúng ta lão nhân che chở Thần Phong, ta xem có ai có thể mang đi hắn. Võ An Quốc kiên định nói rằng, bầu không khí lần thứ hai ngưng trọng, Dư Phong Niên, Dương Viễn, Tống Nghị Cương mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử. Bọn họ không có nghĩ đến Diệp Chấn Hồng cùng Võ An Quốc lại vì Diệp Thần Phong, có thể cường thế đến loại tình trạng này. Đối mặt Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử cường thế, thân thể bọn họ trong thịnh nộ nhảy lên tới cực hạn, trong không khí mùi thuốc súng 10 phần. Ngày nay, Diệp gia cùng Võ gia vì Diệp Thần Phong cùng kinh thành các đại gia tộc triệt để quyết liệt. Ngày nay,
Diệp Thần Phong phát thệ nhất định sẽ làm cho Diệp gia cùng Võ gia đạp đi lên kinh thành đỉnh. Chương 533, tan rã trong không vui. Diệp Chấn Hồng, Võ An Quốc, hai người các ngươi thật chẳng lẽ là muốn bao che Diệp Thần Phong sao? Các ngươi Diệp gia cùng Võ gia có thể đại thế Hoa Hạ quốc pháp luật. Tự tính cho ta nhị nhi tử Tống Phong không có tư cách đảm nhiệm binh vương tổ thống soái, Diệp Thần Phong là có thể bắt hắn cho đánh thành bị thương nặng. Cho dù cháu của ta Tống Bân cùng Bạch Thiếu Hoa đẳng năm cái nhân ý đổ đúng Bạch Tuyết Linh làm ra nào đó sự tình, Diệp Thần Phong là có thể đem năm người bọn họ gấp hoàn toàn phế bỏ. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, việc này quốc gia pháp luật tự nhiên sẽ làm ra phán định, mà Diệp Thần Phong căn bản không có đem bọn họ phế đi quyền lợi. Tống Nghị Cương nghĩa chính ngôn từ nhìn chằm chằm Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử, hai con ngươi chung dường như muốn phun ra lửa, ngày hôm nay nếu đi tới Diệp gia, như vậy hắn tuyệt không lý do tay không mà về. Huống chi Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hiện nay mà nói là đứng tại hắn bên này. Sự tình đều phát triển đến trình độ này, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn thái độ càng cường ngạnh, ngày hôm nay nếu là không có thể mang đi Diệp Thần Phong, bọn họ hai cái coi như là thể diện vô tồn, như vậy hội càng trợ tăng Diệp gia tại kinh thành dáng vẻ bệ vệ, chiếu này dĩ vãng phát triển tiếp, tiếp qua mấy năm Diệp gia tại kinh thành còn điều không phải muốn kỵ đến bọn họ trên đầu. Dư Phong Niên làm số một thủ trưởng, hắn khống chế tâm tình năng lực nắm giữ tương đối khá, âm thầm hít sâu vài khẩu khí, chậm rãi nhổ ra sau, khuôn mặt lại khôi phục cực kỳ tự nhiên thần sắc, giọng nói bình hòa nói rằng, Chấn Hồng, An Quốc, nếu ngày hôm nay ta và Lão Dương đều đi tới nơi này, như vậy các ngươi cũng cho chúng ta một cái thể diện, nhượng chúng ta trước đem Diệp Thần Phong mang đi, nếu quả thật như hắn theo như lời giống nhau, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Số 2 thủ trưởng Dương Viễn khống chế tâm tình năng lực, rõ ràng sẽ không có Dư Phong Niên tới tốt. Gương mặt vẫn như cũ là kéo rất dài, giọng nói cứng rắn nói rằng, Diệp Chấn Hồng, Võ An Quốc. Quốc gia không hội oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Ngày hôm nay Diệp Thần Phong nhất định muốn cùng chúng ta đi một chuyến, đem hắn giao cho ngành tương quan trong đi, làm một lần hoàn toàn điều tra. Đúng. Cho dù con ta phạm sai lầm cũng không tới phiên Diệp Thần Phong tới xử phạt đi. Ngày hôm nay Diệp Thần Phong phải muốn theo Dư Thủ trưởng cùng Dương Thủ trưởng đi một chuyến. Bạch Nham Bình tức giận nói rằng, Diệp gia chủ, lẽ nào bởi vì Diệp Thần Phong là cháu trai của ngươi, hắn là có thể không nhìn Hoa Hạ quốc pháp luật sao? Bạch Nham Quân thịnh nộ bùng cháy hai con ngươi thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Thần Phong. Hận không thể tướng Diệp Thần Phong cấp ăn sống nuốt tươi. Diệp gia chủ, thời cổ hậu thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, Diệp Thần Phong cái này loại coi rẻ luật pháp bầu không khí tuyệt đối không thể đủ tại Hoa Hạ quốc lan tràn ra. Tào Hoa Thanh âm trầm thấp nói rằng, Diệp gia chủ, người hãy để cho chúng ta mang đi Diệp Thần Phong, nếu không sợ rằng ngày hôm nay chúng ta là không sẽ rời đi Diệp gia. Ngụy Nhất Bình lập tức lạnh giọng phụ họa nói, bọn họ một đám đang nghe số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng kiên quyết thái độ sau. Thân thể bên trong dáng vẻ bệ vệ tức khắc tăng lên không ít, cũng dám công khai cùng Diệp gia khiếu bản. Đây chính là cái gọi là hồ giả hổ uy. Vừa từ dưới đất bò dậy mẫu thân của Tống Bân Hồ Lộ, nhìn đến lúc này tình cảnh giờ phút này, cảm thụ được trên gương mặt đau rát đau nhức, khóe miệng hiện lên một vòng âm trầm dáng tươi cười, nàng dám khẳng định Diệp gia sắp không chịu nổi áp lực, đến lúc đó Diệp lão gia tử cũng chỉ có thể đủ đem Diệp Thần Phong cấp giao ra đây. Diệp lão gia tử nỗ lực khống chế được rút súng xung động. Trong lỗ mũi hô hấp biến được có chút dồn dập, ngực hơi phập phồng, một đôi nếp uốn bàn tay, nắm chặt tụ lại, nắm chặt lại tụ lại. Nắm chặt lại tụ lại, ba cái hiệp xuống. Hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, một đôi mạnh mẽ con ngươi hàn khí bức người. Võ lão gia tử tâm tình cũng cực độ khó chịu, Dư Phong Niên, Dương Viễn cùng Tống Nghị Cương những. Này người! Hôm nay là quyết tâm muốn dẫn đi Diệp Thần Phong. Thật đúng là con mẹ nó khi hắn Võ An Quốc cùng Diệp Chấn Hồng là tử không được. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cũng hiểu được Dư Phong Niên chúng nhân là khinh người quá đáng, nhưng mà, loại tầng thứ này đối thoại, bọn họ căn bản thì không có quyền lên tiếng, chỉ có thể tướng một hơi khó chịu giấu ở trong lòng. Ở đây Võ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh là tràn ngập lo lắng nhìn Diệp Thần Phong, người trước là bởi vì trong lòng thật sâu yêu Diệp Thần Phong. Sau là bởi vì cho là mình liên lụy đến Diệp Thần Phong. Đương sự Diệp Thần Phong khuôn mặt gặp không sợ hãi,
trái lại khóe miệng lộ ra một vòng kẻ khác dùng mình dáng tươi cười, nói rằng, Gia Gia, Võ Gia Gia, ta cho rằng bọn họ nói đúng vô cùng, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, quốc gia không hội oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, ngày hôm nay ta có thể cùng bọn họ đi một chuyến. Nghe vậy, Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử không nén nổi biến sắc, mà Dư Phong Niên cùng Dương Viễn đám người trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Dư Phong Niên nói rằng, Diệp gia tiểu tử, coi như ngươi tương đối thức thân thể to lớn. Dương Viễn cũng điểm gật đầu, nói rằng, chỉ cần ngươi không có làm chuyện bậy, quốc gia tuyệt đối không hội đối với ngươi lạm dụng hình phạt riêng, hiện tại ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi. Tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong dự định chịu thua thời gian, Diệp Thần Phong lại mở miệng nói chuyện, ta lời còn chưa nói hết, nhưng ta và các ngươi đi cũng có thể, các ngươi đều không phải rất có tinh thần trọng nghĩa. Rất thích xen vào việc của người khác sao? Theo ta được biết kinh thành rất nhiều trong đại gia tộc thiếu gia, bình thường không có bớt làm qua làm bẩn thuần khiết nữ nhân, thậm chí là khi dễ dân chúng, sát nhân đảng cái này loại hoạt động, nói không chừng các ngươi tôn tử cũng phạm qua pháp ni. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn thẳng Dư Phong Niên cùng Dương Viễn, ngược lại rồi hướng Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc, nói rằng, Gia Gia, Võ Gia Gia, ta tin tưởng dùng các ngươi năng lực muốn tra ra kinh thành con em đại gia tộc, đã từng đã làm sự tình nên cũng không khó đi. Nếu nơi này có người ta nói quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, quốc gia không hội oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, như vậy chúng ta tự giúp bọn hắn một lần, đem sở hữu phạm qua sự kinh thành con em đại gia tộc đều bắt lại, để cho bọn họ đều tiếp thu luật pháp chế tài. Phải biết rằng kinh thành rất nhiều trong đại gia tộc đệ tử, đại bộ phận bình thường chính là sống phóng túng, có ai không có làm bẩn qua mấy người phụ nhân? Có ai chưa từng làm một ít xấu xa câu đương? Nếu quả như thật muốn tra được tới, sợ rằng kinh thành đại gia tộc trung niên kỳ thanh một đại, có một đại bộ phận muốn toàn bộ bị bắt lại, đây cũng không phải là một chuyện nói đùa tình. Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc trong nháy mắt minh bạch Diệp Thần Phong ý tứ, Diệp Trấn Hồng nói rằng, tốt, Thần Phong, ngươi cứ yên tâm cùng bọn họ đi một chuyến, ta cam đoan tại trong vòng một ngày tướng kinh thành đại gia tộc trung, sở hữu con em trẻ tuổi đã từng đã làm sự tình cha nhất thanh nhị sở. Dư Phong Niên, Dương Viễn, các ngươi có thể mang Thần Phong đi, ta cũng hội điều tra các ngươi cháu trai đi qua, đến lúc đó hai người các ngươi có thể nhất định muốn có hôm nay công chính mới được. Là các ngươi Dư gia, Dương gia, Tống gia, Bạch gia, Tào gia cùng Ngụy gia muốn đem sự tình náo đại, chúng ta không để ý cùng các ngươi chơi một chút, đến lúc đó kinh thành sở hữu gia tộc muốn làm ầm ĩ, có thể không liên quan chuyện của chúng ta. Võ An Quốc cười ha hả nói, âm thầm hướng Diệp Thần Phong dựng lên một cái ngón tay cái, một chiêu này thật sự là đánh quá đẹp. Dư Phong Niên, Dương Viễn đẳng người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt khó coi. Nếu như Diệp gia cùng Võ gia thật làm như vậy hậu quả có thể tựu càng không thể vãn hồi, thân thể bên trong thịnh nộ nghĩ phát tiết ra ngoài, thế nhưng không có bất cứ lý do nào, loại cảm giác biệt khuất này cũng phải làm cho Dư Phong Niên cùng Dương Viễn chúng nhân đem phế cấp khí nổ. Ngày hôm nay bọn họ muốn mang đi Diệp Thần Phong căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi bọn họ nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí tạo thành kinh thành sở hữu đại gia tộc đều náo động. Cái này là một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng sự tình. Dư Phong Niên sắc mặt biến đổi liên tục, cổ họng trong hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Diệp Trấn Hồng, nhượng tôn tử của ngươi Diệp Thần Phong tự giải quyết cho tốt, hay nhất sau đó không nên cho. Nữa ta gặp phải phiền phức tới. Nhìn đến Dư Phong Niên hướng tới Diệp gia phòng khách đi ra ngoài, Dương Viễn không có nói bất luận cái gì một câu nói, liền theo ly khai, lẽ nào lưu lại mất mặt xấu hổ sao? Theo Dư Phong Niên cùng Dương Viễn ly khai, Tống Nghị Cương, Bạch Nham Bình chúng nhân cũng chỉ có thể đủ vội vã ly khai. Tới thời gian hùng hổ, lúc rời đi biệt khuất vạn phần, đây coi như là tan rã trong không vui. Nhưng mà, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn không biết là Tống gia đã sớm cấu kết cổ võ giới môn phái, chính mài đao soàn soạt sẽ đối kinh thành các đại gia tộc động thủ, bọn họ hai cái ngày hôm nay lại còn đứng tại Tống gia một mặt. Sợ rằng đằng một ngày nào đó chân tướng rõ ràng thời gian, bọn họ hai cái lão nhân hội khí được thổ huyết. Hay hoặc là sẽ biết bọn họ bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn. Chương 534, tinh không sán lạn, lửa cháy mạnh môi đỏ mọng. Ha ha ha, Dư Phong Niên chúng nhân vừa ly khai Diệp ra phòng khách sau, Võ An Quốc tự cất tiếng cười to lên,
Phách Diệp Thần Phong vai nói rằng, Thần Phong, thống khoái, thật sự là quá thống khoái, vừa rồi Dư lão đầu, Dương lão đầu cùng Tống lão đầu đám người trên mặt biệt khuất biểu tình, ta bây giờ suy nghĩ một chút còn là đặc biệt hết giận, bọn họ không những không ủng hộ ngươi đảm nhiệm binh vương tổ thống soái, lại còn dám lên cửa tìm việc. Bọn họ cái này đều không phải tự bạt tai mà. Diệp Trấn Hồng đối với hắn tôn tử Diệp Thần Phong biểu hiện cũng phi thường hài lòng, vài ba câu tự hóa giải lần này xung đột, những Dư Phong Niên, Dương Viễn cùng Tống Nghị Cương chúng nhân chỉ có thể biệt khuất ly khai, cái này tay tứ lạng bạt thiên cân đùa phi thường tốt. Đông Kiệt, người bây giờ biết ta vì sao muốn đem Diệp ra tương lai hy vọng đặt ở Thần Phong trên người sao? Bởi vì Thần Phong không chỉ thân thủ được, là tối trọng yếu là hắn hội động não. Ta dám khẳng định cho dù hiện tại chúng ta Diệp gia chỉ còn lại có Thần Phong một người, Thần Phong cũng có thể lần nữa nhượng Diệp gia đứng thượng Hoa Hạ quốc đỉnh phong, người cái này làm thiếp thúc sau đó thật muốn hướng thần ngọn núi học tập cho giỏi học tập. Diệp lão gia tử hết sức vui mừng nói rằng, Trấn Hồng nói không sai, Khôn Minh, còn ngươi nữa tiểu tử cũng muốn hướng thần ngọn núi học tập cho giỏi, ngươi và Đông Kiện quả thực chính là một đường mặt hàng, bình thường tính tình trái lại táo bạo rất. Một gặp phải ngãnh nhân vật các ngươi lập tức tự túng. Võ lão gia tử đối với Diệp Thần Phong cái này tôn nữ tế cũng hết sức hài lòng, phi thường hài lòng, đặc biệt thỏa mãn, nếu không hắn cũng không hội hy sinh võ gia lợi ích tới ủng hộ Diệp Thần Phong. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cúi đầu, một cái kình gật đầu, bọn họ trong lòng nghĩ qua, nếu như bọn họ gặp phải vừa rồi Diệp Thần Phong chuyện như vậy, chỉ sợ bọn họ khẳng định chơi không đến cái này tứ lạng bạt thiên cân thủ pháp. Bọn họ hai cái làm trưởng bối không đúng Diệp Thần Phong bội phục cũng không được, Diệp Thần Phong theo bọn họ chính là một cái yêu nghiệt. Một cái quái thai, những bất kỳ nam nhân nào ở trước mặt hắn cũng sẽ tự hành xấu hổ. Một hồi trò khôi hài vội vã kết thúc sau, người ở chỗ này đưa mắt tập trung đến Bạch Tuyết Linh trên người, bao quát Diệp Thần Phong vị hôn thê Võ Hiểu Phỉ một đôi mắt đẹp cũng nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết Linh, vì khẽ mím môi thần, một bộ như có điều suy nghĩ hình dạng. Bạch Tuyết Linh cảm thụ được chu vi ánh mắt của người, đôi má không nén nổi có chút hơi phím hồng, tim đập không không chịu thua kém tăng nhanh. Nhìn thoáng qua vẻ mặt không sao cả Diệp Thần Phong, nàng nghĩ ở trong lòng đạo, Bạch Tuyết Linh, ngươi phải trước tiên phải ở Diệp gia ở lại, như vậy tài năng đủ tướng gia gia cứu tỉnh, nhượng Bạch gia từ nước sôi lửa bỏng chung đi ra ngoài. Bạch Tuyết Linh hàm răng cắn cắn môi đỏ mọng, vươn trắng noãn ngọc thủ gỡ gỡ trên trán tóc đen. Nhảy qua bước chân đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Làm ra một cái nhượng ở đây tất cả mọi người điệt phá kính mắt động tác, nàng lại có thể chủ động khoác ở Diệp Thần Phong cánh tay, nói rằng, Diệp gia gia, ta đã là Thần Phong nữ nhân, ngày hôm nay ta có thể không thể đủ ở tại Diệp gia. Diệp Thần Phong cũng không nén nổi mở to hai mắt nhìn, dùng Bạch Tuyết Linh cao ngạo. Nàng lại có thể nói ra những lời này tới. Thuận miệng nói rằng, Bạch Tuyết Linh, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngươi chừng nào thì biến thành ta Diệp Thần Phong nữ nhân. Làm một nữ nhân, ngươi không thể đủ vô sỉ thành như vậy đi. Bạch Tuyết Linh trong lòng một trận run, thậm chí có loại muốn gào khóc xung động. Mím miệng thật chặt thần, thu nước mắt, nàng làm Bạch gia tiểu thư, đã từng lúc nào như thế bị coi thường qua. Tuy rằng nàng biết làm như vậy cũng là vì Bạch gia, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng đặc biệt khó chịu. Diệp lão gia tử là vô cùng nhân vật khôn khéo, liếc mắt tự khám phá Bạch Tuyết Linh tâm tư, nói rằng, Bạch gia nha đầu, ta biết ngươi muốn nhượng chúng ta Diệp gia trợ giúp ngươi, có thể vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Diệp gia cùng kinh thành những gia tộc khác triệt để xích mích, nếu như chúng ta Diệp gia tham gia các ngươi Bạch gia sự tình, chỉ sợ bọn họ cũng không hội ngồi nhìn. Ta biết ngươi và Thần Phong không có nửa điểm quan hệ, cái khác bận chúng ta Diệp gia thật không thể giúp. Nếu như ngươi gần nhất không có chỗ ở, như vậy thì tại Diệp gia trước ở thượng một trận đi. Đây cũng là chúng ta Diệp gia duy nhất có thể làm. Nếu như Bạch Tuyết Linh cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó hôn ước không có giải trừ, lần này Diệp lão gia tử khẳng định hội liều lĩnh đứng ra giúp một tay, đáng tiếc hiện tại Bạch gia cùng Diệp gia không có bất kỳ quan hệ gì, Diệp lão gia tử cũng đều không phải một người thích xen vào việc của người khác. Bạch gia nha đầu, ngươi cũng không cần tại trước mặt chúng ta đóng kịch, chúng ta ăn rồi cơm so ngươi ăn rồi muối còn nhiều hơn, hiện tại Thần Phong vị hôn thê là của ta tôn nữ Hiểu Phỉ, ta cũng biết ngươi trong lòng rất ủy khuất, chính như Trấn Hồng theo như lời, nếu như ngươi không có chỗ ở, có thể trước tiên ở Diệp gia ở lại, thực sự không được ở đến ta võ gia đi cũng được.
Võ An Quốc cũng mở miệng nói rằng. Bạch Tuyết Linh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lúc này, nàng cảm thấy bản thân dường như một chỉ số tiểu áp thông thường, kéo Diệp Thần Phong tay dần dần buông lỏng ra, trong ngày thường tại trên người nàng quang hoàn dường như biến mất không còn chút nào, sâu hít hai cái khí, nàng hiện tại thật không có chỗ đi, Bạch gia cũng không thể đủ trở về cảm tạ Diệp lão gia tử, Võ lão gia tử, ta cam đoan đợi khi tìm được chỗ ở sau, lập tức sẽ rời đi. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử nhìn Bạch Tuyết Linh thống khổ dáng dấp, hai vị lão nhân đều bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thì phi thường đồng tình Bạch Tuyết Linh. Lúc ăn cơm tối, Võ gia người lại lưu lại cùng ăn cơm tối, mà Bạch Tuyết Linh từ chối khẩu vị không tốt, một người tại Diệp gia biệt thự trong vườn hoa tản bộ. Bàn ăn thượng, Diệp lão gia tử nhìn Diệp Đông Kiệt, nói rằng, Đông Kiệt, mấy ngày nữa chính là ngươi đại hôn cuộc sống, ngươi phải thật tốt chuẩn bị một chút. Bây giờ chúng ta xem như là triệt để cùng Dư gia, Dương gia, Tống gia các gia tộc xích mích, tại kinh thành thế nhưng có rất nhiều người đều đang chờ xem chúng ta cười nhạo. Ba, ngài hãy yên tâm, ta và Mẫn Yến hôn lễ tuyệt đối ra không được bất cứ chuyện gì. Diệp Đông Kiện phách bộ ngực bảo đảm nói. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Võ Hiểu Phỉ, tại mọi người thương lượng Diệp Đông Kiện hôn lễ thời gian, nàng đứng lên hướng Diệp gia biệt thự trong vườn hoa đi. Dưới bầu trời đêm, Bạch Tuyết Linh một người ngồi ở trên sân cỏ ngẩn người, Võ Hiểu Phỉ đi tới Bạch Tuyết Linh bên cạnh ngồi xuống, Bạch Tuyết Linh miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng ta và Diệp Thần Phong thật không có bất cứ quan hệ gì, ta trong lòng đã sớm có người thích, ta nguyên do làm như vậy cũng chỉ là hy vọng Diệp gia có thể ra tay trợ giúp Bạch gia mà thôi, cho nên ngươi hãy yên tâm. Võ Hiểu Phỉ không thèm để ý chút nào lắc đầu. Nhìn thoáng qua bên cạnh cái này được khen là kinh thành đệ nhất mỹ nữ nữ nhân, nói rằng ân, ta biết, kỳ thực ta nên cảm ơn ngươi, nếu không ngươi và Thần Phong giải trừ hôn ước, ta cũng không có thể trở thành vị hôn thê của hắn. Bạch Tuyết Linh cũng một trận cười gượng, trước đây nàng muốn cùng Diệp Thần Phong giải trừ hôn ước, hoàn toàn là biết được Triệu Uyển Đình là Diệp Thần Phong nữ bằng hữu cái này kiện sự tình thượng, nàng muốn thành toàn nàng hảo tỉ muội Triệu Uyển Đình cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó chuyện tốt. Nàng cũng không biết Võ Hiểu Phỉ phải chăng rõ ràng Diệp Thần Phong ở bên ngoài còn có cái khác chuyện của nữ nhân. Chỉ là thuận miệng nói rằng, ngươi không cần cảm tạ ta, Diệp Thần Phong trong mắt của ta tối đa chỉ là một được coi là tốt nhất người hoàn khố tử đệ mà thôi, ta không thể nào thích hắn. Võ Hiểu Phỉ từ chối cho ý kiến đứng lên, nói rằng, hay là ngươi thấy vẫn cũng chỉ là Thần Phong mặt ngoài mà thôi, sau đó có chuyện gì yêu cầu ta giúp một tay. Ngươi có thể tới tìm ta, hay là ta có thể bang không nhiều lắm. Nói xong, Võ Hiểu Phỉ liền hướng tới Diệp gia bên trong phòng khách đi, đi tới cửa thời gian, Diệp Thần Phong vừa vặn từ bên trong phòng khách đi tới, hỏi, Hiểu Phỉ, ngươi đã đi đâu? Ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi. Ta đi xem nhìn Bạch Tuyết Linh, kỳ thực Bạch Tuyết Linh thật đáng thương, nàng từ trước là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, bởi vì có Bạch gia quang hoàn. Cho nên kinh thành công tử ca cũng không dám xuống tay với nàng, mà bây giờ trên người nàng Bạch gia quang hoàn tiêu thất, đối với nàng mà nói là một loại đặc biệt đau xót đả kích. Võ Hiểu Phỉ không có che giấu nói rằng, Bạch Tuyết Linh nữ nhân này chính là rất cao kiêu ngạo, kỳ thực tâm địa vẫn là vô cùng hiền lành, toán, ta đi gọi nàng tiến tới dùng cơm đi. Hiểu Phỉ, người trước vào trong nhà, Diệp Thần Phong bước ra đại sảnh, hướng Diệp gia biệt thự hoa viên đi. Bạch Tuyết Linh vẫn như cũ là đờ đẫn ngồi ở trên sân cỏ, Diệp Thần Phong tại Bạch Tuyết Linh bên cạnh ngồi xuống, có lẽ là Bạch Tuyết Linh đã biết ngồi ở nàng bên cạnh là Diệp Thần Phong, nàng tướng mặt chắc đúng Diệp Thần Phong. Ta nói Bạch Đại Mỹ Nữ, ta thế nhưng hảo tâm tới gọi ngươi đi vào ăn cơm chiều, người nữ nhân này thế nào bộ dáng này? Diệp Thần Phong khá vì khó chịu hỏi. Bạch Tuyết Linh không trả lời hắn, Diệp Thần Phong trực tiếp tướng thân thể hoạt động đến Bạch Tuyết Linh trước mặt. Khi thấy Bạch Tuyết Linh lệ rơi đầy mặt, tận lực không để cho mình khóc thành tiếng tin tức tới thời gian, giờ khắc này, Diệp Thần Phong tâm bị nhẹ xúc động thoáng cái, rất nhỏ thoáng cái. Diệp Thần Phong, ngươi nhìn đủ chưa? Là điều không phải cảm thấy ta rất buồn cười, cảm thấy ta rất thương cảm. Bạch Tuyết Linh nghẹn ngào trừng mắt Diệp Thần Phong, trực tiếp cắn một cái tại Diệp Thần Phong trên vai, hai phiến môi đỏ mọng khác ở Diệp Thần Phong áo sơ mi trắng thượng. Hàm răng dùng sức cắn Diệp Thần Phong vai. Tinh không sán lạn, lửa cháy mạnh môi đỏ mọng. Một đêm này, đã từng kinh thành đệ nhất mỹ nữ, để xuống tất cả kiêu ngạo cùng cao ngạo, càn rỡ, thống khoái khóc lớn một hồi,
tướng Diệp Thần Phong trên vai quần áo đều khóc ướt. Chương 535, thay đổi nhân sinh quý tích. Sáng sớm, Thái Dương còn không có mọc lên từ phương đông thời gian, Diệp Thần Phong liền sáng sớm lên sớm rèn luyện. Cuối tháng 9 khí trời đã rất mát mẻ, mùa thu nhàn nhạt vị tại từ từ phát ra, thỉnh thoảng thổi qua một trận gió mát, tức khắc nhượng người thần thanh khí sảng. Diệp Thần Phong tại Diệp gia biệt thự chu vi chậm đi sắp tới có nửa giờ, bởi Diệp Thần Phong khởi đến tương đối sớm nguyên nhân, dọc theo đường đi hầu như không có thấy người nào, tại chậm đi kết thúc, trở lại biệt thự trong vườn hoa sau, Diệp Thần Phong luyện một bộ uy vũ sinh uy quyền pháp, mỗi một quyền ở giữa đều ẩn chứa cực hạn lực lượng. Bây giờ linh hồn lực đến 9 cấp Diệp Thần Phong, đối với hắn mà nói một quyền đánh chết một con cọp căn bản là một cái đặc biệt tiểu nhi khoa sự tình. Tại luyện xong một bộ quyền pháp sau, Diệp Thần Phong trên trán bốc lên ra tầng mồ hôi mịt, dùng trên vai bạch sắc khăn mặt, lau lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị xoay người đi vào Diệp gia phòng khách thời gian, mới phát hiện Bạch Tuyết Linh sau lưng hắn. Tối hôm qua Bạch Tuyết Linh một mặt hàm răng cắn Diệp Thần Phong vai, một mặt không ngừng chảy nước mắt. Tại nước mắt chảy khô tịnh sau, Bạch Tuyết Linh rất không chịu trách nhiệm đứng lên liền chạy, tối hôm qua là trong đời của nàng đệ nhất thứ như thế cản rỡ khóc giống, hoặc là bởi vì sợ Diệp Thần Phong cười nhạo nàng đi. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tuyết Linh nghĩ khởi chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt hiện lên một vòng thần sắc khó xử, mân mân môi đỏ mọng, nói rằng, Diệp Thần Phong, chuyện tối ngày hôm qua không cho phép ngươi nói với người khác. Diệp Thần Phong không sao cả cười cười. Nói rằng, tối hôm qua có xảy ra chuyện gì sao? Bất quá, Bạch Tuyết Linh, ngươi là điều không phải thuộc cậu. Ngươi nhìn ngươi đem bả vai của ta cắn thành hình dáng ra sao? Nghe được Diệp Thần Phong nửa câu đầu, Bạch Tuyết Linh vô cùng hài lòng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mà đang nghe Diệp Thần Phong nửa câu sau lời nói sau, Bạch Tuyết Linh đôi má tức khắc đỏ bừng một phiến. Vừa định muốn nổi lên tâm tình bão nổi, kết quả Diệp Thần Phong đã đi vào Diệp gia phòng khách. Nhìn Diệp Thần Phong không tính là đơn bạc, cũng không tính là khỏe mạnh hình bóng, Bạch Tuyết Linh trong hốc mắt đột nhiên lại biến sáp sáp, nghĩ khởi tối hôm qua nàng dùng sức cắn Diệp Thần Phong vai, mà Diệp Thần Phong lại từ đầu đến cuối một tiếng cũng không có cổ họng, chỉ là để cho nàng thỏa thích phát tiết, điều này làm cho Bạch Tuyết Linh lòng đang một khắc kia nổi lên một sóng rung động. Rất nhỏ một sóng rung động. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần Phong, kỳ thực ngươi thật là một người tốt, chỉ bất quá quá hoa tâm một điểm. Nếu như ta không có có người thích, hay là ta sẽ thích ngươi? Nhìn Diệp Thần Phong hình bóng tiêu thất tại tầm mắt của nàng chung, Bạch Tuyết Linh khóe miệng hơi nhếch lên, trong đầu không nén nổi liền nghĩ tới. Ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung cứu nàng cái kia mang mặt nạ nam nhân, một đôi mắt đẹp biến được kiên định một ít, thấp giọng lẩm bẩm, ta một ngày nào đó sẽ tìm được ngươi, nhượng ngươi thích ta. Vận mạng bánh răng không ngừng chuyển động, có ít người nhân sinh quý tích. Bởi vì Diệp Thần Phong đang chậm rãi phát sinh cải biến. Theo Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến hôn lễ tới gần, Diệp gia trên dưới là càng tới càng bận rộn. Diệp Thần Phong thương lượng với Võ Hiểu Phỉ thoáng cái, hắn nghĩ thông suốt qua lần này hắn tiểu thúc Diệp Đông Kiện hôn lễ, đem Triệu Huyền Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ gọi vào kinh thành tới, những cái này tam nữ cùng Võ Hiểu Phỉ chính thức thấy mặt một lần. Võ Hiểu Phỉ là không chút do dự đáp ứng. Vì vậy Diệp Thần Phong gọi điện thoại cho Triệu Huyền Đình. Ngay từ đầu Triệu Huyền Đình các nàng còn kiên quyết không đến kinh thành, sau lại tại Diệp Thần Phong kiên quyết thái độ hạ, Triệu Huyền Đình các nàng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ mang theo tâm tình thấp thỏm tới kinh thành, cái này là các nàng đệ nhất thứ sắp sửa bước vào Diệp gia đại môn. Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến hôn lễ cuối cùng định tại tháng 10 số 1, tại 9 tháng số 30 thời gian, Triệu Huyền Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ thừa đi máy bay đã tới kinh thành phi trường quốc tế. Dọc theo đường đi Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ cái này hai tiểu nha đầu đều vô cùng khẩn trương, có loại xấu con dâu chung muốn gặp cha mẹ chồng cảm giác, nhất là đã biết Diệp gia tại toàn bộ Hoa Hạ quốc đều thuộc về đứng đầu gia tộc, Diệp Thần Phong gia gia lại là các nàng bình thường chỉ có tại trong TV tài năng đủ thấy đại nhân vật sau, hai cái tiểu nha đầu dọc theo đường đi cực kỳ không có kỳ kỳ cha cha, mà là lựa chọn khẩn trương trầm mặc. Tương đối vu Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ mà nói, Triệu Huyền Đình tốt hơn một ít, dù sao gia tộc của nàng tuy rằng không có cách nào khác cùng Diệp gia tướng so, nhưng dầu gì cũng là thiên hải nhất lưu thương nghiệp gia tộc, tại trên phi cơ thời gian, không ngừng an ủi hai cái tiểu nha đầu không nên quá độ khẩn trương. Nương Triệu Huyền Đình,
Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ đi xuống phi cơ trong nháy mắt, chung quanh lữ khách đều một đám không kiềm hãm được nhìn các nàng. Triệu Uyển Đình thuộc về thành thục thiếu phụ loại hình, nhất cử nhất động gian đúng nam nhân đều có một loại to lớn lực hấp dẫn, mà Đường Hân, Vương Phỉ Phỉ cùng Triệu Uyển Đình tuyệt nhiên tương phản, nghiễm nhiên dường như hai cái hoạt bát đáng yêu tiểu tinh linh, đặc biệt hai người bọn họ một đôi không pha bất kỳ tạp chất gì ánh mắt, đầy đủ nhượng bất kỳ nam nhân nào đúng cái này hai tiểu nha đầu tại trong nháy mắt sản sinh thương yêu tình. Một cố khuynh người thành, lại cố khuynh người quốc. Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ ba người này tổ hợp, nghiễm nhiên là trở thành sân bay tất cả mọi người tiêu điểm. Cách đó không xa một chiếc màu xanh nhạt Mercedes-Benz kiệu chạy lên, Diệp Thần Phong nhìn đến từ trên phi cơ đi xuống Triệu Uyển Đình đẳng tam nữ sau, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười ôn nhu, từ Mercedes-Benz thượng đi xuống, gõ hai hạ dừng sát ở bên cạnh một chiếc quân dụng xe Jeep cửa sổ thủy tinh hộ. Quân dụng xe Jeep trong ngồi Võ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh, bởi vì khi biết Triệu Uyển Đình muốn tới kinh thành, Bạch Tuyết Linh là dứt khoát kiên quyết cũng muốn cùng nơi tới đón Triệu Uyển Đình chúng nhân. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn cho Ninh Vũ Đình cùng nơi tới, thế nhưng Ninh Vũ Đình đột nhiên bị muội muội của nàng Ninh Mẫn Yến gọi đi, cho nên thì không thể đủ tới. Lo lắng đến một chiếc xe khả năng ngồi không được nhiều người như vậy, vì vậy Diệp Thần Phong tự nhiều khai một chiếc Mercedes-Benz kiệu chạy tới. Tại Diệp Thần Phong gõ hai hạ quân dụng xe Jeep cửa sổ thủy tinh hộ sau, Võ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh từ trên xe đi xuống, xa xa Triệu Uyển Đình đẳng tam nữ đã thấy Diệp Thần Phong thân ảnh, cũng nhìn thấy đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Võ Hiểu Phỉ, các nàng biết Võ Hiểu Phỉ phải là Diệp Thần Phong vị hôn thê, tâm tình tức khắc biến được vô cùng khẩn trương. Bởi Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ trở thành phi trường tiêu điểm, cho nên ở đây ánh mắt của người theo tam nữ cước bộ di động tới. Khi bọn hắn nhìn đến Võ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh hai cái này, tại khí chất cùng tướng mạo thượng chút nào không thua với Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ nữ nhân sau, trên mặt kinh ngạc càng nồng đậm. Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày mấy? Cái này loại 10.000 dặm mới tìm được một, thậm chí là 100.000 dặm mới tìm được một mỹ nữ, tại kinh thành phi trường quốc tế thoáng cái xuất hiện 5 cái, điều này làm cho sân bay những nữ nhân khác tức khắc mất đi bất luận cái gì nhan sắc. Càng để cho bọn họ kinh ngạc sự tình phát sinh. Bọn họ lại có thể nhìn đến Triệu Uyển Đình đẳng ba nữ nhân cùng Võ Hiểu Phỉ đẳng hai nữ nhân vậy mà nhận thức. Lại mà nhìn đến đứng tại Võ Hiểu Phỉ bên cạnh Diệp Thần Phong thời gian, phi trường tất cả nam nhân có loại ước ao đố kỵ hận cảm giác. Diệp Thần Phong không để ý đến chu vi ánh mắt của người, bang Triệu Uyển Đình cùng Võ Hiểu Phỉ chúng nhân từng người giới thiệu một lần, tại Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ vô cùng khẩn trương thời gian. Võ Hiểu Phỉ lộ ra một vòng đặc biệt hiền hòa dáng tươi cười, nói rằng, sau đó mọi người đều là hảo tỉ muội, ta nghĩ chúng ta khẳng định có thể chung đụng đặc biệt hòa hợp. Đang nghe Võ Hiểu Phỉ không chứa bất kỳ định ý nào lời nói sau, Triệu Uyển Đình đằng tam nữ cái này tài thở dài một hơi, Đường Hân tiểu nha đầu này tò mò nhìn một bên Bạch Tuyết Linh, hỏi, Bạch tỷ tỷ, ngươi cũng là Thần Phong ca ca nữ nhân sao? Bạch Tuyết Linh không có nghĩ đến Diệp Thần Phong ngoại trừ đem nàng hảo tỉ muội Triệu Uyển Đình lừa gạt tới tay bên ngoài, còn có như thế hai cái tiểu la lị đối với hắn khăng khăng một mực. Bạch Tuyết Linh đôi má hơi phím hồng, nói rằng, ta và Diệp Thần Phong không có bất cứ quan hệ gì, lẽ nào trên đời này nữ nhân xinh đẹp đều mắt bị mù sao? Các ngươi tự cam tâm tình nguyện theo Diệp Thần Phong cái này hoa tâm đại la bạc. Bạch tỷ tỷ, Thần Phong ca ca cũng không là hoa tâm. Hắn chỉ là đa tình một ít mà thôi, hắn so nam nhân khác thành thực nhiều, hãy nói lấy Thần Phong ca ca năng lực, nhiều mấy người phụ nhân đều không phải chuyện rất bình thường sao. Đường Hân lộ ra một bộ lại bình thường bất quá biểu tình nói rằng. Tốt, lẽ nào các ngươi chuẩn bị tại ở đây vẫn bị người trở thành động vật nhìn sao? Chúng ta trước tìm một chỗ đi ăn cơm, Diệp Thần Phong nói rằng. Phi trường tất cả nam nhân nhìn đến Diệp Thần Phong cùng năm cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Vừa nói vừa cười, bọn họ tự không hiểu nổi, hiện tại lẽ nào lưu hành tiểu bạch kiểm sao? Vì sao bọn họ liền một mỹ nữ cũng không gặp được? Triệu Uyển Đình, Đường Hân, Vương Phỉ Phỉ cùng Võ Hiểu Phỉ, cái này bốn cái nguyên bản nhân sinh quý tích không có bất luận cái gì cùng xuất hiện người, bởi vì Diệp Thần Phong tại các nàng sinh mệnh xuất hiện, có thể dùng các nàng bốn cái nhân sinh quý tích có cùng xuất hiện. Mà Bạch Tuyết Linh sẽ biến thành thứ năm sao? Chương 536, xưa nay không giống ngày xưa, kẻ ngu si không còn là kẻ ngu si. Kinh Thắng khách sạn.
ở vào kinh thành một chỗ tương đối phồn hoa đoạn đường, tại kinh thành thuộc về một gia tương đối có đẳng cấp khách sạn. Mỗi ngày tới kinh thắng khách sạn ăn cơm khách nhân, cơ hồ là nối liền không dứt, có người nói kinh thành rất nhiều đại gia tộc, tại kinh thắng trong tiệm cơm mặt đều có cổ phần, bởi vậy hầu như không người nào dám tại kinh thắng trong tiệm cơm mặt nháo sự. Kinh thắng khách sạn 888 số ghế lô, bàn ăn thượng trưng bày các màu đắt giá mỹ thực, bốn cái 20 nhiều tuổi kinh thành công tử ca, nước miếng văng tung tóe đàm thiếu, tại hắn mỗi người trên đùi còn ngồi một cái vóc người xinh đẹp mỹ nữ. Cái này bốn cái thanh niên gia tộc miễn cưỡng có thể xâm nhập kinh thành nhị lưu gia tộc hàng, bọn họ phân biệt gọi Mã Phi Bạch, Kiều Cao Dương, Phương Quang Viễn cùng Thạch Lạc An. Trong đó tên là Mã Phi Bạch thanh niên ngồi ở vị trí đầu não, Mã Phi Bạch gia tộc tại bốn người bọn họ chung thế lực cực mạnh, Mã Phi Bạch một tay một mặt không thành thật sờ, ngồi ở trên đùi hắn nữ nhân, vừa nói cái này Diệp kẻ ngu si lúc nào biến được như thế như bê. Có người nói hắn mấy ngày hôm trước không chỉ tướng vừa đảm nhiệm binh vương tổ thống soái Tống Phong cấp đánh thành trọng thương, còn tướng Tống Bân, Bạch Thiếu Hoa đẳng năm cái kinh thành công tử ca trực tiếp biến thành thái giám. Kiều Cao Dương cũng liền vội vàng gật đầu, nói rằng, Phi Bạch, có người nói ta biết, sự tình xa xa còn không chỉ như vậy, lúc đó Tống gia tìm số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng, muốn hướng Diệp gia tạo áp lực, nhường Diệp gia tướng Diệp kẻ ngu si giao ra đây, nhưng mà... Diệp lão gia tử cùng ta võ lão gia tử thái độ cường ngạnh, cuối cùng hình như số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng tại Diệp kẻ ngu si tay trong bị thua thiệt, lựa chọn im lặng không lên tiếng ly khai Diệp gia. Ta nói Phi Bạch, Cao Dương, hai người các ngươi là không phải là nói quá khoa trương một điểm. Diệp kẻ ngu si có tài đức gì nhường số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng có hại? Phải biết rằng số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng là phóng cái rắm. Đều có thể đủ nhường kinh thành địa chấn chính là nhân vật, ta xem là Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử ra sức bảo vệ Diệp kẻ ngu si. Diệp kẻ ngu si hiện tại tài năng đủ bình an vô sự. Tên là Phương Quang Viễn thanh niên khinh thường cười nói. Lão đầu tử nhà ta nhường ta đoạn thời gian gần nhất an phận một ít, ta mơ hồ từ lão đầu tử nhà ta nơi nào nghe ra, gần nhất kinh thành không yên ổn, khiến cho không khéo nói không chừng tự hội rước họa vào thân. Thạch An Lạc khá vì cẩn thận nói rằng, An Lạc, người nói kinh thành lúc nào thái bình qua. Mỗi ngày các đại gia tộc đều ở trong bóng tối đấu pháp, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, tại kinh thành ngoại trừ gặp phải nhất lưu gia tộc công tử ca bên ngoài, có ai có thể nhượng chúng ta cúi đầu. Dùng chúng ta tứ đại gia tộc hợp lên thế lực, coi như là bình thường nhất lưu gia tộc công tử ca muốn đụng đến bọn họ cũng phải muốn ước lượng hậu quả. Mã Phi Bạch một đôi tay đưa vào ngồi ở trên đùi hắn nữ nhân trong cổ áo của mặt, không chút khách khí nắn bóp nữ nhân bộ ngực cao ngất, chọc cho nữ nhân khẩu trung thở gấp không dứt. Thật không biết Diệp kẻ ngu si là thật nghiêu bê, hoặc nghiêu bê, ta nhớ kỹ lần trước chúng ta nhìn thấy Diệp kẻ ngu si còn là 3 năm trước đây ni đi. Trước đây Diệp kẻ ngu si là dùng Tống Trung dẫn đầu nhất bang kinh thành công tử ca món đồ chơi, bị Tống Trung bọn họ đùa là xoay quanh. Kiều Cao Dương vừa cười vừa nói. Bất kể Diệp kẻ ngu si nghiêu không nghiêu bê, dù sao chúng ta là không cần phải sợ hắn, lần này Diệp gia cùng võ gia vì Diệp kẻ ngu si cùng kinh thành nhiều gia tộc hoàn toàn quyết liệt, theo ta thấy Diệp gia cùng võ gia dùng không được bao nhiêu năm tự hội rời khỏi kinh thành đại gia tộc trong hàng ngũ. Thậm chí là lúc đó bao phủ tại lịch sử sông dài chung. Mã Phi Bạch bưng ly rượu lên uống một ngụm rượu nói rằng. Tốt, không nên đàm những. Này không quan hệ sự tình khẩn yếu, chúng ta vội vàng uống mấy chén, đợi một lát ở nơi này ghế lô thật tốt chơi thượng một chơi. Mã Phi Bạch khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Nhưng vào lúc này, một gã nữ phục vụ viên đẩy cửa ra, lại bang Mã Phi Bạch chúng nhân cầm tới một dương rượu đỏ. Tại đẩy cửa ra chớp mắt, Mã Phi Bạch chúng nhân thấy được năm cái tuyệt sắc hình bóng, từ bọn họ cửa bao xương đi qua, Mã Phi Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng cực phẩm. Tuyệt đối là cực phẩm. Xem ra hôm nay có vui tử. Mã Phi Bạch trực tiếp bỏ lại ngồi ở trên đùi hắn nữ nhân, vội vàng chạy ra khỏi ghế lô. Mà Kiều Cao Dương, Phương Quang Viễn cùng Thạch Lạc An cũng theo sau Mã Phi Bạch, trơ mắt nhìn năm cái tuyệt mỹ nữ nhân hình bóng, cùng một người nam nhân hình bóng đi vào 815 ghế lô. Thế nào, có hứng thú hay không đi 815 ghế lô đùa giỡn một chút? Mặc dù không có nhìn đến nam nữ nhân tướng mạo, thế nhưng ta khẳng định các nàng tuyệt đối là mỹ nữ.
Mã Phi Bạch khá vì có hứng thú nói rằng. Phi Bạch, cái này sợ rằng không tốt lắm đâu. Nơi này là Kinh Thắng khách sạn, nếu như tại ở đây đem sự tình náo đại không tốt. Trong bốn người nhất cẩn thận Thạch An Lạc nói rằng. An Lạc, không hề gì thật lo lắng cho, lẽ nào ngươi đã quên ta Mã gia tại Kinh Thắng khách sạn cũng có cổ phần sao? Yên tâm đi, đây chính là năm cái nũng nịu đại mỹ nhân, nếu như cái kia nam thật có bối cảnh, liền trực tiếp đi Kinh Thắng khách sạn chí tôn ghế lô, ta nhìn đối phương tối đa cũng chỉ là kinh thành nhị lưu công tử ca, cho dù đối phương là kinh thành nhất lưu công tử ca, chúng ta cũng không tất yếu sợ. Mã Phi Bạch trong đầu nhớ lại vừa rồi nam nữ nhân từng người bất đồng hình bóng, trong lòng đã là có chút không kịp chờ đợi. Tại Mã Phi Bạch lần giải thích này chi hạ, Thạch An Lạc đám ba người tài xem như là đồng ý. Không biết, cái này trên thế giới cũng không là tất cả năng lực cường hãn người, tới nơi nào đều thích khoe khoang. 815 ghế lô. Diệp Thần Phong, Võ Hiểu Phỉ, Bạch Tuyết Linh, Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ lần lượt sau khi ngồi xuống, Diệp Thần Phong liền bắt đầu hướng một bên nhân viên phục vụ gọi món ăn. Tại Diệp Thần Phong vừa điểm hoàn món ăn thời gian, két một tiếng, ghế lô môn bị đẩy ra, bởi vì tên nhân viên phục vụ đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt, tướng Diệp Thần Phong chặn lại, cho nên đi vào ghế lô Mã Phi Bạch chúng nhân nhìn không thấy Diệp Thần Phong tướng mạo, trái lại tướng Võ Hiểu Phỉ đẳng nam nữ dáng dấp nhìn được nhất thanh nhị sở. Mỹ, thật sự là quá đẹp. Tuy rằng Bạch Tuyết Linh được khen là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng từ trước Bạch Tuyết Linh cơ hồ là không tham gia bất luận cái gì vũ hội đẳng hoạt động, cho nên cái này bốn cái nhị lưu gia tộc công tử ca, không có ở trước tiên nhận ra Bạch Tuyết Linh tới, bọn họ đã từng thấy qua Bạch Tuyết Linh số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi, lúc này Bạch Tuyết Linh ăn mặc, cùng từ trước nàng có lớn vô cùng khác nhau. Mã Phi Bạch cũng không nhìn được nữa, nói rằng, tiểu tử, đem cái này năm vị mỹ nữ nhượng cho chúng ta, ta Mã Phi Bạch miễn cưỡng có thể cho ngươi làm bằng hữu của ta, ngươi thấy thế nào? Ân. Diệp Thần Phong xê dịch thân thể, nhượng tướng mạo của hắn có hiện tại Mã Phi Bạch bọn bốn người trước mặt, hắn không có nghĩ đến tới ăn một bữa cơm, còn sẽ gặp phải vài cái không biết sống chết hoàn khố tử đệ. Xem ra hồng nhan kẻ gây tai họa cái này từ quả nhiên đều không phải nói mò. Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ hôm nay tới đến Kinh Thành, Diệp Thần Phong tâm tình coi như là không tệ, không dự định lại cái này bốn gã hoàn khố tử đệ trên người lãng phí thời gian. Thanh âm lạnh giá nói rằng cho các ngươi một phút cút đi. Mã Phi Bạch đẳng bốn ánh mắt của người tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, nhìn đến Diệp Thần Phong đầu tiên mắt, bọn họ cảm giác đặc biệt quen thuộc, lại nhìn thấy nhìn lần thứ hai thời gian, bốn người bọn họ sôi nổi đổi sắc mặt, Mã Phi Bạch không xác định hỏi, Diệp Thần Phong. Còn dư lại 40 giây, Diệp Thần Phong không trả lời Mã Phi Bạch lời nói. Mà Mã Phi Bạch chúng nhân xác định người thanh niên này chính là Diệp Thần Phong, Mã Phi Bạch cổ khởi vài phần dũng khí, nói rằng, Diệp Thần Phong, người có tư cách gì nhượng chúng ta cút đi. Các ngươi Diệp gia không bao lâu tự hội xong đời. Cùng người ngu xuẩn nói, coi như là lãng phí thời gian, Diệp Thần Phong nhìn đồng hồ tay một chút, vừa cười vừa nói, một phút đến, các ngươi mất đi bản thân cút đi cơ hội. Phanh, một tiếng. Diệp Thần Phong trực tiếp đem vật cầm trong tay một cái ly thủy tinh cấp bóp nát, bàn tay chung miệng thủy tinh cha, hướng Mã Phi Bạch khuôn mặt phi bắn mà đi. A, hét thảm một tiếng, miệng thủy tinh cha toàn bộ rơi vào Mã Phi Bạch gương mặt trong thịt mặt, trong lúc nhất thời, Mã Phi Bạch cả khuôn mặt huyết nhục mơ hồ. Lan, không nên lại để cho ta nói lần thứ ba. Diệp Thần Phong lớn tiếng quát dẹp đường. Mã Phi Bạch đau nhè răng trợn mắt, kiều cao dương. Phương Quang Viễn cùng Thạch An Lạc, sợ đến hai chân run một cái, một bãi chất lỏng màu vàng từ bọn họ khố hạ chảy ra, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi 815 ghế lô, rời đi ghế lô sau, Mã Phi Bạch bọn bốn người tê liệt ngồi trên mặt đất, bốn người toàn bộ là hai mắt vô thần. Bốn người bọn họ hoàn toàn đã quên vừa rồi tại 888 số ghế lô, một hơi một cái Diệp kẻ ngu si, hoàn toàn không có tướng Diệp Thần Phong để vào mắt, mà tại hiện thực trước mặt. Bọn họ bị Diệp Thần Phong dọa cho được tè ra quần, bọn họ tại Diệp Thần Phong trên người cảm thấy một cổ khí tức tử vong, căn bản không có dũng khí cùng Diệp Thần Phong gọi nhịp. Xưa nay không giống ngày xưa, đã từng Diệp kẻ ngu si lại cũng không phải người ngu. Điều không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đủ tùy tiện đạp lên hai chân. Chương 537, nói một câu thể ngôn,
đạo một câu hứa hẹn. Mã Phi Bạch đẳng bốn cái nhị lưu hoàn khố tử đệ xông vào ghế lô, đối với Diệp Thần Phong đẳng người mà nói chỉ là một không phải việc quan trọng nhạc đệm, nếu như Diệp Thần Phong còn là trước đây cái kia mắc kinh hoàng chứng Diệp kẻ ngu si, chỉ sợ hắn đã sớm đến Diêm Vương Điện đi trình diện, nhưng mà, cái này trên thế giới không có nếu như, bây giờ Diệp Thần Phong linh hồn là đến từ 500 năm sau thế giới, cái này quyết định hắn muốn bước trên một điều con đường cường giả, những này kinh thành đại gia tộc hoàn khố các thiếu gia, theo Diệp Thần Phong bọn họ liền một đống cứt chó đều so ra kém. Dừng lại bữa trưa ăn xuống, Võ Hiểu Phỉ cùng Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân trong lúc đó là càng quen thuộc, nghiễm nhiên đến không có gì giấu nhau trình độ. Võ Hiểu Phỉ nói rằng, Uyển Đình, kế tiếp chúng ta đi trong thương trường đi dạo một chút đi. Các ngươi thuận tiện cấp Thần Phong ra ra mua chút lễ vật, còn có ra ra của ta đợi một lát vậy cũng hội tại Diệp gia. Tuy rằng ta có thể thật tâm thật ý coi các ngươi là làm tỉ muội, nhưng cái khó miễn ra ra ta nhìn thấy các ngươi trong lòng hội có chút ý kiến, cho nên Uyển Đình các ngươi hay nhất cũng cho ra ra ta mua chút lễ vật, chính cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, ta khẳng định hội đứng tại các ngươi bên này. Tại đề nghị của Võ Hiểu Phỉ hạ, Diệp Thần Phong, Triệu Uyển Đình chúng nhân cùng đi thương trường mua một ít lễ vật, đối với Diệp gia tới nói cái gì đồ đạc cũng không thiếu. Cho nên lễ vật này cũng chỉ là một loại hình thức, một loại cho thấy đúng trưởng bối tôn kính thái độ mà thôi. Mua xong lễ vật sau, mọi người liền khởi hành hồi Diệp gia. Diệp Thần Phong một thân một mình mở ra hắn chiếc Mercedes-Benz, Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân đều ngồi ở Võ Hiểu Phỉ chiếc quân dụng xe Jeep thượng. Đường hai chiếc xe chạy đến Diệp gia cổng, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến cửa biệt thự mấy tên lính võ trang đầy đủ sau. Hai cái này tiểu nha đầu không tự chủ được khẩn trương. Các nàng có thể chưa từng có gặp qua loại chiến trận này ni. Một nghĩ đến đợi một lát tự muốn gặp được thòng lui tới chỉ có tại TV tin tức thượng tài năng đủ thấy lão nhân sau, ngay cả tam nữ trung chấn định nhất Triệu Uyển Đình. Hai tay cũng không kiềm hãm được nắm chặt, biểu lộ nàng tâm tình của giờ khắc này tịnh không thoải mái. Hai chiếc xe thông suốt lái vào Diệp gia biệt thự, Diệp Thần Phong dẫn đầu từ Mercedes-Benz thượng đi xuống. Sau đó chúng nữ cũng sôi nổi tòng quân dùng xe Jeep thượng đi xuống, Diệp Thần Phong nhìn đến hơi lộ ra khẩn trương Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ, khóe miệng tự nhiên mà vậy lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng, Uyển Đình, Hân Nhi, Phỉ Phỉ, ra ra ta rất dễ nói chuyện. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, nếu ta Diệp Thần Phong đem các ngươi mang về Diệp gia, như vậy các ngươi chính là ta người của Diệp gia, chẳng qua là về nhà mà thôi, có gì phải sợ. Hoa Tâm Đại La Bạc, một bên Bạch Tuyết Linh tức giận trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, trong lòng vì Triệu Uyển Đình, Đường Hân đẳng nữ nhân âm thầm cảm thấy không đáng. Tốt, chúng ta đi vào chung đi. Diệp Thần Phong dẫn đầu hướng Diệp gia trong phòng khách đi. Diệp gia trong phòng khách. Diệp Lão Gia Tử, Võ Lão Gia Tử, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Ninh Mẫn Hiến cùng Ninh Vũ Đình đều ở đây. Ninh Vũ Đình làm Ninh Mẫn Hiến tỷ tỷ. Ngày mai sẽ là muội muội Ninh Mẫn Hiến ngày đại hôn, nàng đương nhiên cũng cần giúp đỡ muội muội xử lý một sự tình. Đông Kiệt, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa? Ngày mai Diệp gia trong biệt thự phải tăng cường phòng vệ, chúng ta Diệp gia làm việc vui không chỉ muốn vui vẻ, nở mày nở mặt. Còn phải muốn làm đến vạn vô nhất thất, trên đường nghìn vạn không thể đủ ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Diệp lão gia tử nhìn Diệp Đông Kiệt nói rằng, tròn hơn 30 năm. Diệp Đông Kiện cuối cùng là nghênh đón hắn cuộc sống hôn nhân, trong lòng là Mỹ tư tư, cấp bận gật đầu nói, ba. Ngài để lại 100 tâm, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Ngày mai là của chính ta ngày đại hôn, ta chẳng lẽ còn hội mã hổ sự sao? Ta hai ngày này mí mắt vẫn khiêu cái liên tục, trong lòng luôn luôn tính không dưới tới, lo lắng ngày mai hôn lễ thượng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu Đông Kiện ngươi đều chuẩn bị xong, như vậy ta nghĩ là ta quá lo lắng. Diệp lão gia tử thở dài một hơi nói rằng, Trấn Hồng, ta xem ngươi gần nhất thật là nghĩ sự tình nhiều lắm, thật tốt buông lỏng một chút tâm tình đi. Đúng, Thần Phong cùng Hiểu Phỉ đi nơi nào? Võ lão gia tử mở miệng hỏi. Bọn họ hai cái sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, cũng không có nói là muốn đi đâu. Diệp lão gia tử hồi đáp. Nhắc Tào Tháo tự đến. Tại Diệp lão gia tử vừa dứt lời chi tế. Diệp Thần Phong liền đi vào trong phòng khách, Võ lão gia tử vừa định muốn cười cùng Diệp Thần Phong chào hỏi, nhưng mà nhìn đến Diệp Thần Phong phía sau,
ngoại trừ Võ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh hai nàng người, còn nhiều hơn đi ra ba cái tướng mạo xuất chúng nữ nhân, nụ cười trên mặt hắn tiêu thất, hắn mơ hồ cảm giác ba người nữ nhân này cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Diệp lão gia tử cũng có chút ngạc nhiên đánh giá Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ, khuôn mặt như cũ vẫn duy trì vừa rồi phó biểu tình, cũng không hỉ, cũng không nộ. Ở trong phòng khách tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Thần Phong đi tới Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử trước mặt, thanh âm kiên định nói rằng, gia gia, Võ gia gia, ba vị này cũng là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, các nàng phân biệt gọi Triệu Uyển Đình, Đường Hân, Vương Phỉ Phỉ. Muốn nói từ đầu đến cuối muốn nói, cùng với chờ hai vị lão gia tử mở miệng hỏi, không bằng Diệp Thần Phong trực tiếp sảng khoái nói ra. Lời này vừa nói ra, Võ lão gia tử khuôn mặt người thứ nhất leo lên nhàn nhạt vẻ mặt phẫn nộ, Diệp lão gia tử chỉ là hơi nhíu mày một cái, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh một bộ Thần Phong ngươi lần này chết chắc rồi biểu tình, mà Ninh Vũ Đình đột nhiên cảm giác trong lòng có chút chua xót, trong lòng không nén nổi hỏi bản thân, lẽ nào ta là đang ghen tị sao? Võ lão gia tử sâu hít hai cái khí, vừa định muốn chất vấn Diệp Thần Phong, đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Võ Hiểu Phỉ tựu lên tiếng, ra ra, ta và Uyển Đình các nàng đã là hảo tỉ muội, sau đó chúng ta cũng hội vẫn cùng với Thần Phong. Võ Hiểu Phỉ biểu lộ nàng kiên định lập trường. Ngữ ra kinh người. Ở đây ai cũng không có nghĩ đến Võ Hiểu Phỉ lại có thể như thế đại lượng. Võ lão gia tử vừa định muốn nói ra khỏi miệng lời nói bị tạp tại cổ họng trong. Ánh mắt tại Diệp Thần Phong, Võ Hiểu Phỉ cùng Triệu Uyển Đình đằng tam nữ trên người qua lại đung đưa, chốc lát sau, thật sâu thở dài một hơi, nói rằng, Hiểu Phỉ, ngươi nhà đầu ngốc này, nếu ngươi đều không để ý, như vậy ta cái này tao lão đầu còn có cái gì tốt ngại. Kỳ thực Võ lão gia tử trong lòng cũng biết, dùng Diệp Thần Phong vượt qua thường nhân năng lực, tương lai bên người khẳng định không chỉ một nữ nhân, ngay cả bọn họ những. Này lâu dài cư địa vị cao lão nhân. Tại lúc còn trẻ, có người nào ở bên ngoài không có nữ nhân? Gặp Võ lão gia tử không để ý, Diệp lão gia tử khuôn mặt lập tức khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện nay Diệp gia dòng chính người lớn đơn bạc, hắn ước gì Diệp Thần Phong có thể nhiều mấy người phụ nhân. Hắn tương lai tôn tử tôn nữ cũng khẳng định tựu nhiều, vội vàng cười ha hả nói rằng, Thần Phong, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, do các ngươi thanh niên nhân bản thân quyết định, chúng ta tựu không dính vào. Mắt thấy Võ lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng không có ý kiến, Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua, đứng ở một bên khuôn mặt có chút mùi giấm Ninh Vũ Đình, Diệp Thần Phong đang lúc mọi người nhìn soi mói hướng Ninh Vũ Đình đi tới, cái này những người ở chỗ này lại có một ít trượng hai hòa thượng không nghĩ ra được, ngoại trừ Ninh Mẫn Hiến cùng Diệp Đông Kiện lòng biết rõ bên ngoài. Diệp Đông Kiện tại trong lòng thầm nghĩ, thảo, Thần Phong đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Hắn chẳng lẽ còn muốn công khai hắn cùng Ninh Vũ Đình quan hệ? Cứ như vậy hắn không tự thật muốn thành tỷ phu của ta sao? Cái này cho cái nuôi xã hội, thật con mẹ nó cùng ta Diệp Đông Kiện khai một cái thật to vui đùa. Ba thước, hai thước, một thước, gần, càng ngày càng gần. Theo Diệp Thần Phong tới gần, Ninh Vũ Đình đôi má hơi phím hồng, khuôn mặt bày biện ra một loại không biết làm sao thần sắc. Diệp Thần Phong đứng ở Ninh Vũ Đình bên cạnh, nói rằng, ra ra, Võ ra ra, kỳ thực Vũ Đình cũng là nữ nhân của ta nghĩ các ngươi nên như cũ không hội ngại đi. Cái gì? Có quân trung nữ thần danh xưng là, hơn nữa là Ninh Mẫn Hiến tỷ tỷ Ninh Vũ Đình, lại có thể cũng là Diệp Thần Phong nữ nhân. Điều này làm cho Diệp lão gia tử, Võ lão gia tử cùng Võ Khôn Minh bọn người mở to hai mắt nhìn. Mà Ninh Vũ Đình còn lại là đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Đồng thời trong lòng có loại hạnh phúc vị tại sinh sôi. Mà thôi, Thần Phong, tiểu tử ngươi sau đó nhất định tốt tốt đối đãi Hiểu Phỉ, nếu không ta và ngươi không để yên. Võ lão gia tử hữu khí vô lực nói rằng. Diệp Thần Phong khá vì lúng túng gãi đầu một cái, trong đầu không khỏi nghĩ tới Hàn Sơ Tuyết người nữ nhân này, trước đây Hàn Sơ Tuyết ly khai thiên hải trước, đem thân thể của nàng cho Diệp Thần Phong. Cho nên theo Diệp Thần Phong Hàn Sơ Tuyết cũng là nữ nhân của hắn, hắn một ngày nào đó hội tướng Hàn Sơ Tuyết cấp tìm trở về, vì vậy còn nói thêm, ra ra, Võ ra ra, kỳ thực ni. Ngoại trừ Hiểu Phỉ, Uyển Đình, Hân Nhi, Phỉ Phỉ cùng Vũ Đình bên ngoài, ta còn có một cái nữ nhân, chỉ là hiện nay nàng không ở kinh thành. Lúc này, Võ lão gia tử không thể đủ lại bình tĩnh,
Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện khuôn mặt cũng là một bộ ước ao đố kỵ hận biểu tình. Diệp Thần Phong trực tiếp kéo bên cạnh Ninh Vũ Đình Ngọc Thủ, sau đó nói, Hiểu Phỉ, Uyển Đình, Hân Nhi, Phỉ Phỉ, chúng ta đi ra ngoài trước tránh gió. Nói xong, Diệp Thần Phong tự lôi kéo Ninh Vũ Đình nhanh chân ra bên ngoài đi, Võ Hiểu Phỉ, Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ cũng theo sau Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình đi ra Diệp gia phòng khách. Biệt thự bên ngoài, ánh dương quang khuynh sái, Diệp Thần Phong híp mắt nhìn thẳng trên bầu trời Thái Dương, ngược lại, nhìn bên cạnh hắn năm cái tuyệt sắc nữ nhân, có thành thục hình, có khả ái hình, có la lị hình, hắn cười, cười đến rất ngu. Thần Phong ca ca, người cười tốt ngu ngốc nga, thế nhưng Hân Nhi thích nhìn Thần Phong ca ca như vậy cười. Đường Hân quyết cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, Diệp Thần Phong vươn tay sờ sờ Đường Hân đầu, nói rằng, ông trời đúng ta Diệp Thần Phong thật là không tệ a. Ta sẽ dùng ta suốt đời tinh lực đi che chở các ngươi, bảo hộ các ngươi, sẽ không để cho các ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì. Nói một câu thệ ngôn, đạo một câu hứa hẹn. Cái này là Diệp Thần Phong phát ra từ nội tâm lời thật lòng. Chương 538, hôn lễ biến đổi lớn. Tháng 10 số 1. Đây đối với kinh thành Diệp gia mà nói là một cái cực kỳ vui mừng ngày, Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến tướng vào hôm nay cử hành một hồi long trọng hôn lễ. Thiên còn tảng sáng thời gian, Diệp gia trên dưới mà bắt đầu bận rộn, bởi Diệp lão gia tử tiếp nhận rồi Triệu Huyền Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ, cho nên cái này tam nữ ngày hôm nay cũng khởi một cái đại sớm, giúp đỡ Diệp gia rất bận rộn, các nàng nghiễm nhiên đã đem mình làm là người Diệp gia. Hôn lễ vốn là muốn tại tửu điếm trong cử hành, bất quá, Diệp lão gia tử cho rằng ở nhà cử hành tương đối náo nhiệt, huống hồ Diệp gia biệt thự lớn vô cùng, đầy đủ bày ra yến hội cùng cử hành hôn lễ, cho nên Diệp lão gia tử đến lúc điều chỉnh lại một chi võ cảnh bộ đội, tới cam đoan Diệp gia biệt thự an toàn, dù sao ngày hôm nay tướng có rất nhiều kinh thành đại nhân vật muốn tới tham gia cuộc hôn lễ này, 100% an toàn tuyệt đối phải bảo đảm. Diệp Đông Kiện hôm nay mặc một cái hắc sắc thủ công Âu phục, cái này bộ đồ tây thợ khéo đặc biệt tinh tế, mặc ở Diệp Đông Kiện trên người đặc biệt thích hợp, đưa hắn to tráng vóc người hoàn mỹ hiện ra đi ra. Tục ngữ nói, Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc. Diệp Đông Kiện tại bộ này tây trang màu đen phụ trợ hạ, cả người khí chất tăng lên thật nhiều lần, phảng phất là từ chuyện cổ tích trong đi ra anh dũng kỵ sĩ, khuôn mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười tự tin. Đông Kiện, ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi mặc vào Âu phục sau, thẳng nhân mô cẩu dạng, Võ Khôn Minh cười đi vào Diệp gia phòng khách, bàn tay dùng sức vỗ vỗ Diệp Đông Kiện vai. Diệp Đông Kiện đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, Võ Khôn Minh, ngươi cái này là đố kỵ, ngươi cái này là trần trụi đố kỵ, là điều không phải nhìn đến ta ăn mặc tây trang hình dạng quá đẹp trai. Cho nên trong lòng cảm thấy không thăng bằng. Võ Khôn Minh, ngươi khí chất là cùng bẩm sinh tới. Nếu để cho ngươi mặc vào cái này bộ đồ tây, có thể ta có khí chất như vậy sao? Phải biết rằng ngày hôm nay ta Diệp Đông Kiện là nhân vật chính, những người khác đều chỉ là phối hợp diễn mà thôi. Nga, Đông Kiện, ngươi thật là cho là như vậy sao? Vậy ngươi xem ngươi phía sau. Võ Khôn Minh vừa cười vừa nói. Diệp Đông Kiện không cho là đúng quay người sang, nụ cười trên mặt tức khắc cứng ngắc ở, chỉ thấy ngày hôm nay Diệp Thần Phong ăn mặc một bộ bạch sắc tu thân Âu phục. Tóc đơn giản xử lý thoáng cái, nguyên bản Diệp Thần Phong tướng mạo tự tuyệt đối xưng là tiểu bạch kiểm, là loại phu nhân thấy được tự cho đã mắt sáng lên loại hình. Có thể nói Diệp Thần Phong ủng có một cực kỳ tốt túi da. Nhất là lúc này từ trên xuống dưới thay đổi một bộ quần áo Diệp Thần Phong, giơ tay nhấc chân gian đều tản mát ra một loại đặc thù mị lực, điều này làm cho Diệp Đông Kiện cũng không khỏi không cảm thán, hắn cái này tiểu thúc tại ngoại mạo thượng cùng đứa cháu này chênh lệch cách xa vạn dặm ni. Nếu như nói Diệp Đông Kiện trải qua trên người tây trang màu đen phụ trợ sau, là một cái từ chuyện cổ tích trong đi ra kỵ sĩ, như vậy chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí chính là từ chuyện cổ tích trong đi ra bạch mã vương tử, kỵ sĩ như thế nào đi nữa ngưu bê. Cũng chỉ là vương tử bên cạnh hộ vệ mà thôi, giữa hai người chênh lệch có cách biệt một trời. Võ Hiểu Phỉ, Triệu Huyền Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ xung quanh Diệp Thần Phong tại nói chuyện phiếm. Cái này bốn nữ nhân ngày hôm nay cũng riêng ăn diện một chút, có thể nói là càng phụ trợ ra các nàng nghiêng nước nghiêng thành khí chất. Ninh Vũ Đình bởi phải ở nhà cùng Ninh Mẫn Yến, cùng đợi Diệp Đông Kiện đi đón tân nương tử. Cho nên nàng không có nói đến đây Diệp gia. Một cái có khí chất,
có tướng mạo soái ca, phối hợp bốn cái tuyệt đối hại nước hại dân cấp mỹ nữ khác, nếu như đến lúc đó Ninh Vũ Đình tới, đó chính là năm cái hại nước hại dân mỹ nữ. Đây tuyệt đối sẽ trở thành ngày hôm nay cuộc hôn lễ này tiêu điểm, điều này làm cho Diệp Đông Kiện cái này khổ bức bách nam nhân tình dùng Hà Kham A. Đến cùng hôm nay là ai hôn lễ? Ai mới là nhân vật chính? Diệp Đông Kiện tại trong lòng bất đắc dĩ gieo hò, vẻ mặt đau khổ đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, Thần Phong, tiểu tử ngươi ngày hôm nay có cần thiết phong phanh như vậy sao? Vội vàng đem bạch sắc âu phục cấp bị thay thế, ngươi cái này là ý định cấp tiểu thúc ta trong lòng một ngạt ni a. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, tiểu thúc, ngày hôm nay giàu gì cũng là ngươi hôn lễ, lẽ nào làm cháu ngươi ta, không nên phải mặc chính thức một ít sao? Tiểu thúc, lẽ nào ngươi là sợ ta cướp ngươi hôm nay danh tiếng sao? Ngươi muốn đối với mình một cách tự tin, ngươi mới là hôm nay vai nam chính, ta tối đa chính là giúp ngươi đả tương du, lại nói mặc quần áo này là ra ra nhượng ta đổi thượng, ngươi nhất định phải nhượng ta cởi. Diệp Thần Phong cười tiếp tục nói. Đầu năm nay bi thảm nhất chớ quá cho vai nam chính so một cái đả tương du đều lớn lên khó coi, nhưng lại không dứt khó coi một chút. Diệp Đông Kiện có thể không dám vi phạm Diệp lão gia tử lời nói, vì vậy chỉ có thể một mình yên lặng an ủi mình, ngày hôm nay ta Diệp Đông Kiện mới là nhân vật chính, ngày hôm nay ta Diệp Đông Kiện mới là nhân vật chính. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều tân khách lẻ loi tán tán đi tới Diệp gia biệt thự, Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử hai người cùng nơi thăm hỏi đến từ đại gia tộc chung các lão đầu tử, đương nhiên trước đó không lâu cùng Diệp gia, Võ gia triệt để quyết liệt gia tộc. Ngày hôm nay nhất định là sẽ không tới tham gia Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến hôn lễ. Trấn Hồng, Đông Kiện ngày hôm nay cuối cùng là muốn thành gia, ngươi trong lòng một tảng đá cũng có thể để xuống đi. Đúng, ta muốn thương lượng với ngươi một việc, hiện tại Thần Phong nữ nhân bên người cũng không chỉ Hiểu Phỉ một cái, tương lai ngươi ôm tôn tử, tôn nữ đều muốn ôm mềm tay, nếu không tương lai nhượng Thần Phong cùng Hiểu Phỉ hài tử họ Võ, ngươi xem chuyện này thế nào? Võ lão gia tử có thể vẫn nhớ Diệp Thần Phong tốt đẹp gen, hắn tin tưởng Diệp Thần Phong hài tử các phương diện điều kiện tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Diệp lão gia tử tỉ mỉ trầm tư chốc lát, dùng Diệp Thần Phong hiện tại nữ nhân bên cạnh xu thế, tương lai Diệp gia nhất định là muốn con cháu đầy đàn, thế nhưng Võ Hiểu Phỉ nói như thế nào cũng là Diệp Thần Phong chính quy vị hôn thê. Diệp lão gia tử nói rằng, An Quốc, người muốn cho Thần Phong cùng Hiểu Phỉ hài tử họ Võ. Cái này kiện sự tình cũng không phải là không thể được thương lượng, bất quá, Thần Phong cùng Hiểu Phỉ phải muốn nguyện ý sinh hạ hai người con trai, một cái họ Diệp, một cái họ Võ. Như vậy ta tài năng đủ miễn cưỡng đồng ý. Võ lão gia tử vừa nghe việc này hấp dẫn, vội vàng nói, Trấn Hồng, cái này kiện sự tình chúng ta tự một lời đã định, đến lúc đó ngươi cũng không thể đủ đổi ý. An Quốc, nhìn ngươi cái này lòng dạ hẹp hòi, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Có thể cho Đông Kiện xuất phát đi đón cô dâu. Diệp lão gia tử nhìn đồng hồ tay một chút nói rằng. Diệp gia biệt thự trong vườn hoa người đến người đi, Diệp Thần Phong cùng Võ Khôn Minh chúng nhân chuẩn bị cùng nơi cùng Diệp Đông Kiện đi đón dâu. Tại Diệp Thần Phong bọn họ ngay phía trước, một gã phụ trách biệt thự an toàn võ cảnh, trong ngực ôm một chậu bồn hoa, bởi cái này bồn hoa đặt địa phương, thường ngăn trở tân khách đường đi. Cho nên cái này tên võ cảnh chuẩn bị tướng bồn hoa rời đến không quá vướng bận địa phương đi. Ních 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 ních. Liên tiếp cực kỳ không làm cho người chú ý thanh âm, truyền vào Diệp Thần Phong tai trong, dùng Diệp Thần Phong bén nhạy thính giác, cũng chỉ có thể đủ loáng thoáng nghe được một ít, huống chi là Diệp Đông Kiện bọn họ. Diệp Thần Phong chân mày trong nháy mắt nhíu lên, dựa vào cực kỳ bén nhạy thính giác phán đoán phương hướng của thanh âm. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại tên võ cảnh trong lòng bồn hoa thượng. Ních 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 ních. Thanh âm rất nhỏ càng ngày càng gấp rút, Diệp Thần Phong hướng về phía tên võ cảnh quát dẹp đường, ngươi dừng lại cho ta. Bị Diệp Thần Phong tiếng quát to này, tên võ cảnh có chút không biết làm sao đứng tại chỗ, Diệp Thần Phong thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tên võ cảnh trước mặt, phanh. Một cước, Diệp Thần Phong dùng sức đá vào bồn hoa dưới đáy. Bồn hoa trong nháy mắt thoát khỏi tên võ cảnh trong lòng, hướng trên bầu trời phi bắn mà đi, người ở chỗ này đều không rõ Diệp Thần Phong vì sao muốn đột nhiên làm cái này loại không giải thích được sự tình. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử vừa định muốn mở miệng hỏi lời nói, chỉ nghe thấy oanh. Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời bồn hoa nổ tung,
nổ tung uy lực đặc biệt to lớn, nửa bầu trời đều tràn ngập tại trong ánh lửa. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, ở đây tất cả mọi người âm thầm nuốt nước bọt, nếu như vừa rồi Diệp Thần Phong không có tướng Bồn Bồn Hoa Đá phải trên bầu trời đi, chỉ sợ bọn họ ở đây tất cả mọi người muốn tử lần này bạo tạc chung, tất cả mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn tâm tình. Diệp Đông Kiện nhìn trên bầu trời sáng lạn hỏa quang, trên mặt của hắn ngoại trừ hơi sợ hãi bên ngoài, chính là vô cùng vô tận phẫn nộ rồi, hôm nay là hắn Diệp Đông Kiện trong cuộc đời là tối trọng yếu ngày, bây giờ lại có thể gặp bạo tạc sự kiện, như vậy hắn hôm nay hôn lễ nhất định là tổ chức không nổi nữa, vậy làm sao có thể đủ nhượng hắn không tức giận. Chương 539, chủ động đưa tới cửa đáp án. Kịch liệt tiếng nổ mạnh như cũ vang vọng ở bên tai, trên bầu trời sáng lạn hỏa quang dần dần tán đi. Diệp gia biệt thự trong vườn hoa yên tĩnh không tiếng động, thậm chí đại bộ phận người còn không có từ lần này bạo tạc chung phục hồi tinh thần lại, mà có chút tới tham gia ngày hôm nay cuộc hôn lễ này tân khách, bởi bạo tạc tới rất đột nhiên, rất kịch liệt, bọn họ đang nổ phát sinh qua sau, tự hai chân mềm nhún, một mông tê liệt ngồi trên mặt đất. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong cách đó không xa Võ Hiểu Phỉ cùng Triệu Uyển Đình đẳng mấy người phụ nhân, lúc này toàn bộ là sắc mặt trắng bệch một phiến. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử hai người khóa chặt chân mày, nhất là Diệp lão gia tử, ngày hôm nay có thể là của hắn tiểu nhi tử Diệp Đông Kiện ngày đại hôn, rốt cuộc là ai đang làm phá hư. Nếu như Diệp Thần Phong không có đúng lúc phát hiện Bồn Bồn Hoa có chuyện, hôm nay cuộc hôn lễ này sợ rằng muốn biến thành rất nhiều người táng thân chỗ. Chậm chậm tỉnh hồn lại các tân khách, sắc mặt khó coi tại trước tiên hướng Diệp lão gia tử cáo từ, bọn họ có thể không muốn bởi vì tới tham gia một hồi hôn lễ. Cho nên không minh bạch bị nổ chết, ai biết đạo Diệp gia trong biệt thự địa phương khác có còn hay không bị cài đặt uy lực to lớn bom. Trong nháy mắt, nguyên bản vui vẻ một hồi hôn lễ, trải qua một lần đột phát bạo tạc sự kiện sau, lưu lại chỉ có người của Diệp gia cùng Võ gia người, điều này làm cho Diệp lão gia tử khí được sắc mặt đỏ lên, Diệp gia tại kinh thành nhiều năm như vậy, lúc nào phát sinh qua như thế mất mặt sự tình. Diệp lão gia tử đưa mắt tập trung đến vừa rồi tên ôm Bồn Hoa Võ Cảnh trên người, tên Võ Cảnh cảm thụ được Diệp lão gia tử ánh mắt sắc bén, toàn thân không tự chủ được run một cái, vội vàng nói, thủ trưởng, ta không biết vì sao cái này Bồn Bồn Hoa trong có bom. Cái này thật không liên quan chuyện của ta. Diệp lão gia tử lớn tiếng quát dẹp đường, bạo tạc sự kiện cùng ngươi có quan hệ hay không? Ta khẳng định hội tra rõ. Ta điều các người Võ Cảnh bộ đội qua đây là vì phụ trách Diệp gia biệt thự an toàn. Mà các người cuối cùng đều làm chút gì, lại có thể bị người tại Bồn Hoa bên trong cài đặt bom. Nếu không Thần Phong phát hiện sớm, các người biết ngày hôm nay sẽ là hậu quả gì sao? Hôm nay tới tham gia Diệp Đông Kiện hôn lễ người, đại bộ phận đều là kinh thành quan lớn, hoặc là kinh thành cực kỳ lên được mặt bàn chính là nhân vật, nếu như những này người toàn bộ cùng nơi bị nổ chết. Như vậy kinh thành, thậm chí toàn quốc không thể nghi ngờ hội nghênh đón 12 cấp động đất. Thủ trưởng, lần này là chúng ta Võ Cảnh bộ đội mất chức, bất kể là cái gì nghiêm nghị nghiêm phạt, chúng ta Võ Cảnh bộ đội đều tiếp thu. Tại tất cả tân khách toàn bộ sau khi rời khỏi, ở đây Võ Cảnh bộ đội nhân viên toàn bộ tập trung đến cùng nơi, trong đó Võ Cảnh bộ đội đội trưởng đứng ra tràn đầy áy náy nói rằng. Ra ra, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Lúc này trước tìm sách đạn chuyên gia qua đây, tướng Diệp gia trong biệt thự toàn bộ kiểm tra một lần, phòng ngừa còn có bị lắp đặt bom tồn tại, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tại Diệp gia lắp đặt bom. Quang cái này một điểm tựu không phải là người nào có thể tùy tiện làm xong rồi. Diệp Thần Phong cực kỳ tính táo nói, càng là bình tĩnh tựu càng đại biểu cho Diệp Thần Phong phẫn nộ rồi, không nên nhìn biểu hiện ra Diệp Thần Phong đúng tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiện không lớn không nhỏ, nhưng mà... Diệp Đông Kiện cái này vị tiểu thúc tại Diệp Thần Phong trong lòng đồng dạng có vị trí trọng yếu, Diệp Đông Kiện hôn lễ bị như thế làm cho tạp. Thậm chí tất cả mọi người thiếu chút nữa tử đang nổ chi chung, cái này hoàn toàn đốt Diệp Thần Phong trong lòng tức giận ngòi nổ. Trấn Hồng, Thần Phong nói đặc biệt chính xác, hiện tại chúng ta trước tìm sách đạn chuyên gia qua đây, sau đó chúng ta lại phân tích. Rốt cuộc là ai có khả năng nhất tại các ngươi Diệp gia lắp đặt bom? Võ lão gia tử cũng lập tức phụ họa nói. Theo tân khách lần lượt rời đi, Diệp gia biệt thự bạo tạc sự kiện. Dường như trường cánh chim, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hoàn toàn truyền khắp kinh thành các đại gia tộc chung,
có thể nói rất nhiều đại gia tộc đều đang chờ nhìn Diệp gia chê cười. Nhất là trước đó không lâu cùng Diệp gia quyết liệt Dư gia, Dương gia, Tống gia cùng Bạch gia đẳng thật nhiều cái gia tộc, nhưng là hôm nay trận này bạo tạc sự kiện cùng mấy cái này gia tộc có quan hệ hay không ni. Chỉ có chờ cả kiện sự tình tra ra manh mối sau đó, tài năng đủ gặp rõ ràng. Nguyên bản chờ Diệp Đông Kiện đi nghênh đón tân nương Ninh Mẫn Yến, tả đẳng hữu đẳng đều đợi không được trước tới đón đâu người. Tại Ninh Mẫn Yến sắp tức giận thời gian, nhận được một lần đến từ Diệp gia điện thoại, sau đó Ninh Mẫn Yến cùng tỷ tỷ của nàng Ninh Vũ Đình tại trước tiên chạy tới Diệp gia. Diệp gia biệt thự trong phòng khách, bầu không khí đặc biệt ngưng trọng, bom chuyên gia đã đem Diệp gia toàn bộ kiểm tra rồi một lần, không có sẽ tìm ra viên thứ hai bom tới, điều này cũng làm cho mọi người tạm thời thở dài một hơi. Ngồi ở trên ghế salon Diệp Đông Kiện cùng với còn chưa kịp thay cho áo cưới Ninh Mẫn Yến. Hai người chân mày đều chăm chú nhíu thành một cái xuyên tự, ngày hôm nay đối với bọn hắn hai cái mà nói là trong đời vô cùng trọng yếu một ngày, vốn là thật vui vẻ một ngày, mà kết quả lại trở thành bây giờ loại tràng diện này. Diệp lão gia tử, võ lão gia tử cùng Diệp Thần Phong cùng nơi nhìn biệt thự trong vườn hoa quản chế thu hình lại, cuối cùng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, thậm chí liền bồn bồn hoa trong bị người nào cài đặt bom. Đang theo dõi thu hình lại trong cũng không có phát hiện. Cái này càng nhượng Diệp Thần Phong cảnh giác, có thể làm được liền một điểm đầu mối cũng không có lưu lại, đối phương thân phận cùng thủ đoạn khẳng định không đơn giản. Nhìn đến Diệp lão gia tử, võ lão gia tử cùng Diệp Thần Phong bước vào trong phòng khách, Diệp Đông Kiện vội vàng đứng lên, hỏi, ba, có không có ở quản chế thu hình lại chung phát hiện cái gì? Diệp Đông Kiện giọng nói chung chút nào che giấu không được thân thể trong không gì sánh được thịnh nộ. Diệp lão gia tử lắc đầu. Nói rằng, không có bất luận cái gì phát hiện, bất quá, Đông Kiện ngươi yên tâm, ta sẽ nhường có quan hệ bộ môn tham gia điều tra, dám đến chúng ta Diệp gia tới nháo sự, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trấn Hồng, ngươi cảm thấy cái này kiện sự tình có phải hay không là Tống gia, Dư gia, Dương gia cùng Bạch gia đẳng vài cái trong gia tộc một cái gia tộc làm? Hoặc là bọn họ âm thầm liên hợp lại cùng nơi làm? Võ lão gia tử suy đoán nói. Nếu quả như thật là bọn hắn làm, ta Diệp gia thế tất cùng bọn họ không chết không ngớt. Diệp lão gia tử hai con ngươi trung tản ra mạnh mẽ quang mang, một đôi bàn tay gầy guộc khẩn nắm chặt thành quyền đầu, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Diệp Thần Phong tịnh không cho là cái này kiện sự tình là Dư gia đẳng nhiều gia tộc gây nên, mở miệng nói rằng, gia gia, võ gia gia, ta cho rằng lần này bạo tạc sự kiện, phải cùng bọn họ tịnh không có vấn đề gì, Dư gia. Dương gia cùng Tống gia đẳng nhiều đại gia tộc, bọn họ là kinh thành số một số hai đại gia tộc, bọn họ nên biết vạn nhất sự tình bại lộ, bọn họ gia tộc tướng tại Hoa Hạ quốc lại không nơi sống yên ổn, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, cho nên nếu như bọn họ là người thông minh lời nói, tuyệt đối không biết dùng phương thức này để giải quyết chúng ta Diệp gia. Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử cảm thấy Diệp Thần Phong nói đặc biệt có lý. Vì vậy Diệp lão gia tử lại mở miệng hỏi, Thần Phong, như vậy ngươi cho rằng sẽ là ai đúng chúng ta Diệp gia hạ thủ? Tại kinh thành dám đối với chúng ta Diệp gia hạ thủ người ít lại càng ít. Diệp Thần Phong trong đầu cực lực suy tư về có thể làm ra loại chuyện như vậy người, khoảng chừng nửa phút sau, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu thoáng hiện bốn cái đại tự thôn phệ đế quốc. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong chuông điện thoại di động cũng vang lên. Đưa điện thoại di động từ trong túi đem ra, là một cái đặc biệt mã số xa lạ, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác cái này mở điện lời nói cùng hôm nay bạo tạc sự kiện có quan hệ, vì vậy liền nhấn chuyển được kiện, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái đặc biệt có từ tính thanh âm, Diệp Thần Phong, ta là Hắc Tâm, chúng ta đã lâu không gặp đi. Có muốn biết hay không ngày hôm nay phát sinh ở các ngươi Diệp gia bạo tạc sự kiện là ai làm? Nếu như ngươi có hứng thú biết, tại một giờ chiều chung thời gian, đến kinh thành phương Bắc một chỗ trong dãy núi tới, ta ở nơi nào chờ ngươi, bất quá, có một chút ta có thể nói cho ngươi biết, ngày hôm nay cái này kiện sự tình cùng ta một chút quan hệ cũng không có, một giờ chiều chung ngươi có muốn tới hay không, do ngươi tự lựa chọn. Đô 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 đô, Hắc Tâm nói xong cũng tại lập tức cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, đối với chủ này động đưa tới cửa đáp án, Diệp Thần Phong không để ý tới do không đi một chuyến. Theo Diệp Thần Phong Hắc Tâm coi như là một cái tương đối giảng tín dụng người, lần trước tại Thiên Hải Diệp Thần Phong bị trọng thương, nguyên bản Hắc Tâm có thể đưa hắn một lần hành động cầm hạ,
thế nhưng Hắc Tâm Tịnh không có làm như vậy, tuân thủ hắn hứa hẹn, chỉ cần Diệp Thần Phong xông qua hắn bảy cửa khẩu, hắn để lại Diệp Thần Phong cùng với lúc đó bị hắn bắt được Đường Hân cùng Phương Nam Tường rời đi. Chương 540, chúng mai phục. Thần Phong, là ai đánh cắp điện thoại của ngươi? Diệp lão gia tử cảm giác được Diệp Thần Phong khuôn mặt thần sắc biến hóa rất nhỏ. Diệp Thần Phong cũng không định che giấu, gia gia, Võ gia gia, là thôn phệ đế quốc người đánh cho ta, đối phương nói có thể nói cho ta biết hôm nay bạo tạc sự kiện là ai làm, cho nên lúc xế chiều ta phải đi ra ngoài một chuyến. Không được, ai biết đạo Diệp Thần Phong lời mới vừa nói xuất khẩu, Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử miệng đồng thanh ngăn trở. Điều này làm cho Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chúng nhân có chút nghi ngờ, dùng bọn họ trình tự còn không đủ để biết thôn phệ đế quốc cái tổ chức này, cùng với thôn phệ đế quốc cái tổ chức này chỗ đáng sợ, một đôi ánh mắt nghi ngờ tập trung đến hai vị lão gia tử trên người, đáng tiếc là hai vị này lão gia tử tịnh không có muốn giải thích cái gì. Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Hiến đột nhiên nghĩ tới, lần trước bởi vì Ninh Vũ Đình bị Minh Vương tổ phái đi M quốc giúp đỡ chấp hành nhiệm vụ, bọn họ hai cái cùng Diệp Thần Phong đi một chuyến Minh Vương căn cứ, lúc đó Minh Vương căn cứ người hình như thì có nhắc tới thôn phệ đế quốc, mà tự mình trải qua M quốc lần kia nhiệm vụ Ninh Vũ Đình, càng rõ ràng thôn phệ đế quốc là một cái vô cùng nguy hiểm tổ chức, không nén nổi lo lắng nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đạm nhiên cười nói, gia gia, Võ gia gia, hai người các ngươi không cần lo lắng cho ta, thôn phệ đế quốc tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng dùng ta thực lực bây giờ, tự bảo vệ mình sẽ không có bất cứ vấn đề gì, huống hồ ngày hôm nay tiểu thúc cùng tiểu thẩm hôn lễ bị làm cho tạp, ta nhất định muốn tra ra hung thủ sau màn tới. Diệp lão gia tử trầm ngâm một lát sau, nói rằng, Thần Phong, người buổi chiều muốn đi ra ngoài cũng được, bất quá người phải muốn dẫn thượng một chi võ cảnh bộ đội, như vậy ta tài năng đủ chân chính yên tâm. Diệp Thần Phong một trận cười gượng, ra ra, người nói ta mang theo võ cảnh bộ đội đi phó ước. Ngươi cho rằng đối phương còn có thể đúng giờ xuất hiện sao? Tôn tử của ngươi ta cũng không là nhà ấm trong đóa hoa. Cho dù thật gặp phải nguy hiểm, ta cũng hội nghĩ biện pháp chạy trốn, buổi chiều ta một người đi thì tốt rồi. Thần Phong, ta cùng đi với ngươi. Biết rõ thôn phệ đế quốc nguy hiểm, Ninh Vũ Đình không chút do dự mở miệng nói rằng. Diệp Đông Kiện cũng vội vàng nói, Thần Phong, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Nếu như đối phương thật biết ngày hôm nay trận này bạo tạc sự kiện là ai làm. Như vậy tiểu thúc ta làm sao có thể đủ những ngươi đi một mình mạo hiểm. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, ta nói, ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm, ta một người cũng tương đối dễ dàng thoát thân, nếu như mang theo các ngươi cùng đi, đến lúc đó ta chỉ hội phân tâm muốn chiếu cố sự an toàn của các ngươi, cho nên ta một người đi là thỏa đáng nhất. Diệp lão gia tử thở dài một hơi, gặp cháu của hắn Diệp Thần Phong như thế kiên định, hắn biết Diệp Thần Phong chắc là sẽ không cải biến lựa chọn. Vì vậy hắn chỉ có thể cuối cùng đánh nhịp đạo, Đông Kiện, Vũ Đình, hai người các ngươi chợt nghe Thần Phong đi. Dùng thực lực của các ngươi, đi cũng chỉ có thể đủ đương Thần Phong trói buộc mà thôi. Diệp Đông Kiện cùng Ninh Vũ Đình im lặng không lên tiếng, bọn họ biết Diệp Thần Phong cùng Diệp lão gia tử nói một điểm đều không sai. Dùng bọn họ chút thực lực ấy thật đúng là không thể giúp Diệp Thần Phong gấp cái gì. Thần Phong, nếu sự tình là chính ngươi quyết định, như vậy ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, cái này là gia gia ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất. Diệp lão gia tử tận tình vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai nói rằng. Gia gia, ngài hãy yên tâm, ta cam đoan hoàn chỉnh hồi Diệp gia. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình cùng Triệu Huyền Đình đẳng nữ nhân, một đám sôi nổi muốn Diệp Thần Phong chú ý an toàn. Khuôn mặt một bộ không bỏ được Diệp Thần Phong một mình đi mạo hiểm biểu tình. Cùng lúc đó, kinh ngoài ngoại ô một chỗ biệt thự chung. Một gã toàn thân cao thấp không có mặc một bộ y vật ngoại quốc nữ nhân, mị hoặc khuôn mặt hiện lên một vòng ngon ngọt dáng tươi cười. Trước ngực hai ngọn núi hơi rung động, trên người tản mát ra một loại nam nhân không thể chống cự mị lực. Dường như một điều ăn tươi nuốt sống yêu tinh xà. Cái này tên ngoại quốc nữ nhân mân mân tươi đẹp ướt át gợi cả môi, tâm tình không tệ lẩm bẩm Diệp Thần Phong. Hắc Tâm, lần này ta tới Hoa Hạ quốc trái lại thu hoạch khá lớn, không chỉ có thể tướng Diệp Thần Phong sát, ngay cả Hắc Tâm cũng có thể thuận tiện giải quyết. Cái này tên toàn thân cao thấp tản ra mị hoặc lực ngoại quốc nữ nhân,
là thôn phệ đế quốc tại M quốc người phụ trách Angelina, nàng đi qua nghe lén thiết bị, tướng Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong vừa mở điện lời nói, hoàn chỉnh cấp toàn bộ nghe được, bởi Angelina 2 năm trước tự cùng Hắc Tâm có chút qua lễ, tuy rằng hai người đều là tại cùng một tổ chức chung, thế nhưng Angelina vẫn muốn sát Hắc Tâm, lần này đối với nàng mà nói trái lại một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Angelina phủ thêm một cái gần như trong suốt hồng nhạt quần áo sau, liền rời đi kinh ngoài ngoại ô biệt thự này trong. 1 giờ chiều chung thời gian, Diệp Thần Phong lái xe đúng giờ đi tới cùng Hắc Tâm gặp mặt chỗ núi non cửa vào. Hắc Tâm so Diệp Thần Phong sớm đã tới, gặp Diệp Thần Phong từ trên xe đi xuống, Hắc Tâm liền hướng Diệp Thần Phong đón đi tới. Hắc Tâm trên người vẫn như cũ là trước sau như một, ăn mặc một bộ hắc sắc quần áo, khuôn mặt mang một cái màu xám cho mặt nạ, cổ họng trong phát sinh đặc biệt có tự tính thanh âm, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi đặc biệt đúng giờ, xem ra ngươi đối với ta còn là thẳng tín nhiệm. Vậy mà một người đến đây phó ước. Diệp Thần Phong nhìn Hắc Tâm, mặt không thay đổi nói rằng, ta đều không phải đối với ngươi có tự tin, ta là đúng tự ta có tự tin, ta tin tưởng cho dù nơi này là một cái bẫy, ta như cũ có thể dựa vào năng lực của mình an toàn ly khai. Ha ha ha. Hắc Tâm cổ họng trong phát sinh một trận trầm thấp tiếng cười, nói rằng, thanh niên nhân, có tự tin là chuyện tốt, bất quá, tự tin qua đầu chính là tự phụ là không được, đây coi như là một cái tiền bối đối với người căn dặn đi. Tốt, trở lại chuyện chính, Hắc Tâm xoay xoay cái cổ tiếp tục nói, Diệp Thần Phong, ta nghe nói người tướng thôn vệ đế quốc tại M quốc tụ tập địa cấp hủy diệt rồi. Chỉ bất quá người phụ trách Angelina cuối cùng trốn. Như vậy hiện tại ngươi nên biết ngày hôm nay phát sinh ở Diệp gia bạo tạc sự kiện là ai làm đi. Ân. Diệp Thần Phong chau mày, hắn không có nghĩ đến Angelina hội đi tới Hoa Hạ quốc. Trầm mặc 5-6 giây đồng hồ sau, nói rằng, ngươi có biết hay không Angelina ở nơi nào? Nàng nếu đi tới Hoa Hạ quốc, như vậy cũng không cần phải sống ly khai. Diệp Thần Phong trong thanh âm tràn đầy dày đặc giọng nói. Ba 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 ba. Hắc Tâm vừa định muốn nói, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn, ăn mặc hồng nhạt áo quần trong suốt Angelina từ núi non ở chỗ sâu trong đi ra, một cái nhăn mày một tiếng cười gian, tướng trời sinh mi cốt mị hoặc lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Người nước Hoa, chúng ta lại gặp mặt, ta nói rồi không có có một người nam nhân có thể chạy ra ta Angelina lòng bàn tay. Angelina nói hơi lộ ra chút chắc Hoa Hạ quốc ngữ. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào Hắc Tâm, phát giác Hắc Tâm trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc sau, hắn mới khẳng định Hắc Tâm cũng không biết Angelina lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Angelina, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta tại nơi này? Ngươi lẽ nào đã quên thôn vệ đế quốc quy củ sao? Không có trong tổ chức mặt phê chuẩn, các quốc gia người phụ trách không thể đủ tự ý đi hướng tới cái khác người phụ trách quốc gia, ngươi cái này là làm trái trong tổ chức quy củ. Ngươi biết chính ngươi hậu quả là cái gì không? Hắc Tâm hai con ngươi nhìn chằm chằm Angelina nói rằng. Hắc Tâm, không nên cầm trong tổ chức quy củ tới áp ta, cái này trên thế giới có mấy nam nhân có thể tránh được ta Angelina lòng bàn tay. Muốn nhượng thủ hạ của ngươi phản bội ngươi, đối với ta mà nói là một cái đặc biệt sự tình đơn giản, bọn họ ai có thể đủ ngăn cản ta mê người thân thể sao? Cái này Hoa Hạ quốc nam nhân hủy ta tại M quốc tụ tập địa. Coi như là thôn vệ đế quốc địch nhân, ngươi lại còn muốn cho hắn gia nhập thôn vệ đế quốc. Hắc Tâm, ngươi và cái này Hoa Hạ quốc nam nhân, là vì số không nhiều lắm có thể không nhìn ta mị lực người, ngày hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ. Angelina nói xong, núi non ở chỗ sâu trong truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm, không bao lâu thời gian, sắp tới 300 cái thân thể to tráng nam nhân, từ núi non ở chỗ sâu trong chui ra, tướng Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong cấp bao quanh bao vây. Tại cái này 300 cái thân thể to tráng nam nhân trong tay, đều nắm có một chứa hồng sắc dịch thể châm đồng, cái này 300 người đàn ông cũng trong lúc đó tướng châm trong ống hồng sắc dịch thể rót vào đến thân thể trong. Hắc Tâm khi nhìn đến hồng sắc dịch thể sau, trong con người thần sắc biến có thể so ngưng trọng. Diệp Thần Phong cảm giác được Hắc Tâm ánh mắt sau khi biến hóa, hắn cũng mơ hồ cảm thấy một cổ bất an. Cái này loại hồng sắc dịch thể phỏng chừng cùng lần trước Hắc Tâm cầm đi ra lam sắc dịch thể giống nhau, là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng người thực lực. Diệp Thần Phong suy đoán cái này loại hồng sắc dịch thể, hay là so lam sắc dịch thể càng đáng sợ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.